Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 1386, khoe khoang kỹ xảo, thế nhưng mây đen há có thể che được trời xanh. Dù sao thì Diêu Trung Tắc có được sự giúp đỡ của Dương Độ Lục, biểu hiện lại quá xuất sắc, cho dù lão là lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy cũng chỉ không biết nói gì hơn. Cho dù Vương Tử Quân lúc này đường đường chính chính tranh công thì cũng rơi xuống tiểu thừa trong mắt lãnh đạo trung ương, thậm chí còn làm cho lãnh đạo có ý nghĩ không hay. Nếu sự kiện kia hình thành, như vậy sẽ là ảnh hưởng chí mạng cho tương lai của Vương Tử Quân sau này. Nhưng sự việc mà Diệp Thừa Dân lo lắng cũng không phát sinh, Vương Tử Quân trầm mặc không nói, không mở miệng lung tung. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị mở miệng nói vài lời khiêm tốn, Dương Độ Lục đã cười nói, lời bình luận của thủ trưởng chính là lời khẳng định tốt nhất cho tỉnh Nam Giang, Bí thư Diêu là người có tư duy đổi mới trong công tác nhân sự, có phương pháp độc đáo, hiệu quả lại quá tốt. Tôi cho rằng sau khi quay về thì chúng ta hoàn toàn có thể đẩy mạnh phương án cải cách này cho các tỉnh trong nước học tập làm theo. Tất nhiên, sau này cũng không thiếu tình huống phải thỉnh giáo Bí thư Diêu. Dương Độ Lục lên tiếng thật sự giống như xác định thành tích của Diêu Trung Tắc. Với vị trí của lão hiện tại, nếu muốn thỉnh giáo Diêu Trung Tắc thì căn bản là quá lời, thế nhưng lại vô tình đưa Diêu Trung Tắc lên cao. Dương Độ Lục nói rất ôn hòa nhã nhặn. Khi nói cũng không quên đưa mắt nhìn Vương Tử Quân. Lúc này nếu như Vương Tử Quân không tức giận thì là giả, thế nhưng đối phương căn bản vẫn giữ được bình tĩnh thì rõ ràng là thánh nhân. Nhưng Vương Tử Quân vẫn luôn âm thầm báo cho chính mình, mỗi khi lâm đại sự cần bình tâm tĩnh khí, xúc động luôn là ma quỷ. Tuy mở miệng thì cực kỳ sảng khoái, thế nhưng sẽ tạo nên những ảnh hưởng khó thể vãn hồi với chính mình. Vương Tử Quân suy xét hậu quả của sự việc. Hắn biết rõ nếu như lúc này mình tranh luận với Diêu Trung Tắc, dù kết quả thế nào thì mình cũng thua. Vì vậy hắn lựa chọn phương pháp đứng yên một bên, lặng lặng nhìn sự việc tiếp diễn. Dựa theo sắp xếp trước đó, lãnh đạo số 2 Trung ương sẽ đi đến vài địa điểm, tất nhiên tỉnh Nam Giang đã làm rất tốt công tác chuẩn bị, thế nên vẻ mặt lãnh đạo cực kỳ sáng lạn. Diêu Trung Tắc luôn đi theo bên cạnh Dương Độ Lục, mặc dù không nói nhiều lời nhưng phong độ nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng chen vào hai câu, rất biết tiến thối. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng trấn định tự nhiên của Diêu Trung Tắc, hắn không thể không thừa nhận người này được đề bạt lên vị trí hiện tại không có gì là không đúng. Chỉ cần nhìn vào tài ăn nói của đối phương, hắn cảm thấy một người như vậy căn bản là có tài học khó có người có được. Sự việc hôm nay làm cho tâm tình của Diêu Trung Tắc cực kỳ thoải mái, hắn có thể nhìn vào mắt và thấy lãnh đạo rất thỏa mãn với mình. Hắn biết lãnh đạo thỏa mãn thì chuyện của mình càng thêm chắc chắn. Mặc dù Diêu Trung Tắc rời khỏi một tỉnh phát triển kinh tế mạnh mẽ như Nam Giang thì có chút không nỡ, thế nhưng người ta chịu làm đầu gà chứ không thích làm đuôi phượng, ngồi trên vị trí lãnh đạo luôn tốt hơn làm trợ thủ. Những năm qua Diêu Trung Tắc luôn làm trợ thủ cho người ta, hắn cảm thấy lãnh đạo nói một lời nặng ngàn cân, lãnh đạo thứ hai tất nhiên có độ nặng không kém, còn một người thứ ba như hắn căn bản không ra gì. Chỉ có thể nghe theo chỉ huy mà thôi, không có nhiều quyền tự quyết. Thật sự cũng không phải lãnh đạo thứ ba không thể phát huy tính năng động chủ quan của mình, thế nhưng tất cả đều có khuôn của nó, tất cả phải vây quanh công tác. Nếu như anh có những tư duy không hay, như vậy thì xin lỗi anh sẽ bị cho ra rìa. Hậu quả xấu nhất cũng là nghiêm trọng nhất chính là anh không bảo trì sự đồng bộ với lãnh đạo, tính mạng chính trị của anh sẽ bị dừng lại. Nhưng Diêu Trung Tắc cảm thấy vui vẻ nhất cũng không phải mình sắp được làm lãnh đạo đứng đầu cấp ủy hay chính quyền tỉnh, chủ yếu vì chuyện này còn chưa có văn kiện rõ ràng. Hắn cảm thấy sảng khoái nhất chính là áp chế Vương Tử Quân, đối phương đang rất khổ sở bực tức mà không làm gì được mình. Vương Tử Quân bây giờ có giận cũng phải nén giận, cảm giác này làm cho Diêu Trung Tắc cảm thấy rất tốt. Diêu Trung Tắc đã làm không ít trò chèn ép người, thế nhưng hắn chưa từng có cảm giác sướng như vậy. Hắn đi theo lãnh đạo kiểm tra các công tác, hắn thấy rõ gương mặt của Vương Tử Quân. Tuy Vương Tử Quân vẫn bảo trì sự bình thản, thế nhưng điều này là không dễ dàng. Diêu Trung Tắc nghĩ đến phương diện mình rời khỏi Nam Giang, đối phương sẽ tiếp tục phát triển sinh động, thế là trong lòng có chút không thoải mái. Hắn cảm thấy trước khi đi mình nên cho đối phương một món lễ lớn, để cho đối phương cực kỳ khó chịu. Khi trong đầu Diêu Trung Tắc lóe lên những ý nghĩ như vậy, xe dừng lại ở nhà máy xe hơi thành phố Đông Hồng. Lúc này công ty xe hơi Đông Hồng liên tục phát triển, đã là một trong những nhãn hiệu chủ yếu của tỉnh Nam Giang.
Dưới sự chỉ dẫn của Trử Vận Phong và giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng, lãnh đạo số 2 hứng thú đi thị sát tình hình nhà xưởng của công ty, cũng tiến hành nói vài lời về tương lai phát triển của ngành sản xuất xe hơi trong nước. Đám lãnh đạo công ty xe hơi Đông Hồng vốn có chút thoải mái, bây giờ càng trở nên căng thẳng dưới ánh mắt của lãnh đạo trung ương, dù sao thì ứng đối với người thường sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Cũng may bản thân công ty xe hơi Đông Hồng cũng có thực lực mạnh, không tồn tại lỗ hổng gì, ngược lại cho dù có nhiều chỗ chưa hoàn thiện nhưng trạng thái vẫn là phát triển không ngừng. Sau khi đi vào tọa đàm cùng công ty xe hơi Đông Hồng, lãnh đạo số 2 hỏi kỹ càng phương diện phát triển của công ty, đồng thời cũng thăm hỏi ý nghĩ của công nhân trong công ty. Lúc bắt đầu thì đám công nhân tham gia tọa đàm còn có chút gò bó, nhưng khi thấy lãnh đạo hỏi han rất gần gũi bình dị, thế là bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Lãnh đạo, ngài nói sự phát triển của công ty xe hơi Đông Hồng làm cho mình rung động, tôi cũng không gạt ngài, chính là tôi bây giờ nhìn công ty phát triển cũng giống như đang trong mơ. Một lão công nhân hơn 50 tuổi của công ty, cũng là một trong những chiến sĩ thi trong nước tên là Triệu Đại Trụ dùng giọng cảm khái nói, một năm trước công ty chúng tôi căn bản gặp phải hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, thường xuyên có vài tháng không phát lương, công nhân trong công ty thua kém hơn người ngoài một bậc, căn bản muốn lấy cợ cũng khó khăn. Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong không ngờ Triệu Đại Trụ lại nói đến điều này, thế là hai người đưa mắt nhìn nhau nhưng không đứng ra ngăn cản. Những gì đến từ cơ sở thường cực kỳ thuyết phục, hai người đều tin tưởng Triệu Đại Trụ là chiến sĩ thi đua cả nước, vẫn phải có vinh dự của tập thể, có cái nhìn đại cục, không nên nói ra những lời không hay. Lúc này lãnh đạo số 2 cũng có chút hứng thú, thế là cười nói, vậy anh cảm thấy cái gì làm cho công ty nhanh chóng thay đổi diện mạo như vậy? Tôi cảm thấy ngoài phương diện đổi mới khoa học kỹ thuật, căn bản phải có một ban ngành có gan sáng tạo sự nghiệp. Năm trước tỉnh ủy quyết định điều chỉnh ban ngành công ty chúng tôi ở biên độ rộng, đã cho chúng tôi một ban ngành lãnh đạo cực kỳ tốt, cũng vì được các vị lãnh đạo công ty dẫn dắt thế nên mới có được như ngày hôm nay. Có câu cúp vàng cúp bạc không bằng có danh tiếng trong dân, tự khen mình là một đóa hoa không bằng người khác nói một câu hữu ích. Thế cho nên những lời được nói ra từ một vị công nhân chất phác này có độ tin cậy rất lớn. Những nhân viên công ty đang đi theo làm nhân viên bên cạnh lãnh đạo tỉnh thật sự muốn tiến lên hôn Triệu Đại Trụ vài cái. Vì Triệu Đại Trụ chính là một hình tượng đại biểu cho công nhân dưới cơ sở, nhưng lời nói của hắn thật sự quá tốt. Hơn nữa tình cảnh trước kia và bây giờ của công ty xe hơi Đông Hồng dễ dàng lưu lại cho lãnh đạo tỉnh ủy một hình tượng cực kỳ tốt đẹp, đó là hình tượng có gan sáng tạo sự nghiệp. Diệp Thừa Dân nở nụ cười sáng lạn, tuy kinh tế là món ăn trong tay lão, thế nhưng lúc này lời nói của Triệu Đại Trụ cũng làm cho lão cảm thấy mặt mũi đầy hào quang. Chọn đúng người lãnh đạo doanh nghiệp, như vậy coi như lão làm tốt công tác điều chỉnh phương hướng, công lao là của mình. Anh Triệu, anh nói cho tôi những lời này không phải là vì các vị lãnh đạo tỉnh Nam Giang đang ngồi đây đấy chứ? Lãnh đạo số 2 Trung ương nhìn Triệu Đại Trụ rồi khẽ cười hỏi. Triệu Đại Trụ dùng giọng chăm chú nói, lãnh đạo, tính tình của tôi thế nào thì tất cả công nhân trong công ty đều biết, đây tuyệt đối là có sao nói vậy. Tôi nói như thế cũng không phải là nịnh hót các vị lãnh đạo Nam Giang, tôi cảm thấy có trách nhiệm phải báo cáo tình hình thực tế với ngài. Trước đó giám đốc tiền nhiệm cũng đã từng muốn bán công ty cho người khác. Nếu không có trưởng phòng Vương trên tỉnh ủy quyết định và hết sức giúp đỡ để cho giám đốc của chúng tôi tiến lên từ vị trí trợ lý giám đốc, như vậy nhà máy chúng tôi bây giờ còn chưa biết sống chết thế nào. Lãnh đạo số 2 Trung ương cũng cực kỳ chú ý đến một người không lên tiếng như Vương Tử Quân, mặc dù Vương Tử Quân ít lên tiếng nhưng lão căn bản là hiểu rất rõ ràng. Phương diện tổ chức nhân sự thì phòng tổ chức luôn là chủ đạo, cho dù Diêu Trung Tắc có muốn vơ lấy công lao của Vương Tử Quân, thế nhưng cũng không khỏi tán thưởng Vương Tử Quân hai câu. Lúc này nghe một người công nhân bình thường tán thưởng trưởng phòng Vương dùng người cực kỳ tốt, lãnh đạo số 2 Trung ương không khỏi nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó lại hỏi Triệu Đại Trụ, đồng chí Đại Trụ, anh quen biết trưởng phòng Vương sao? Chương 1387, một quá thối. Ngài cũng không biết đấy thôi, vì chuyện của công ty chúng tôi mà trưởng phòng Vương không ít lần đến đây. Nếu ngài không tin thì cứ hỏi công nhân trong xưởng, vì đề cử giám đốc tiếp quản công tác của nhà máy mà anh ấy chịu không ít áp lực. Triệu Đại Trụ nói đến đây thì có chút do dự, sau đó vỗ đùi nói, tôi còn nghe người ta nói, khi đó cũng vì chuyện của giám đốc mà trưởng phòng Vương giống như bị cho lên lò nướng,
nghe nói có nhiều người thậm chí chỉ biết đứng chờ công ty chúng tôi bị đóng cửa mà chê cười trưởng phòng Vương. Vẻ mặt lãnh đạo số 2 trung ương căn bản không đổi, thế nhưng ánh mắt lại có vài phần ngưng trọng. Lão nhìn về phía Vương Tử Quân, sau đó lại nhìn sang người giám đốc Lưu Thành Lâm. Lúc này Lưu Thành Lâm cũng không ngờ Triệu Đại Trụ lại nói ra những lời như vậy, hắn là giám đốc công ty nhưng đối mặt với tình huống đột nhiên này cũng không khỏi luống cuống tay chân. Lưu Thành Lâm cũng không cần lãnh đạo hỏi, hắn nhanh chóng nói qua sự việc. Người đi về phía đỉnh cao quyền lực căn bản không phải bình thường có thể so sánh được, căn bản có thể nhìn thấy rõ ràng lời nói của đối phương là thật hay giả. Hơn nữa trước khi đến thì lão đã tìm hiểu khá kỹ về công ty xe hơi Đông Hồng, thế là nghe những lời báo cáo của lãnh đạo công ty, căn bản cảm thấy công ty xe hơi Đông Hồng cũng không nói dối ở sự kiện này. Siêu Trung Tắc cảm thấy rất khó hiểu, hắn thật sự không ngờ dù mình cố gắng che đậy thì cũng không giấu được hào quang trên người Vương Tử Quân. Lãnh đạo số 2 Trung ương đi ra khỏi công ty xe hơi Đông Hồng mà cực kỳ hào hứng, sau đó nói với Diệp Thừa Dân ở bên cạnh, dùng đúng cán bộ thì có thể cứu một doanh nghiệp ra khỏi bờ vực phá sản, thế cho nên cần chú trọng lớn gan dùng người, can đảm và quyết đoán, dám phụ trách hành vi của mình, các anh xem như làm rất tốt. Lãnh đạo số 2 Trung ương nói đến đây thì nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng thân thiết nói, tiểu đồng chí, có người thích nói mà không làm. Có người làm lại không nói, thế nhưng công tác cần những người có tinh thần như cậu, không chỉ lo tâng bốc mà phải giống như một con bò già vùi đầu kéo xe không nhận được tiếng tăm gì. Thanh niên thường dễ sinh ra tâm tính táo bạo, nhưng cậu có thể không quan tâm đến vinh nhục cá Enenhan mà dám cổ vũ và hô hào vì dân, điều này là khó có được. Nói thật, hôm nay tôi rất cảm động. Lúc này lãnh đạo số 2 nói như vậy làm cho người ta cảm thấy bất ngờ, nhân viên đi theo đưa mắt nhìn nhau. Nhưng sau đó ai cũng giống như cộng minh, đều gật đầu. Quá trình khảo sát vì có chuyện nhỏ như vậy xen vào giữa làm cho tâm tình không yên của Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong đã tốt hơn rất nhiều. Dù thế nào thì cán bộ tỉnh Nam Giang vẫn có tố chất cao, căn bản là trạng thái phát triển kinh tế cực kỳ đáng khen. Hơn nữa còn có một người xuất hiện và mang đến hiệu quả bất ngờ như Vương Tử Quân. Bình thường Vương Tử Quân nói chuyện căn bản có thể xuất khẩu thành thơ. Cực kỳ có tài ăn nói. Nhưng hôm nay Vương Tử Quân lại cực kỳ ẩn nhẫn, Diệp Thừa Dân tiếc nuối không có sân khấu cho Vương Tử Quân ra biểu diễn, ai ngờ vẫn may lại từ trên trời rơi xuống. Vương Tử Quân không nói lời nào, không có một động tác dư thừa thế nhưng lại lấy được hiệu quả chiến thắng không phát ra tiếng động. Với tính cách và ánh mắt của lãnh đạo số 2 Trung ương, chỉ sợ lúc này Vương Tử Quân đã xem như là một quan viên có năng lực và tài đảm đương của tỉnh Nam Giang. Hơn nữa phương diện thủ đoạn chấp chính của Vương Tử Quân lại cực kỳ đáng khen. Lãnh đạo số 2 liên tục gật đầu, sau đó lại nở nụ cười. Nụ cười của lãnh đạo có ý nghĩa gì? Rõ ràng là sự phát triển của Nam Giang đáng giá được lãnh đạo khẳng định, có những điều này thì căn bản là quá đủ rồi. Khi đoàn xe đi vào trung tâm tuyển dụng nhân sự của Sở Nội vụ tỉnh Nam Giang, đám lãnh đạo tỉnh Nam Giang đã hoàn toàn yên lòng. Đi phu sao thì nơi này cũng vừa mới tuyển ra được một danh sách công chức bổ sung, những người kia chưa tham gia công tác, lãnh đạo đến nơi này chủ yếu là khuyến khích bọn họ một phen, bày ra sự coi trọng của mình, xem như là một hành động dệt hoa trên gấm. 20 công chức đã được tuyển chọn đang đứng trong đại sảnh, lúc này bọn họ cực kỳ kích động. Dù sao thì bọn họ chỉ được thấy lãnh đạo trong TV, bây giờ lại được bắt tay thân thiết với lãnh đạo, lại được nói vài câu ở khoảng cách gần. Đãi ngộ như thế làm cho bọn họ cảm thấy cực kỳ khó có được, thế cho nên gương mặt ai cũng đỏ bừng bừng. Lãnh đạo có vẻ cũng rất vui khi được trò chuyện với những người công chức thanh niên bừng bừng tinh thần và sức sống, lão nói khá nhiều, cực kỳ hòa ái dễ gần. Thời gian dần trôi qua, khi mà nhân viên tùy tùng định nhắc nhở lãnh đạo nên rời đi, một nữ công chức duyên dáng chợt hỏi, thủ trưởng, tôi có thể phản ánh với ngài một chuyện được không? Có gì cô cứ nói. Chỉ cần có lợi cho việc triển khai mở rộng công tác, tôi còn phải thỉnh giáo cô ấy chứ. Thủ trưởng đưa mắt nhìn cô gái trẻ rồi dùng giọng hòa ái nói. Cô gái trẻ lên tiếng làm cho chủ nhiệm trung tâm tuyển chọn nhân sự của Sở Nội vụ cảm thấy rất lo lắng. Cô bé này đặt câu hỏi cũng không phải được sắp xếp sẵn, nếu như chỉ là phản ánh vấn đề nhỏ, như vậy lãnh đạo sẽ kiên nhẫn đáp lại, tất nhiên là hai bên cùng vui vẻ, nhưng nếu như có vấn đề, như vậy sẽ cực kỳ khó thu thập. Thủ trưởng,
Tôi và bạn trai cùng tham gia đợt thi tuyển công chức lần này, tôi thi đậu nhưng bạn trai thì lại rớt. Cô gái có chút do dự, sau đó cuối cùng cũng mở miệng. Lãnh đạo số 2 nhìn bộ dạng uất ức của cô gái mà không khỏi cười nói, thế nào? Muốn dựa vào tôi để đi cửa sao sao? Không phải, không phải, chúng tôi chủ yếu dựa vào thực lực của mình, cũng không phải vì những thứ này. Nếu như anh ấy không có thực lực, chúng tôi sẽ tâm phục khẩu phục, nhưng anh ấy không đậu cũng là vì có người thao tác trong bóng tối, như vậy là không công bằng. Cô gái nói xong thì cũng căn bản không còn lo lắng như trước, nàng nhìn chằm chằm vào lãnh đạo số 2, vì kích động mà gương mặt đỏ dần. Một câu nói như sấm sét của cô gái làm cho đám lãnh đạo tỉnh Nam Giang chợt sợ ngây người, ai cũng cảm khái, ai sắp xếp trò này. Vì sao vào lúc cuối cùng lại phát sinh vấn đề? Không ít ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân, có những ánh mắt đồng tình, có nghi vấn, còn có chút hả hê. Vương Tử Quân là trưởng phòng tổ chức, là người chủ quản công tác thi tuyển công chức, tất nhiên trách nhiệm của mình là khó chối bỏ được. Siêu Trung Tắc cũng không ngờ sự việc lại diễn ra như vậy, cảnh tượng này làm hắn cực kỳ bất ngờ và không kịp chuẩn bị. Hắn là phó bí thư chủ quản công tác nhân sự, thế nhưng việc này diễn ra căn bản không có trách nhiệm của hắn. Hắn chỉ là người vạch ra phương hướng, nếu trong quá trình chấp hành mà xuất hiện cạm bẫy thì cũng không có vấn đề của hắn. Vì hắn là phó bí thư tỉnh ủy, hắn không phải tự tay làm việc, cũng không tham dự vào bên trong. Nhưng Vương Tử Quân thì lại khác, đối phương là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, là người phụ trách công tác, cho dù sự việc không liên quan thì tội danh xác thực cũng sẽ ụp lên đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1387, hai quá thối. Siêu Trung Tắc vốn cho rằng Vương Tử Quân có danh tiếng quá lớn ở lúc đến tham quan công ty xe hơi Đông Hồng, hắn cực kỳ oán hận, thế nhưng bây giờ lại cực kỳ sung sướng. Siêu Trung Tắc nghĩ đến đây mà ánh mắt chợt lóe sáng như đèn pha, hắn nhìn quanh bốn phía, người đầu tiên nhìn vào là lãnh đạo Trung ương. Siêu Trung Tắc cảm thấy gương mặt lãnh đạo Trung ương lúc này cực kỳ nghiêm túc. Lần này lãnh đạo Trung ương đến kiểm tra công tác của tỉnh Nam Giang. Nhưng Diêu Trung Tắc biết rõ trọng điểm chính là công tác nhân sự. Nam Giang tổ chức cải cách nhân sự, đứng từ góc độ của lãnh đạo thì căn bản không hy vọng có chút vấn đề nào xảy ra. Nhưng bây giờ lại có sự việc mặt trái xuất hiện, đây chính là thứ mà lãnh đạo Trung ương căn bản không thích được thấy nhất. Diêu Trung Tắc có chút hả hê, hắn nhìn về phía Dương Độ Lục, thấy vẻ mặt trưởng ban Dương cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Vương Tử Quân. Giống như đang chờ đối phương cho ra câu trả lời hợp lý. Trưởng ban Dương cau mày, biểu hiện nghiêm túc, không, đây không phải là nghiêm túc, rõ ràng là đau lòng. Siêu Trung Tắc vẫn có chút hiểu rõ về ân oán giữa Vương Tử Quân và Dương Quân Tài. Lúc này Dương Quân Tài đã đi đến làm phó chủ tịch thường vụ một thành phố nhưng căn bản không thể đánh đồng được với Vương Tử Quân. Một khoảng cách mà người ta khó thể nào nhìn được bóng lưng không liên quan đến tình huống đối thủ gãy cánh ngã đau năm xưa sao. Nói như vậy thì Dương Quân Tài giống như cánh chim gãy cánh, dù có bay cao thế nào thì cũng đã bị thương một lần khó thể nào khỏi hẳn, thế cho nên căn bản khó thể nào đấu lại những người khác lành lặn khỏe mạnh được. Kết quả của Dương Quân Tài là do Vương Tử Quân tạo thành, trưởng ban Dương đối mặt với Vương Tử Quân thì sao vui vẻ cho được. Dù sao thì Vương Tử Quân cũng không làm tổn thương ai khác mà chính là đứa con được lão kỳ vọng nhất, là đứa con làm cho lão kiêu ngạo, là một pháp bảo trong lòng lão. Dương Độ Lục thầm lóe lên vài ý nghĩ, ánh mắt rơi lên mặt Diệp Thừa Dân. Lúc này vẻ mặt Diệp Thừa Dân cực kỳ nghiêm túc cũng không chút bối rối, điều này làm cho Diêu Trung Tắc ở bên cạnh có chút thất vọng. Nhìn vào vẻ mặt của Diệp Thừa Dân, hắn ý thức được Diệp Thừa Dân muốn giúp đỡ Vương Tử Quân. Nhưng Diêu Trung Tắc cũng không trông mong chút vấn đề thế này có thể đánh ngã được Vương Tử Quân, vì một thứ gì đó đổi mới căn bản phải tiến lên từng bước, cần phải đi chậm rãi. Có ai bảo chứng được mình làm cực kỳ cẩn thận, không có chút tì vết nào. Vì vậy Diêu Trung Tắc an ủi chính mình, chỉ cần địa vị của Vương Tử Quân trong mắt lãnh đạo số 2 Trung ương bị giảm xuống là được. Còn trẻ mà đã là cán bộ cấp phó bộ, nếu như cứ mãi là cấp phó bộ, như vậy sẽ làm cho người ta cảm thấy rất vui sướng. Siêu Trung Tắc nghĩ ác ý và dùng ánh mắt có chút chờ mong nhìn cô gái bên kia. Hắn hy vọng cô gái kia không làm cho mình thất vọng. Cô tên là Trương Hiểu Phỉ có phải không? Cô nói chuyện kia có chứng cứ gì không? Lãnh đạo số 2 Trung ương nhìn Trương Hiểu Phỉ rồi khẽ hỏi.
Tôi có chứng cứ, Trương Hiểu Phỉ nói rồi lấy từ trong túi sách của mình ra hai bản sao chép, ngài xem, đây chính là bài thi mà Trần Tử Khải đã làm và trúng tuyển cho vị trí nhân viên văn phòng tỉnh ủy. Ngài nhìn mà xem, một bài thi chỉ có 300 chữ nhưng được 92 điểm, ngài có cảm thấy công bằng cho người dự thi không? Dương Độ Lục đứng bên cạnh lãnh đạo, hắn nhìn những bản sao chép của cô gái kia, trong lòng mơ hồ có chút hưng phấn, là vấn đề của thi viết, như vậy sự việc càng lớn. Dương Độ Lục nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, cảm thấy vẻ mặt đối phương cực kỳ bình tĩnh, thế là không khỏi cảm thấy bội phục. Dương Độ Lục tuy không thích Vương Tử Quân, nhưng người này trẻ tuổi mà bình tĩnh ung dung như vậy là khó có được. Nhưng dù anh thật sự bình tĩnh hay cố ý giả vờ, có chuyện này thì Dương Độ Lục hoàn toàn có thể ép Vương Tử Quân khốn đốn. Lãnh đạo số 2 cầm bản sao chép nhìn qua một lượt, sau đó gương mặt cũng âm trầm hẳn lên, lão nhìn Trương Hiểu Phỉ rồi hỏi, cô xác định đây là bài thi viết của người trúng tuyển sao? Anh của tôi công tác trong sở nội vụ, đây là bài thi mà anh ấy giúp tôi trộm ra được. Trương Hiểu Phỉ cắn môi rồi trầm giọng nói. Cô đã có được chứng cứ, vì sao không phản ánh cho ban ngành kiểm tra kỷ luật, lại lấy ra vào lúc này? Trương Hiểu Phỉ tiến lên một bước, nàng chợt dùng giọng kiên định nói, vì phản ánh với người thường là không được. Dượng của Trần Tử Khải kia chính là Phó Bí Thư Diêu, trước khi thi thì anh ta đã nói rõ ràng, cho dù văn phòng tỉnh ủy chỉ cần một người, thế nhưng mọi người đừng hòng tranh giành với anh ta. Diêu Trung Tắc nghe thấy ba chữ Trần Tử Khải thì thiếu chút nữa sinh ra cảm giác tan vỡ. Hắn không ngờ khi mình đang hả hê nhìn người ta khốn khổ, đột nhiên đoạn kịch thay đổi đột ngột, khi mà cây gậy vốn đập lên người kẻ khác lại quay ngược lại người mình, điều này làm cho người ta không khỏi kinh hoàng. Khi Diêu Trung Tắc ý thức được chuyện gì xảy ra thì tất cả xem như mất đi lực khống chế, sự việc căn bản phát triển theo một phương hướng hoàn toàn khác. Người ta lại nói ra cái tên của mình. Diêu Trung Tắc nghe thấy cô gái nói ra cái tên của mình thì hít vào một hơi thật sâu, hắn cũng không nhìn bộ dạng của cô gái, mà nhìn vẻ mặt lãnh đạo số 2 Trung ương. Vẻ mặt lãnh đạo số 2 Trung ương cực kỳ bình tĩnh, lão giao bản sao chép cho Diệp Thừa Dân ở bên cạnh rồi trầm giọng nói, Bí Thư Thừa Dân, tôi hy vọng có thể thấy đáp án. Tuy chỉ là một câu đơn giản nhưng lại làm cho trái tim vui sướng của Diêu Trung Tắc trước đó nhanh chóng hóa thành cho tàn. Những lời này đơn giản là một mệnh lệnh, ý nghĩa của nó là gì thì hắn hiểu rõ ràng. Vẻ mặt Dương Độ Lục trở nên căng cứng, giống như cảm thấy cực kỳ phẫn nộ vì những gì đang diễn ra. Nhưng khi ánh mắt Diêu Trung Tắc nhìn về phía lão, lão giống như cũng cảm ứng được. Dương Độ Lục không tránh né ánh mắt của Diêu Trung Tắc, ngược lại còn trừng mắt lên nhìn. Ánh mắt của Diêu Trung Tắc có vài phần không yên, nhưng ánh mắt của Dương Độ Lục lại có vài phần nghiêm khắc. Ánh mắt nghiêm khắc của Dương Độ Lục cũng không phải có nghĩa là muốn phê bình, mà rõ ràng là anh tự giải quyết cho xong. Không cần làm khó với cô gái này, cô ấy có gan nói ra sự thật, căn bản là rất tốt. Một giọng nói khẽ vang lên bên tai Diêu Trung Tắc, nhưng lúc này hắn không ý thức được người nói là ai. Diêu Trung Tắc cũng không ngờ một sự việc vốn hoàn mỹ sao lại biến thành như vậy. Tuy hắn cảm thấy sự kiện này căn bản là không liên quan đến mình. Hắn cũng không biết nó vì sao xảy ra, thế nhưng hắn tin tưởng vợ mình biết rõ, cũng là vì một con đàn bà mà thôi. Diêu Trung Tắc nghĩ đến phương diện mình khổ sở chờ cơ hội, muốn tiến lên chiếm điểm cao, thế nhưng không ngờ lại có kết quả như vậy, thật sự làm cho người ta khóc không ra nước mắt. Chương 1388, một ngồi chồm hổm vun gốc cây con. Diêu Trung Tắc là một người thông minh, hắn biết rõ sự việc đến tình trạng hiện tại nếu muốn thay đổi là rất khó. Hơn nữa chuyện đề bạt vốn có đầy những nhân tố không xác định. Trưởng ban Dương sẽ nói tốt cho mình sao? Một nghi vấn xoay quanh đầu Diêu Trung Tắc, hắn nghĩ như vậy mà không khỏi dùng mình, hắn căn bản không thể xác định được điều này. Cuối cùng lãnh đạo số 2 cũng hoàn thành chuyến nghiên cứu khảo sát tình hình Nam Giang, khi mà lãnh đạo Trung ương rời đi thì toàn bộ Nam Giang khôi phục lại vẻ tĩnh lặng. Trong mắt nhiều người thì hành trình lần này của lãnh đạo số 2 là rất thỏa mãn. Nhận được hiệu quả như mong muốn. Nhưng có những người hữu tâm thầm nói, sự việc không hài hòa xen vào giữa quá trình kia sẽ thế nào? Sẽ mang đến cho Diêu Trung Tắc những gì? Khi lãnh đạo rời đi, Bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh ủy Hoắc Quang Lĩnh bắt đầu tiến hành điều tra, xem bài thi kia cuối cùng có vi phạm kỷ luật kỷ cương hay không, mà từng người bắt đầu trồi lên mặt nước. Sau vài ngày điều tra thì sự việc có chân tướng rõ ràng,
một vị phó giám đốc sở nội vụ tỉnh ủy chối bỏ thành tích thi viết của thí sinh, sở dĩ làm như vậy là muốn nịnh hót phòng Quảng Thắng, làm tốt sự phân công công tác của thư ký trưởng phòng. Vì sự việc liên quan đến Diêu Trung Tắc, thế cho nên Diêu Trung Tắc luôn bảo trì trạng thái trầm mặc trong lúc điều tra. Cuối cùng tỉnh ủy thận trọng nghiên cứu, ngoài việc điều chỉnh phòng Quảng Thắng đến làm công tác bên phía mặt trận Tổ quốc tỉnh ủy, còn tiến hành xử lý vị phó giám đốc sở nội vụ kia theo đúng như quy định. Phòng Quảng Thắng ra đi, điều này căn bản không quá quan trọng với Diêu Trung Tắc, chủ yếu là tuyến trên đã xác định rõ ràng, đẩy vị chủ tịch tỉnh một tỉnh Tây Bắc tiến lên làm bí thư tỉnh ủy đang trống ở một tỉnh bạn, mà vị trí chủ tịch tỉnh còn trống cũng đã có người. Thay đổi nhân sự như vậy đã nói lên tất cả, Diêu Trung Tắc biểu hiện vẫn trấn định tự nhiên, thế nhưng trong lòng cực kỳ cô đơn, kết quả này làm hắn khóc không ra nước mắt. Sự việc phát triển đến tình cảnh hiện tại thì Diêu Trung Tắc không còn khả năng đông sơn tái khởi. Hắn thầm nghĩ, có phải những người kia sợ đề cử hắn sẽ mất hết mặt mũi hay không? Thế là không khỏi thở dài một hơi. Diêu Trung Tắc cảm thấy ảm đạm, lúc này mới thật sự hiểu được câu nói, nhà dột gặp đêm mưa là thế nào. Lúc này trong cơ quan đang lan tràn một thông tin, nói là tuyến trên chuẩn bị điều động Diêu Trung Tắc đến nhận nhiệm vụ quan trọng của mặt trận Tổ quốc tỉnh ủy. Đi đến nhận nhiệm vụ quan trọng ở mặt trận Tổ quốc tỉnh ủy, Diêu Trung Tắc nghĩ vậy mà cười lạnh không thôi, nhưng biết đâu những lời đồn như vậy sẽ được chứng thực. Diêu Trung Tắc thầm hận, hắn vừa dùng tâm lý vượt qua thử thách của mình để chống lại những lời đồn này, không phản biện, cũng không phản bác, càng không làm ra những hành động không hay để chứng minh mình không như người ta nghĩ. Hắn căn bản không phải là một người ngu ngốc, thế nên hắn cảm thấy những hành động không trưởng thành chính trị kia căn bản là không đủ tự tin, cực kỳ lo lắng. Nếu như mình có thực lực, như vậy thì mình cần gì phải quan tâm đến những tin tức vỉa hè như thế này? Lão lãnh đạo, ngài có thể giúp cậu em vợ tôi chuyển chỗ được không? Cậu ấy đã công tác ở cơ sở được 5 năm, hoàn toàn có đủ điều kiện để tiến lên một bước. Bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng của phòng Quảng Thắng, tuy giọng nói cũng cung kính giống hệt như dĩ vãng, thế nhưng Diêu Trung Tắc biết rõ phòng Quảng Thắng đối với mình là xưa không bằng nay. Hoàn toàn khác biệt. Tương lai của phòng Quảng Thắng xem như xong rồi, dù hắn bị phòng Quảng Thắng làm cho thua thiệt, thế nhưng hắn vẫn đồng ý với lời yêu cầu của đối phương. Những chuyện này nếu là trước đó thì cực kỳ dễ dàng nhơ trở bàn tay, đơn giản có thể xử lý, nhưng bây giờ thì khác, hắn cần phải nghĩ xem mất bao nhiêu công sức mới có thể chứng thực được chuyện này. Có câu người đi thì trà nguội lạnh, bây giờ hắn vẫn chưa đi, thế nhưng trà đã lạnh toát mất rồi. Vương Tử Quân bây giờ đang bay lên mây cao, đường đi của Diêu Trung Tắc về phía trên xem như kết thúc, có người nào vì mình mà đắc tội với một vị trưởng phòng tổ chức đầy quyền lực như Vương Tử Quân. Quảng Thắng, anh cũng đừng gấp, để tôi thử xem. Diêu Trung Tắc nói ra những lời này thì cảm thấy cực kỳ khổ sở, chợt sinh ra cảm giác anh hùng mạt lộ. Phòng Quảng Thắng ở đầu dây bên kia không ngừng cảm tạ, Diêu Trung Tắc bên này sau khi đặt điện thoại xuống thì vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Hắn do dự một chút, sau đó cầm điện thoại lên. Lúc này tay cầm điện thoại vẫn còn hơi nóng từ bàn tay của Diêu Trung Tắc, hắn có chút trầm ngâm, sau đó bấm một dãy số quen thuộc, điện thoại vừa nối thông thì hắn nhanh chóng lên tiếng, trưởng ban Dương phải không? Tôi là Diêu Trung Tắc. Chào bí thư Diêu, tôi là Tiểu Trịnh, lúc này trưởng ban đang họp, có chuyện gì thì ngài cứ nói, tôi sẽ thay mặt ngài chuyển lời cho lãnh đạo. Một giọng nói trầm bổng tràn đầy bình thản vang lên, thế nhưng Diêu Trung Tắc lại cảm thấy mình căn bản không có được sự tôn trọng từ đối phương. Diêu Trung Tắc trầm ngâm giây lát rồi cười nói, không có gì, tạm biệt. Diêu Trung Tắc cúp điện thoại mà tâm tình hoang vu như đồng cỏ tranh vào mùa đông lạnh lẽo. Hắn nhìn lên trần nhà, tâm tình bùng sóng, khó thể nào an tĩnh ngay được. Tâm tình của Vương Tử Quân cũng khó thể bình tĩnh. Cuối cùng hắn cũng được xác nhận tin tức Diêu Trung Tắc rời đi. Diêu Trung Tắc rời đi không phải là chuyện xấu với Vương Tử Quân, mặc kệ là thế nào thì đó là một chuyện tốt. Vương Tử Quân hiểu rõ nhất ân oán giữa mình và Diêu Trung Tắc, nhưng lúc này hắn cũng không nghĩ đến chuyện Diêu Trung Tắc sẽ đi đâu, chủ yếu là nghĩ về thế cục Nam Giang sau khi Diêu Trung Tắc rời đi. Diêu Trung Tắc là lãnh đạo số 3 tỉnh ủy, vị trí phó bí thư tỉnh ủy là cực kỳ quan trọng. Vương Tử Quân tin chỉ cần Diêu Trung Tắc rời đi, căn bản có không biết bao nhiêu người nhớ thương vị trí đang bỏ trống này. Hắn là một người cạnh tranh cực kỳ có khả năng,
vì làm trợ thủ của tỉnh ủy căn bản dễ nghe hơn chức danh trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Nhưng Vương Tử Quân cũng cảm thấy có hoàn cảnh xấu, chưa nói đến những thứ khác, hắn từ vị trí bí thư ủy ban tư pháp tiến lên trưởng phòng tổ chức còn chưa được một năm, bây giờ nếu lại được đẩy lên làm phó bí thư tỉnh ủy, đặc biệt là phó bí thư tỉnh ủy một tỉnh như Nam Giang, chỉ sợ sẽ có một nhóm người không vui. Hơn nữa ở Nam Giang có mấy người muốn nhìn thấy mình tiến lên vị trí phó bí thư tỉnh ủy. Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy, gương mặt Trử Vận Phong và Diệp Thừa Dân liên tục lóe lên trong đầu hắn. Diệp Thừa Dân sẽ giúp đỡ mình sao? Vương Tử Quân có chút lo lắng, mặc dù Diệp Thừa Dân cho ra sự giúp đỡ lớn với hắn, nhưng Vương Tử Quân vẫn hiểu đến bây giờ mình vẫn chưa phải là một thành viên quan trọng trong vòng quan hệ của Diệp Thừa Dân. Chương 1388, 2, ngồi chồm hổm vun gốc cây con. Vì vậy khả năng giúp đỡ Vương Tử Quân của Diệp Thừa Dân ở sự kiện này căn bản không quá lớn. Ngoài Diệp Thừa Dân thì chỉ còn một người phát huy tác dụng ở sự kiện này chính là Trử Vận Phong. Vương Tử Quân tin tưởng với tư cách làm người của Trử Vận Phong, đồng thời còn là một lãnh đạo nổi tiếng trong tỉnh Nam Giang, phía bên dưới Trử Vận Phong còn có nhiều người, mà số người cần được Trử Vận Phong giúp đỡ cũng rất nhiều. Ngoài hai người này, Vương Tử Quân lại nghĩ đến những phương diện khác. Khi mà những ý nghĩ liên tục lóe lên, Vương Tử Quân chợt sinh ra phán đoán, đó chính là lúc này mình không thích hợp tiến lên làm phó bí thư tỉnh ủy. Dù sao thì phương diện cải cách nhân sự đang được thúc đẩy rất mạnh, vị trí phó bí thư tỉnh ủy tuy quan trọng, thế nhưng nếu muốn thúc đẩy công tác cải cách nhân sự thì vị trí trưởng phòng tổ chức là cực kỳ có lợi hơn. Chính mình lúc này nên lắng đọng lại, nếu như sốt ruột tiến lên, ngược lại làm cho người ta sinh ra cảm giác say. Siêu Trung Tắc sở dĩ làm phó bí thư tỉnh ủy mà uy phong tám mặt, không phải là vì có nhiều người bên dưới chèo chống sao. Khi trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ thì điện thoại của Vương Tử Quân vang lên. Hắn nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, người gọi đến là Lỗ Kính Tu. Hắn thầm suy đoán ý nghĩ của Lỗ Kính Tu, sau đó nghe máy. Sau khi điện thoại nối thông thì Lỗ Kính Tu dùng giọng dịu dàng nói, trưởng phòng Vương, hôm nay anh có bận rộn gì không? Tôi vừa nhận được một ít trà, muốn cùng anh nhấm nháp một chút. Vương Tử Quân có quan hệ khá tốt với Lỗ Kính Tu, mặc dù biết Lỗ Kính Tu không chỉ mời riêng mình uống trà thế nhưng vẫn mở miệng đồng ý. Sau khi thu dọn vài thứ, Vương Tử Quân lên xe đi đến quán trà đã hẹn ước với Lỗ Kính Tu. Quán trà này cũng không lớn nhưng trang thiết bị tinh xảo, khi Vương Tử Quân đi vào trong thì Lỗ Kính Tu đang khẽ nói chuyện với một người phụ nữ khá xinh đẹp. Cô gái này mặt sườn xám, nhìn qua giống như nhân viên pha trà, khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì Lỗ Kính Tu cười nói với cô gái, Tiểu Lý, rót trà cho bạn của tôi đi. Tiểu Lý nhanh chóng rót trà cho Vương Tử Quân, sau đó đưa ly trà đến bên người hắn, nàng giống như chợt giật mình nói, tôi giống như đã gặp ngài ở nơi nào đó, thế nhưng bây giờ lại nghĩ không ra. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt cô gái, hắn biết nàng đang cố gắng lục tìm trí nhớ của mình. Hắn chợt nở nụ cười trêu chọc, có phải nhìn tôi giống như Lê Minh không? Đã có nhiều cô gái nói như vậy với tôi. Tiểu Lý đỏ mặt, lại nhìn Vương Tử Quân, sau đó mới lắc đầu nói, ngài không đẹp trai như Lê Minh. Ha ha ha, cô gái kia nhanh chóng đi ra khỏi phòng, thế là Lỗ Kính Tu nở nụ cười cực kỳ không có phong độ. Hắn chỉ vào Vương Tử Quân rồi nói, này trưởng phòng đại nhân, ngài nghĩ thế nào lại nói mình giống Lê Minh? Theo tôi thì ngài còn đẹp trai hơn cả Lê Minh. Vương Tử Quân cười lớn nói, tôi cũng không thể nói cho cô ấy biết rằng mình giống như Vương Tử Quân được. Lỗ Kính Tu nhìn gương mặt tươi cười như ánh mặt trời của Vương Tử Quân, hắn không khỏi cảm thấy hâm mộ. Hắn nâng ly trà lên nói, đây là trà ngon ở Quân Sơn, đại ca nhà tôi lấy được, nghe nói anh thích uống trà, thế nên đưa đến cho anh. Vương Tử Quân nâng ly trà lên ngửi, cảm thấy mùi hương thơm mát bay vào mũi. Tuy Lỗ Kính Liên rất ít khi đến Đông Hồng, thế nhưng lại thường xuyên thông qua Lỗ Kính Tu để tặng quà cho Vương Tử Quân. Mặc dù những thứ này cũng không đáng giá nhưng hình thức lại cực kỳ tinh xảo, Vương Tử Quân có thích hay không cũng không là vấn đề, dù sao thì Tiểu Bảo Nhi lại rất thích những thứ như thế này. Bây giờ anh Kính Liên thế nào rồi? Hai ngày trước tôi xem TV, phát hiện anh ấy đang làm một hạng mục rất lớn. Vương Tử Quân vừa uống trà vừa khẽ cười nói. Lỗ Kính Tu cười cười nói, anh ấy vẫn như bình thường, căn bản sống tốt hơn chúng ta, gần đây đang có chút mâu thuẫn với chị dâu, ôi.
Vương Tử Quân cũng không giúp gì được khi thấy Lỗ Kính Tu thở dài, dù sao đó cũng là yêu thích cá nhân của Lỗ Kính Liên. Tuy Lỗ Kính Liên rất tôn trọng Vương Tử Quân, thế nhưng hắn cũng không muốn xen vào chuyện này. Lỗ Kính Tu biết nói những thứ này với Vương Tử Quân là ngoài lề, thế nên trầm ngâm một chút rồi khẽ nói, trưởng phòng Vương, lần này tôi có việc cần thỉnh giáo ngài. Vương Tử Quân không mở miệng chờ Lỗ Kính Tu nói tiếp, chợt nghe Lỗ Kính Tu nói, lúc này trên cơ bản có thể xác định bí thư Diêu phải đi, anh có hứng thú với vị trí phó bí thư hay không? Nếu như nói không có hứng thú thì là giả, nhưng anh cảm thấy tôi có phần thắng sao? Vương Tử Quân cũng không muốn che giấu, thế nên biểu hiện cõi lòng của mình. Nếu không người ta cứ mãi nghĩ về mình, luôn sinh ra cảm giác như sương mù, như vậy sẽ rất khó kết giao bằng hữu. Lộ Kiếm Long cũng không chần chờ, hắn nhìn vào hai mắt Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng nói, trưởng phòng Vương, tôi cảm thấy chuyện này ngài có hy vọng rất lớn, dù sao ngài cũng là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, hơn nữa uy vọng của ngài là rất lớn. Vương Tử Quân cười cười, hắn hiểu Lỗ Kính Tu chuẩn bị nói điều gì. Hắn có uy vọng, thế nhưng tất cả cũng không phải dựng lên từ uy vọng. Anh cảm thấy nếu như tuyển chọn vị trí phó bí thư tỉnh ủy ở Nam Giang, người nào có hy vọng tiến lên nhất? Vương Tử Quân hỏi rất trực tiếp, Lỗ Kính Tu cũng không trả lời ngay. Tuy hắn nhận được tin tức bí thư Diêu sẽ đi và cho ra nhiều ý nghĩ, thế nhưng lại căn bản khó nắm chắc, không thể biết trước được. Lỗ Kính Tu trầm ngâm giây lát rồi nói, trưởng phòng Vương, trong mắt tôi thì có ba người có thể tiếp nhận vị trí của phó bí thư Diêu ở tỉnh Nam Giang, một là ngài. Ngài là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, tiến lên vị trí phó bí thư tỉnh ủy cũng là nước chảy thành sông, cực kỳ hợp lý. Thứ hai là bí thư Hoắc Quang Lĩnh của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy, anh ấy đến Nam Giang cũng không phải rất lâu, thế nhưng đã có đủ lý lịch ở cấp bậc của mình, còn có được sự giúp đỡ của bí thư Diệp, còn người thứ ba, có lẽ là chủ tịch Lý. Anh ấy là phó chủ tịch thường vụ tỉnh, dựa theo quy tắc xếp hàng, bí thư Diệp di chuyển đi nơi khác, anh ấy có thể tiến lên lấp đầy chỗ trống. Cũng là hợp tình hợp lý. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, Lỗ Kính Tu phân tích đúng trọng tâm, nhưng đã bỏ quên mất một người. Chương 1389, một mở rộng cửa lòng cho anh xem. Anh cảm thấy bí thư Đậu như thế nào? Đậu Minh Đường, Lỗ Kính Tu có chút chần chờ, sau đó trầm giọng nói, bí thư Đậu ở trên vị trí bí thư thị ủy Đông Hồng cũng chưa quá lâu, thế nhưng nếu muốn chuyển chỗ, nếu có được người giúp đỡ thì mới thành công. Thế nhưng bí thư Diệp hay chủ tịch Trử cũng sẽ không mấy tình nguyện. Không ai giúp đỡ đôi khi theo phương pháp biện chứng thì cũng là điều tốt. Vương Tử Quân nói, đúng lúc điện thoại vang lên. Đây là điện thoại tư nhân của Vương Tử Quân, người biết được nó thường khá thân cận với hắn. Hắn nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, sau đó khoát tay áo với Lỗ Kính Tu. Lỗ Kính Tu biết Vương Tử Quân có ý gì, thế là ngậm miệng không nói. Lúc này Vương Tử Quân khẽ nói, bí thư Đậu, lúc này anh gọi điện thoại cho tôi có gì cần dặn dò phải không? Ôi, trưởng phòng Vương, anh nói như vậy là không được, tôi không dám nhận có chỉ thị gì, chỉ là vài ngày không đi câu cá với anh, hôm nay thấy trời rất đẹp, hay là chúng ta đi luyện cần một chút nhé? Giọng nói trầm ấm của Đậu Minh Đường vang lên. Vương Tử Quân căn bản không có hứng thú đi câu cá, nhưng vị trí buông cần mà Đậu Minh Đường chọn lựa là không tệ. Vương Tử Quân biết rõ lần này Đậu Minh Đường tìm mình không phải là vì đi câu cá, vừa lúc hắn muốn gặp mặt đối phương, thế là đơn giản đồng ý, không có vấn đề, khi nào bí thư Đậu triệu hoán thì tôi sẽ đến. Vậy thì chiều nay, lúc này tôi đã sớm xếp hàng chờ ngài, mong ngài cũng đừng nên từ chối. Đậu Minh Đường căn bản rất vui vẻ vì lời đồng ý của Vương Tử Quân, giọng nói càng thoải mái hơn nhiều. Lỗ Kính Tu nhìn Vương Tử Quân cúp điện thoại mà hai mắt lóe lên vài luồng sáng, hắn nở nụ cười vui vẻ nói, trưởng phòng Vương, tôi cảm thấy lần này anh Đậu mời anh đi câu cá rõ ràng là ông say không phải vì rượu. Vương Tử Quân nở nụ cười từ chối cho ý kiến, đúng lúc này điện thoại lại vang lên. Lần này người gọi điện thoại đến làm cho hắn cảm thấy bất ngờ, hắn chần chờ một chút, sau đó nghe điện thoại, chào bí thư Diêu, tôi là Vương Tử Quân, xin hỏi lãnh đạo có gì cần phân phó. Sau khi lãnh đạo số 2 Trung ương đến thăm viếng Nam Giang, cũng không coi trọng bến tàu của Diêu Trung Tắc. Khi lãnh đạo rời đi thì Diêu Trung Tắc khống chế tâm tình rất tốt, che giấu những thất lạc trong lòng cực kỳ sâu. Dù thế nào thì vị trí của hắn vẫn còn bày biện ra rõ ràng, những gì hắn được hưởng cũng không thiếu.
Chẳng qua trước kia hắn là người được người ta chào đón mong đợi, tiền hô hậu ủng, nhưng bây giờ rõ ràng là ngựa xe vắng vẻ. Siêu Trung Tắc ngồi trên một con thuyền nhỏ ở một khu du lịch phía tây thành phố Đông Hồng, hắn có vẻ rất thản nhiên. Hắn vốn có chút không cam lòng, thế nhưng khi thời gian trôi qua thì con người dần bình tĩnh lại. Trên đời này căn bản luôn có lúc có những cơ hội quyết định số phận, Diêu Trung Tắc tin tưởng câu nói này không chút nghi ngờ. Hắn tin một ngày nào đó mình sẽ có thể phát triển đi lên, thế nhưng bây giờ căn bản là rơi xuống thung lũng chết mất rồi. Rơi vào nghịch cảnh mà vẻ mặt không đổi mới chính là bản lĩnh cao nhất, hắn nghĩ đến tình huống năm xưa khi lấy vợ, bố vợ tặng cho hắn một câu nói như vậy, bây giờ nghĩ lại mà khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười thản nhiên. Đúng vậy. Càng rơi vào nghịch cảnh thì càng nên bình tĩnh, thế nhưng có thể làm được như vậy hay không mới là vấn đề, hơn nữa còn nắm bắt được cơ hội nữa hay không thì cũng chưa chắc. Ví dụ như vấn đề về tuổi tác, hiện nay Diêu Trung Tắc đã sắp đến tuổi về hưu, sau điều chỉnh lần này thì cơ bản không còn khả năng đi ra. Vì không có một ai cứ mãi nghèo hèn, không có người nào không phát triển, thế cho nên mình già đi thì lại có một thế hệ tiến lên nối tiếp. Hai chữ thiếu niên đại biểu cho một khoảng thời gian không có quá nhiều lo lắng về cuộc sống, cũng là khoảng thời gian đại biểu cho nhiều cơ hội và thời cơ xuất hiện, càng là cơ sở để sau này lui về phía sau dễ dàng chắc chắn hơn. Ví dụ như năm xưa Hán Cao Tổ chỉ mất 8 năm để xây dựng lên vương triều của mình, nhưng Chu Nguyên Chương cầm bát đi ăn xin lại thông qua phấn đấu để có thể là người sáng lập ra một vương triều mới. Bọn họ là đại biểu cho những người không bao giờ hèn mạt mãi được. Chỉ là đến tuổi của Diêu Trung Tắc thì đã quá thua rồi. Với độ tuổi của hắn trên cơ bản không còn cơ hội xoay người. Hắn uống một ngụm trà, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại, cũng không phải là trà không ngon, chủ yếu là nước đã lạnh. Trước kia Diêu Trung Tắc uống trà đều cảm thấy rất có hương vị, nhưng lúc này lại phải uống trà nguội. Một cảm giác tức giận bùng lên trong lòng hắn, hắn nhìn về phía thư ký đang đứng ở đuôi thuyền. Lúc này cảm giác tức giận cũng đã tiêu tán đi rất nhiều. Viên thư ký kia ở bên cạnh Diêu Trung Tắc đã khá lâu, là một người biết ấm biết lạnh, bây giờ đối phương đang đứng ở đuôi thuyền, bộ dạng ngây ngẩn. Tuy Diêu Trung Tắc không có dị thuật đọc được tâm tư của người khác, thế nhưng bây giờ trên cơ bản có thể đoán được thư ký của mình đang nghĩ gì. Chưa nói đến phương diện hắn đưa thư ký đi theo, dù là hắn đưa người ta đi, chỉ sợ người kia cũng không muốn đi theo mình để kết thúc tương lai chính trị. Nếu như hắn cố gắng đưa người ta theo, chỉ sợ người kia sẽ cảm thấy cực kỳ bức bối vì sự đa tình của mình mà thôi. Siêu Trung Tắc nghĩ như vậy mà rất muốn nói với thư ký của mình, đó là không cần lo lắng, cậu còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Thế nhưng hắn há miệng mà cảm thấy bây giờ mình cực kỳ khó thể nói ra những lời như vậy. Bí thư Diệp, xe của trưởng phòng Vương đã đến. Thư ký nhìn thấy thứ gì đó, hắn dùng ánh mắt đầy chờ mong nhìn Siêu Trung Tắc rồi nói. Siêu Trung Tắc nhìn bộ dạng của thư ký mà không khỏi có chút không thoải mái, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định tha thứ cho đối phương. Vì có mấy ai không qua thời trai trẻ, người ta đi theo mình phục vụ được vài năm, cũng xem như đã làm tốt công tác, vì sao không thể có được một tương lai tươi sáng. Nhưng bây giờ Diêu Trung Tắc ảm đạm rời khỏi Nam Giang, đối phương là người có dấu ấn của mình, điều này mang đến những ảnh hưởng rất sâu. Tất nhiên ảnh hưởng của nó còn liên quan đến đối thủ của mình là thế nào, nhưng bây giờ vị lãnh đạo trẻ tuổi kia đang phát triển như diều gặp gió, điều này thật sự là tai nạn với thư ký của Diêu Trung Tắc. Khi Diêu Trung Tắc chuẩn bị cho thư ký đưa thuyền đi nghênh đón, một con thuyền nhỏ giống hệt như của hắn chạy về phía bên này. Người thanh niên kia đứng đầu thuyền, gió nhẹ khẽ thổi, mặc dù người kia không mặc áo trắng, thế nhưng nhìn qua vẫn thấy cực kỳ có phong thái hơn người. Nếu như mình còn trẻ thì quá tốt, Diêu Trung Tắc lắc đầu thở dài, chỉ cần nhìn vào sự khác biệt về tuổi tác giữa hai bên, Diêu Trung Tắc đã cảm thấy mình khó thể chống đỡ được đối phương. Diêu Trung Tắc là một người thất bại, hắn nào còn tư chất và tư cách để cảm khái nữa chứ? Trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, Diêu Trung Tắc thấy con thuyền kia nhanh chóng tiếp cận. Lúc này hắn thấy những người ở con thuyền bên kia, ngoài Vương Tử Quân còn có một tiểu tử, đó là thư ký của Vương Tử Quân. Còn một người còn lại, chính là giám đốc khu du lịch này. Lúc này viên giám đốc kia tự đến lái thuyền cho Vương Tử Quân, rõ ràng là đang muốn tỏ thái độ. Chương 1389, 2, mở rộng cửa lòng cho anh xem. Tuy Diêu Trung Tắc cảm thấy buồn cười với hành vi nịnh nọt của viên giám đốc kia,
thế nhưng hắn không có chút tức giận. Đây là lẽ đương nhiên, chính mình đã không còn gì cả, tất nhiên người ta sẽ không chạy về phía mình, vì có người nào chịu treo cổ trên cây cơ chứ. Bí thư Diêu, Vương Tử Quân nhìn Diêu Trung Tắc, bây giờ đối phương thiếu một phần uy nghiêm so với trước, nhìn qua thật sự giống như một vị học giả đang đi chơi thuyền. Hai thuyền tiếp cận nhau, Vương Tử Quân đi lên thuyền của Diêu Trung Tắc. Thư ký của Diêu Trung Tắc thấy Vương Tử Quân thì muốn mở miệng, thế nhưng lời lên đến bên miệng thì được nuốt xuống, chỉ còn lại nụ cười nịnh nọt mà thôi. Vương Tử Quân cười cười với thư ký của Diêu Trung Tắc, hắn ngồi xuống bên cạnh Diêu Trung Tắc. Lúc này Diêu Trung Tắc nhìn thư ký, sau đó cười nói, cậu đến bên kia trò chuyện với Tiểu Du đi. Thư ký không phản kháng, hắn nhanh chóng đổi thuyền, những người còn lại biết hai vị lãnh đạo có chuyện cần bàn, thế nên chậm rãi dịch chuyển con thuyền đi xa hơn chục mét. Nơi này căn bản không mở cửa với bên ngoài, tôi đã đến đây một lần và cảm thấy rất thích, thế cho nên mỗi lúc có thời gian thì đến đây chèo thuyền, căn bản có hưởng thụ khó tìm được. Nhưng sau này chỉ sợ không còn cơ hội như vậy nữa. Diêu Trung Tắc nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ cười nói. Tục ngữ có câu hổ chết vẫn còn uy, tuy Diêu Trung Tắc bây giờ có chút chán nản thế nhưng Vương Tử Quân vẫn cảm nhận được bí thư Diêu có vài phần tiêu sái tự nhiên, căn bản không quá chán nản vì sự thất bại của mình. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Diêu Trung Tắc, hắn cười cười nói, bí thư Diêu đã công tác nhiều năm trong Nam Giang, cũng không thể vì rời đi mà bỏ gánh công tác. Nam Giang có thể phát triển được như ngày hôm nay cũng nhờ bí thư Diêu bỏ ra nhiều mồ hôi công sức, ngài như thế nào lại nhẫn tâm bỏ qua không quan tâm được. Vương Tử Quân nói lời này làm cho Diêu Trung Tắc có chút bi ai. Mặc kệ Vương Tử Quân nói lời khách sáo hay là thật lòng thì đó cũng là điều khẳng định. Năm xưa khi Diêu Trung Tắc đến Nam Giang, hắn thật sự có một mộng tưởng tốt đẹp đi, sau vài năm cũng xem như hết lòng vì công tác, đã phải trả giá rất nhiều. Tất nhiên hắn khó thể nào dự đoán được kết quả ngày hôm nay của mình, khó thể nào ngờ rằng mình lại thua cuộc rồi di rời đi nơi khác như vậy. Diêu Trung Tắc vốn cho rằng Nam Giang chính là điểm sáng công tác chính trị của mình, không ngờ đây lại là cái hố chôn mình. Có lẽ sau khi hắn rời đi thì cũng không còn tâm tư và dũng khí để đến nơi này dù chỉ là nhìn qua một lần. Diêu Trung Tắc cười cười, hắn cúi đầu một lát, sau đó ngẩng đầu cười nói, Tử Quân, vài ngày trước thật sự đã làm cho cậu phải chê cười. Diêu Trung Tắc nói vài ngày trước, tất nhiên là những hành vi mờ ám của hắn khi mà lãnh đạo số 2 Trung ương đến thăm Nam Giang. Nếu như hắn thành công, tất nhiên sẽ không nói gì khác, nhưng lần này hắn thất bại thảm hại. Hắn có thể dùng giọng thản nhiên để nói ra một lời như vậy, chứng tỏ bản thân cũng không phải hạng phàm phu tục tử. Vương Tử Quân nhìn Diêu Trung Tắc, hắn trầm ngâm một lúc rồi thản nhiên nói, bí thư Diêu, tôi nghĩ có một số việc cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Diêu Trung Tắc chố mắt một lát rồi nở nụ cười, nếu như Vương Tử Quân nói những lời ghét ác như cừu, như vậy hắn sẽ cho rằng Vương Tử Quân dối trá. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân không nói điều này, nói hắn bất đắc dĩ. Điều này làm cho hắn có chút cảm động. Dù thế nào thì đối phương cũng hiểu nổi khổ tâm của mình, chút an ủi như vậy làm cho Diêu Trung Tắc thầm cảm thấy lòng dạ của Vương Tử Quân vẫn tương đối rộng lớn. Đúng vậy, thật sự bất đắc dĩ. Diêu Trung Tắc chợt cảm khái nói, tôi dù biết mình đang làm gì, hơn nữa làm cho người ta xem thường, thế nhưng đó cũng là cơ hội cuối cùng của tôi. Tôi ở Nam Giang mà không có được vị trí như Bí Thư Diệp, cũng không có được thực lực như Chủ tịch Trử Vận Phong. Diêu Trung Tắc nói đến đây thì rơi vào trầm ngâm, Vương Tử Quân đang suy xét lời nói của Diêu Trung Tắc. Tuy Diêu Trung Tắc nói mình không bằng Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong, thế nhưng đó không phải là bản thân hắn không bằng người ta, mà là vị trí không bằng. Lúc này Diêu Trung Tắc nói vị trí của mình không bằng Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong, điều này càng cho thấy trong lòng Diêu Trung Tắc căn bản không quá chịu phục hai người kia. Nhưng Vương Tử Quân cảm thấy Diêu Trung Tắc vẫn có chút cách biệt với hai người kia. Nói về phương diện thông minh tài trí, Diêu Trung Tắc biết đâu không thua kém hai vị lãnh đạo kia, thế nhưng nhìn về phương diện tư cách và ánh mắt thế cục, căn bản kém xa hai vị lãnh đạo kia. Cũng vì nguyên nhân này mà thấy tổng thể Diêu Trung Tắc vẫn thua kém Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong. Nhưng Vương Tử Quân không nói rõ những điều này cho Diêu Trung Tắc. Lúc này Diêu Trung Tắc đã thất bại, hắn không cần phải thêm mắm dặm muối vào vết thương của đối phương. Còn nữa, tôi cũng không trẻ tuổi như cậu. Diêu Trung Tắc ngẩng đầu nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng trầm trầm nói,
Sau khi đến Nam Giang thì tôi đã biết cậu không là người đơn giản, nhưng không ngờ cậu vẫn làm tôi cảm thấy bất ngờ, vượt qua dự đoán của tôi. Tôi nghĩ nếu như cho cậu thêm một năm, chỉ sợ tôi sẽ không thể nào chen chân vào trong khối công tác tổ chức ở Nam Giang. Vương Tử Quân cười cười, hắn nghĩ đến lời nói trước đó của Diêu Trung Tắc, hắn thật sự cảm thấy mình không có gì để phản bác, chỉ cười xem như tiếp nhận lời nói của Diêu Trung Tắc. Gió nhẹ khẽ thổi, mặt nước hồ nhộn nhạo, tuy thời tiết khá nóng nhưng đi thuyền trên mặt hồ lại cảm nhận được bầu không khí mát mẻ. Hai người ngồi trên thuyền, quần áo bị gió khẽ thổi, nhìn qua có vài phần phiêu lãng. Hai bên lặng lặng uống nước, không biết qua bao lâu thì Diêu Trung Tắc lại phá vỡ bầu không khí bình tĩnh, thật ra khi cậu đến thì cực kỳ có lợi cho Nam Giang, đặc biệt là ở công tác tổ chức, đặc biệt là phương diện giữ chữ nhân tài, cậu có ánh mắt cực kỳ chiến lược, tốt hơn so với tôi rất nhiều. Cải cách nhân sự chính là gánh nặng đường xa, nói thật thì đôi khi tôi cũng có ý nghĩ nước chảy bèo trôi. Vương Tử Quân nói lời thật lòng, mặc dù hắn có tâm tính kiên nghị, thế nhưng đôi khi gặp lực cản thì cũng có sinh ra ý nghĩ mặc kệ. Dù sao hắn chỉ là người phổ biến ý nghĩ này, vài năm sau cũng có người thúc đẩy, mình cần gì phải hao tổn hết tâm tư và sức lực như vậy. Nhưng ý nghĩ này căn bản lóe lên và Vương Tử Quân vẫn phải vượt qua nó. Diêu Trung Tắc không ngờ Vương Tử Quân lại nói ra những lời như vậy, hắn cười ha hả, sau đó dùng giọng có chút cảm khái nói, tôi tin lời này của cậu. Khi tôi còn trẻ thì nguyện vọng lớn nhất là làm chủ tịch xã, tôi cảm thấy chỉ cần được làm chủ tịch xã thì thỏa mãn lắm rồi, cần gì phải khốn khổ đưa đầu về phía trước. Nhưng đó cũng chỉ là một loại ý nghĩ, hành động thực tế hoàn toàn khác biệt, có lẽ cũng là câu nói mà mọi người thường nói, người trong giang hồ thân bất do kỷ. Hai người nói rất tâm đầu ý hợp, hai bên cười cười, Vương Tử Quân giống như cảm thấy mình và Diêu Trung Tắc có thêm vài phần thân cận. Có đôi khi hiểu rõ anh nhất chính là kẻ địch của anh. Chương 1390, nằm trên giường há có thể cho người khác yên giấc. Tử Quân, nếu như tôi có thể đề cử một người cho tổ chức, tôi đề cử cậu tiếp nhận vị trí của tôi, thế nào? Siêu Trung Tắc dùng giọng nhàn nhạt nói, nhưng khi lọt vào trong tai lại giống như tiếng sấm với Vương Tử Quân. Hắn dù có không ít suy đoán về mục đích Siêu Trung Tắc mời mình đến gặp mặt, thế nhưng không ngờ đối phương lại nói ra những lời như vậy. Siêu Trung Tắc tuy bị di rời nhưng nói từ phương diện trình tự, nếu muốn tìm người ở Nam Giang tiếp nhận vị trí bỏ trống, còn phải trưng cầu ý kiến của hắn. Tuy nó chưa chắc sẽ phát huy tác dụng, thế nhưng cũng khá quan trọng. Tuy lúc này hai người trò chuyện xem như hòa hợp, thế nhưng Vương Tử Quân tuyệt đối không cho rằng mình có lực quyến rũ cực mạnh để cho Diêu Trung Tắc vừa gặp mặt đã có ý nghĩ xóa đi tất cả ân oán. Siêu Trung Tắc muốn đề cử mình, tuyệt đối không là vô duyên vô cớ. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt Diêu Trung Tắc, hắn hiểu Diêu Trung Tắc cũng không nói đùa với mình. Hắn cũng không lập tức trả lời câu hỏi của đối phương, chỉ nhìn mặt hồ với những son sóng nhộn nhạo, sau đó thản nhiên nói, anh cảm thấy tôi có hy vọng tiếp nhận vị trí còn trống đó sao? Cậu rất có hy vọng, Siêu Trung Tắc nhìn Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. Tuy nhìn từ lý lịch thì cậu căn bản còn hơi kém. Thế nhưng sau khi cậu đến Nam Giang phổ biến cải cách nhân sự, cậu đã được phần lớn lãnh đạo tán thành. Cậu chắc chắn là một trong những nhân tuyển chuẩn bị tiếp nhận vị trí của tôi. Diêu Trung Tắc dùng ngôn từ chuẩn xác nói. Tuy Diêu Trung Tắc nói chỉ là một dự đoán, thế nhưng Vương Tử Quân biết với kinh nghiệm của đối phương, lời nói này cũng không phải vô căn cứ. Đồng thời hắn hiểu được chính mình có lẽ là một nhân tuyển của lãnh đạo tuyến trên. Hy vọng của cậu là không nhỏ. Nếu như được tôi đề cử, như vậy hy vọng chiến thắng của cậu sẽ lớn hơn một chút. Vương Tử Quân cũng không lên tiếng, hắn lặng lặng nhìn Diêu Trung Tắc, hy vọng có thể nhìn thấy trên mặt đối phương có một thứ gì đó. Nhưng Vương Tử Quân căn bản là thất vọng, trên mặt Diêu Trung Tắc vẫn chỉ là nụ cười nhạt, căn bản không làm cho người ta thấy được có gì đó khác thường. Lúc này Vương Tử Quân mới cảm thấy Diêu Trung Tắc vẫn là Diêu Trung Tắc như ngày nào. Phó Bí Thư tỉnh ủy với vị trí trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy của Vương Tử Quân tuy chỉ là một bậc thang ngắn, thế nhưng bậc thang này đại biểu cho vị trí lãnh đạo thứ ba tỉnh ủy Nam Giang. Siêu Trung Tắc không tin Vương Tử Quân không động tâm với vị trí này, chỉ cần Vương Tử Quân động tâm thì nước cờ tiếp theo của hắn sẽ dễ dàng thành công hơn. Tuy Diêu Trung Tắc ảm đạm rời đi, thế nhưng lúc này hắn vẫn có chút kiêu ngạo. Dù sao hắn rời đi như cơ sở vẫn còn, là thứ mà khó ai có thể khinh thường được.
Vương Tử Quân chợt nở nụ cười nói, Bí thư Diêu, cảm ơn ý tốt của ngài, thế nhưng tôi chỉ có thể nói lời cảm tạ mà thôi. Diêu Trung Tắc vừa mới cảm thấy có chút tự đắc, lúc này cơ thể chợt cứng lại. Hắn không dám tin Vương Tử Quân sẽ nói như vậy, nhưng khi nhìn vẻ mặt trấn định tự nhiên của đối phương, rõ ràng cũng không phải là nói giỡn. Vương Tử Quân từ chối lời đề nghị của hắn. Không phải Vương Tử Quân đã bày mưu đặt kế sẵn, hoặc là đối phương biết sự kiện đã được quyết định rồi sao? Diêu Trung Tắc nghĩ đến dòng chữ đại thế đã định thì cảm thấy không đúng, tuy người kia bắt đầu làm nhạt quan hệ với mình, thế nhưng hắn vẫn còn những mối quan hệ của chính mình, hắn biết tuyến trên còn chưa cho ra quyết định. Vương Tử Quân không thể nào biết sớm như vậy được. Vì sao? Diêu Trung Tắc nhìn Vương Tử Quân, giọng điệu của hắn lúc này có chút run rẩy. Tôi còn muốn tiếp tục công tác ở vị trí hiện tại thêm vài năm, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách nhân sự. Vương Tử Quân nhìn Diêu Trung Tắc rồi thản nhiên nói. Trong mắt Diêu Trung Tắc chợt lóe lên luồng hào quang quái dị, hắn là người thông minh, hắn tất nhiên hiểu Vương Tử Quân nói vậy là có ý gì. Đối phương còn muốn ở trên vị trí trưởng phòng tổ chức vài năm, phía sau thái độ này chính là Vương Tử Quân muốn nắm chắc lý lịch của mình ở Nam Giang. Tuy Vương Tử Quân bây giờ là mặt trời giữa ban trưa ở Nam Giang, thế nhưng căn cơ không phải quá sâu. Trưởng phòng tổ chức chính là một vị lãnh đạo tỉnh ủy nắm công tác tổ chức của cả tỉnh, đây là một vị trí có thể đem đến cho Vương Tử Quân những tích lũy cực kỳ sâu đậm. Khi đó Vương Tử Quân có sẵn tích lũy của mình, lại có được thành tích trên phương diện cải cách nhân sự, tiến lên một bước căn bản quá dễ dàng, như nước chảy thành sông mà thôi. Cậu thật sự xác định sao? Diêu Trung Tắc xem như đã hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân, thế nhưng hắn vẫn không thể không run giọng hỏi. Diêu Trung Tắc là người chìm nổi quan trường lâu năm, tiến lên bằng phương pháp nào không còn là quan trọng, chủ yếu là phải nhìn rõ thế cục, có ổn định hay không. Dù sao một người ổn định thì bước chân mới ổn, chỉ cần anh tiến lên từng bước chắc chắn như sắt thép, anh sẽ dễ dàng tiến lên mà không bao giờ thụt lùi. Vương Tử Quân kiên quyết tiến thủ. Chỉ sợ 2 năm sau sẽ lấy được thành tích và thành tựu không nhỏ ở Nam Giang. Thế nhưng khi mà một người đang xuân phong đắc ý, có ai mà không muốn nhân cơ hội chủ động tiến lên một bước? Không ngờ Vương Tử Quân không động tâm, điều này thật sự vượt xa dự đoán của Diêu Trung Tắc. Diêu Trung Tắc lần này tìm Vương Tử Quân muốn hoàn thành vài việc nhỏ của mình, mà quan trọng nhất chính là muốn đẩy Vương Tử Quân tiến lên. Vị trí phó bí thư tỉnh ủy tuy cực kỳ có cảnh tượng, thế nhưng nó cũng tiêu biểu cho nhiều mâu thuẫn, bây giờ Vương Tử Quân tiến vào hàng ngũ như vậy, sẽ càng đối y diện với nhiều hiểm nguy. Càng nhiều hiểm nguy thì càng dễ mắc lỗi. Đây có thể nói là một mồi nhử rất lớn của Diêu Trung Tắc khi rời khỏi Nam Giang, hơn nữa miếng mồi này lại cực kỳ hấp dẫn, không ngờ Vương Tử Quân không cần suy nghĩ mà từ chối thẳng thừng. Diêu Trung Tắc tự cho rằng mình đã rất coi trọng Vương Tử Quân, bây giờ xem ra mình còn chưa đủ coi trọng. Thế cho nên hắn thua trong tay của Vương Tử Quân cũng không phải là ngẫu nhiên. Nhưng Diêu Trung Tắc căn bản không cam lòng, hắn không muốn trước khi đi lại tiếp tục tính sai bước cờ. Hắn trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói, Tử Quân, cậu nên biết lần này tôi rời đi thì sẽ có rất nhiều nhân tuyển cho vị trí phó bí thư tỉnh ủy được sinh ra. Dù là Lý Thừa Uyên hay Hoắc Quang Lĩnh, nếu bọn họ tiếp nhận vị trí của tôi, bọn họ cũng không bao giờ tình nguyện có một người thủ hạ ở bên dưới phát triển độc lập với mình, căn bản có lực ảnh hưởng vượt qua cả mình trong hệ thống nhân sự. Nằm trên giường há để cho người khác ngủ được, Diêu Trung Tắc dùng giọng trầm thấp nói một câu, sau đó tươi cười nhìn Vương Tử Quân, bọn họ cũng không giống như tôi, sau lưng bọn họ đều có trợ lực giúp đỡ, nếu cậu muốn chơi trò cân đối với bọn họ, như vậy không phải là lựa chọn tốt. Lúc này Diêu Trung Tắc nói rất đúng trọng điểm. Căn bản là nói đến những mặt có hại. Tuy hắn nói cũng không phải thật lòng muốn tốt, thế nhưng lại làm cho mặt hồ bùng sóng. Nếu chọn một vị phó bí thư tỉnh ủy từ trong số nhân tuyển ở Nam Giang, dù là Lý Thừa Uyên hay Hoắc Quang Lĩnh cũng không cho phép phòng tổ chức quá độc lập dưới sự lãnh đạo của mình, cho dù hai bên có giao tình thế nào cũng là như vậy. Dù ấn tượng tốt của Vương Tử Quân về Diêu Trung Tắc đã hoàn toàn biến mất, thế nhưng hắn cũng không thể nói ý nghĩ của Diêu Trung Tắc là không đúng. Hắn khẽ gật đầu, xem như tán thành ý nghĩ của đối phương. Diêu Trung Tắc nhìn thấy Vương Tử Quân gật đầu mà cảm thấy mình còn cơ hội, hắn dùng giọng hầu như dồn dập nói, thế cho nên Tử Quân cậu nên chủ động cho ra phương thức nào đó tiếp nhận vị trí phó bí thư tỉnh ủy còn trống. Còn có một biện pháp,
tôi có thể đổi người. Vương Tử Quân trầm ngâm một lát, sau đó nói ra đáp án của mình. Vương Tử Quân trầm ngâm một lát, hắn cảm thấy Diêu Trung Tắc sắp nói ra vấn đề, thế nhưng cuối cùng vẫn thu lại lời nói của mình. Nếu với năng lực của hắn hiện tại mà tiến lên làm phó bí thư tỉnh ủy, chắc chắn hắn sẽ là trọng điểm trong tranh chấp giữa Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong. Tuy bây giờ Vương Tử Quân không tính là người đơn thương độc mã ở Nam Giang, thế nhưng hắn vẫn có những phỏng đoán chính xác cho mình. Bây giờ điều hắn cần làm xúc tích lực lượng, không phải là cố gắng tiến lên chém giết. Bí thư Diêu, tôi hẹn đi câu cá với bí thư Đậu, ngài có muốn cùng đi không? Vương Tử Quân nhìn đồng hồ rồi nói ra lời mời với Diêu Trung Tắc. Diêu Trung Tắc nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân, nào không rõ đối phương cũng không mời mình đi. Vương Tử Quân đang truyền lại một tin tức, đồng thời đó là tin tức mà làm cho lòng hắn không thoải mái. Hắn đã hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, Tử Quân, tôi cũng không đi câu cá, hy vọng sau này. Vẫn là không gặp thì hay hơn. Diêu Trung Tắc nói dù không quan tâm nhưng lại có chút ảm đạm. Sau này sẽ không gặp, những lời này ngoài vẻ quyết liệt thì còn mang theo chút oán hận. Chương 1391 một tôi không làm kẻ địch giả tưởng của An. Thuyền khẽ tách ra, Vương Tử Quân nhìn con thuyền chậm rãi rời đi, thế là cực kỳ cảm khái. Chỉ sợ lần này Diêu Trung Tắc đi thì khả năng hai người gặp lại là không lớn, con thuyền từ từ biến mất, cũng đại biểu cho Diêu Trung Tắc một đi không quay lại. Khi mà bố cục cuối cùng của Diêu Trung Tắc ở Nam Giang căn bản đã thất bại, xem như Nam Giang căn bản biến mất trong trí nhớ của Diêu Trung Tắc, cũng không còn liên hệ gì với nhau. Nhưng đây là một trí nhớ khắc cốt ghi tâm, Diêu Trung Tắc có muốn xóa đi cũng khó thể nào thờ ơ được. Giang Vĩ, cậu đi tìm hiểu xem, còn những chuyện gì mà bí thư Diêu cần làm không? Vương Tử Quân thu hồi ánh mắt của mình rồi phân phó với Du Giang Vĩ ở bên cạnh. Du Giang Vĩ căn bản rất tò mò với tình huống lãnh đạo của mình gặp mặt bí thư Diêu, lúc này nghe thấy lãnh đạo hỏi thì vẻ mặt không khỏi có chút nghi hoặc. NSNG hắn căn bản là nói gì nghe nấy với sắp xếp của Vương Tử Quân, thế cho nên có chút khó hiểu vẫn phải chấp hành. Khi hắn xoay người rời đi thì chợt nghe Vương Tử Quân nói, cố gắng hoàn thành cho bí thư Diêu. Lúc này Đậu Minh Đường vẫn hẹn gặp mặt Vương Tử Quân ở đập nước cũ, tuy phong cảnh nơi này kém hơn khu du lịch mà Vương Tử Quân vừa gặp mặt Diêu Trung Tắc, thế nhưng những làn gió mát nơi đây căn bản không kém. Khi Đậu Minh Đường nhìn thấy Vương Tử Quân thì nở nụ cười sáng lạn, hắn nhìn Vương Tử Quân rồi cười nói, trưởng phòng Tử Quân, hôm nay đập nước mới câu được con cá chép chục cân, hai người chúng ta xem như có lộc ăn. Nụ cười của Đậu Minh Đường rất sáng lạn, nhìn qua thì thấy cực kỳ nhiệt tình hiếu khách. Vương Tử Quân cười cười nói, như vậy xem như tôi cũng được hưởng lộc từ bí thư Đậu. Hai người vẫn giống như dĩ vãng, vẫn ngồi trên ghế dưới bóng cây, không còn gì khác biệt. Nhưng hai vị thư ký của Vương Tử Quân là Du Giang Vĩ và thư ký của Đậu Minh Đường lại cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Vì vậy khi hai vị lãnh đạo đang câu cá thì vẻ mặt hai người cực kỳ nghiêm túc, căn bản không nói nhiều lời. Cá của đập nước giống như được truyền chỉ lệnh gì đó, căn bản rất dễ mắc câu. Dù kỹ thuật câu cá của Vương Tử Quân căn bản không ra gì, thế nhưng sau nửa giờ vẫn có thể cất gần được ba con cá khá lớn. Trưởng phòng Tử Quân, hôm nay xem như vận khí của anh là rất tốt, những con cá này giống như quen biết anh, rõ ràng cứ chạy sang cắn vào lưới câu của anh. Đậu Minh Đường lại ném cần ra xa rồi cười lớn nói với Vương Tử Quân. Lời nói của Đậu Minh Đường không thể không làm cho Vương Tử Quân nở nụ cười chuyên tâm, nếu như hắn không cho ra quyết định, hắn căn bản cũng không mất thời gian đến câu cá với đối phương. Nhưng bây giờ hắn đã cho ra quyết định, thế cho nên cũng không tiếp tục làm người xấu. Lúc này hắn cười nói, bí thư Diêu phải đi, bí thư Đậu có tính toán tiến lên một bước hay không? Đậu Minh Đường tuy từ trước đến nay căn bản hợp tác khá tốt với Vương Tử Quân, thế nhưng hắn biết rõ Vương Tử Quân căn bản là một nhân tuyển cực kỳ mạnh mẽ trong cạnh tranh vị trí phó bí thư tỉnh ủy Nam Giang. Lần này hắn hẹn Vương Tử Quân ra câu cá, ý nghĩ lớn nhất là muốn thuyết phục Vương Tử Quân giúp đỡ mình ở sự kiện này. Dù sao thì có nhiều người tranh đoạt vị trí phó bí thư. Nếu như Đậu Minh Đường đơn thương độc mã đứng ra đối chiến, chỉ sợ sẽ là cánh chim gãy cánh. Nhưng nếu muốn thuyết phục Vương Tử Quân bỏ qua chức vụ mà mình rất có thể sẽ nắm được, Đậu Minh Đường thấy đây cũng là chuyện cực kỳ khó khăn.
dù sao thì chức quan cũng giống như bãi đậu xe, khi nào có xe chạy đi thì sẽ có xe khác tiến lên chiếm chỗ. Càng khó nói chính là khi anh muốn dịch chuyển vị trí, những người khác chắc chắn cũng nhìn về phía vị trí anh mong muốn, kết quả là người nào cũng muốn chiếm tiên cơ, nếu anh rơi vào xu thế tiến lùi khó khăn thì sẽ là trò cười cho thiên hạ. Vì vậy Đậu Minh Đường quyết định dù kéo một người minh hữu như Vương Tử Quân đến bên mình là khó khăn cỡ nào, hắn cũng phải cố gắng thử một lần. Dù đường khó đi thì hắn vẫn phải tiến lên mà thôi. Vương Tử Quân tuy rất khó thuyết phục nhưng cũng không phải không có hy vọng, thế cho nên những ngày qua hắn căn bản trăm phương ngàn kế và suy nghĩ rất nhiều, vì sao để cho Vương Tử Quân có thể tiếp nhận lời cầu viện của mình để rồi ra sức giúp đỡ đây. Phải nói là từ khi Đậu Minh Đường đi đến đập nước thì căn bản luôn cảm thấy tâm tình như sóng cồn, cực kỳ không yên tĩnh. Hắn biết rõ Vương Tử Quân là người cực kỳ có ý nghĩ, không phải anh nói xạo vài câu là thay đổi được. Khi hắn đang nghĩ xem nên mở miệng như thế nào, không ngờ Vương Tử Quân lại trắng trợn hỏi một câu như vậy. Vương Tử Quân đi thẳng vào vấn đề làm cho Đậu Minh Đường có chút xấu hổ, một tình huống bất ngờ như vậy căn bản làm cho hắn cứng họng. Đậu Minh Đường trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói, trưởng phòng Vương, tôi bây giờ đã 56 tuổi, căn bản không còn được mấy cơ hội tiến lên. Lúc này tôi cũng không che giấu, tôi căn bản thật sự có tâm tư đánh cược một lần với chức vụ này. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, tuy hai người có quan hệ không tầm thường, thế nhưng trên vấn đề chức vụ, đặc biệt là khi mà hai bên có thể là đối thủ, không có người nào tình nguyện để lộ ra vấn đề trước đối phương. Đậu Minh Đường có thể nói như vậy, cũng xem như thẳng thắn và thành khẩn. Vương Tử Quân vừa nghĩ như vậy thì không khỏi gật đầu tán thành ý nghĩ của Đậu Minh Đường. Lúc này Đậu Minh Đường đã 56 tuổi, nếu như không tiến lên một bước, cơ hội tiến lên sau này càng thêm xa vời. Nhưng nếu Đậu Minh Đường tiến lên làm phó bí thư tỉnh ủy, như vậy sẽ khác biệt hẳn, con đường tiến lên sẽ càng thông thuận hơn. Dựa theo cách nói dân gian, những tình huống như thế này là cơ hội khó có được, nếu có được vị trí tốt đẹp, như vậy sau này tiến lên làm lãnh đạo tỉnh ủy thì sẽ càng thuận lợi hơn. Nhưng Vương Tử Quân sẽ tuyệt đối không vì Đậu Minh Đường nói ra quá rõ ràng mà chủ động lui bước, cạnh tranh trong quan trường cực kỳ tàn khốc. Có tôi thì không có anh thì không có tôi. Hơn nữa Đậu Minh Đường cảm thấy với tính cách của Vương Tử Quân, chỉ cần vừa ý vị trí nào đó, nhất định sẽ toàn lực đối phó, ngạo thị quần hùng. Đừng thấy Vương Tử Quân còn trẻ mà xem thường, cả ngày người này cười tủm tỉm, gương mặt như ánh nắng, thế nhưng thủ đoạn chua ngoa, phương thức độc đáo, bản lĩnh cực kỳ cao. Đậu Minh Đường tin tưởng vững chắc người kia đối mặt với cạnh tranh và am hiểu nhất cũng không phải là tâm lý đồng tình lan tràn, ngược lại thì của tôi là của tôi, của anh cũng là của tôi, chỉ cần tôi coi trọng thì vị trí còn tống phải là dành cho tôi. Vương Tử Quân trầm ngâm một chút, sau đó mới khẽ nói, anh có tâm tư như vậy thì nên tranh thủ, dũng cảm nhận lấy gánh nặng cũng là chuyện tốt. Đậu Minh Đường thật sự không tin vào lỗ tai của mình. Vương Tử Quân sao có thể chọn cách thức sảng khoái đồng ý với mình như vậy? Sao lại giúp đỡ mình đánh cược một lần? Nói thật thì trước khi đến Đậu Minh Đường cũng nghĩ ra không ít biện pháp, cũng là vì muốn thuyết phục Vương Tử Quân. Nhưng vấn đề mà hắn đang cảm thấy cực kỳ nhức đầu lại được một câu nói của Vương Tử Quân giải quyết hoàn toàn. Chương 1391-2 Tôi không làm kẻ địch giả tưởng của An. Vương Tử Quân nói những lời này căn bản truyền đến một tin tức cực kỳ rõ ràng. Đó là bản thân hắn cũng không phải kẻ địch giả tưởng của mình, hơn nữa còn có vài phần mong đợi với mình. Trong quan trường căn bản vô cùng ảo diệu, Vương Tử Quân nói như vậy thì đã làm cho người ta suy nghĩ ngàn vạn, điều này căn bản làm cho Đậu Minh Đường càng sinh ra nhiều toan tính. Lúc này Đậu Minh Đường cũng xem như mở cửa sổ lòng mình ra nói thẳng, thật ra nhìn vào sức cạnh tranh thì anh mạnh hơn tôi rất nhiều. Tuy Đậu Minh Đường cực kỳ không muốn thừa nhận thế nhưng lại căn bản không thể lảng tránh sự thật, đó là bây giờ dù nhìn từ phương diện nào thì Vương Tử Quân cũng mạnh hơn so với mình. Nếu như toàn lực thúc đẩy Vương Tử Quân tiến lên một bước làm phó bí thư tỉnh ủy, như vậy sẽ càng có hy vọng thành công hơn so với Đậu Minh Đường. Trước khi đến thì hắn chuẩn bị thuyết phục Vương Tử Quân giúp đỡ mình, thế nhưng lúc này Đậu Minh Đường lại cảm thấy chính mình có chút ích kỷ. Vương Tử Quân khẽ nhấc cần lên. Lại một con cá rời khỏi mặt nước. Sau khi bỏ con cá vào thùng thì Vương Tử Quân cười nói, tôi còn đang muốn ở trên vị trí trưởng phòng tổ chức vài năm, dù sao thì cũng phải có người xuất lực vì công tác cải cách nhân sự.
Đậu Minh Đường nhìn nụ cười của Vương Tử Quân, trong lòng không khỏi sinh vài ý nghĩ khó dứt. Hắn thấy Vương Tử Quân nói lời này là nhắc nhở mình, tất cả cũng không phải là vì Đậu Minh Đường anh, nhưng nhìn từ vị trí phó bí thư tỉnh ủy, anh hoàn toàn có thể thúc đẩy phương diện cải cách nhân sự. Nhưng có vài lời chỉ nên nói đến đúng điểm thì dừng, hai bên ngầm hiểu nhau là được. Gió nhẹ khẽ thổi lên, hai người vẫn không nói thêm điều gì. Nhưng Vương Tử Quân vẫn cảm thấy ánh mắt của Đậu Minh Đường nhìn mình có thêm vài phần thân cận. Vương Tử Quân có chút cảm ngộ, nếu muốn trở thành một nhân vật trung tâm thì không những cần năng lực, còn phải có ý chí rộng lớn. Nếu như không có ý chí bao dung, như vậy dù anh tài trí hơn người cũng khó thể nào tụ tập được những lực lượng phục vụ cho mình. Trong đầu Vương Tử Quân liên tục léo lên nhiều ý nghĩ, nụ cười trên mặt càng thêm bình thản. Nhưng hắn tuy cảm thấy mình muốn đẩy Đậu Minh Đường tiến lên, căn bản cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù là Diệp Thừa Dân hay là Trử Vận Phong thì căn bản đều có tính toán của mình ở sự kiện này. Khi mà chỉ tiêu của vị trí này rơi vào trong tay Nam Giang, như vậy ý kiến của tập thể tỉnh ủy Nam Giang là cực kỳ quan trọng. Mỗi lần hai người Vương Tử Quân và Đậu Minh Đường đến đây thì ông chủ đập nước sẽ cho ra món canh cá hấp bánh ngô. Loại bánh này căn bản làm cho người ta cảm nhận được mùi hương thơm ngát, vài người ngồi chung quanh một bàn uống canh cá cũng là một loại hưởng thụ khác biệt. Vương Tử Quân uống một chén canh cá, sau đó chủ đập nước đưa đến một mâm hoa quả. Mâm hoa quả này đủ màu sắc, nhìn qua khá tinh xảo, đánh vào thị giác của người khác. Nhóm người không khỏi đưa tay cầm lấy đưa lên miệng. Sau đó đưa mắt nhìn nhau, hương vị rất tuyệt. Súp cá rất ngon, lần sau cũng nên đến học hỏi một chút. Vương Tử Quân đi bên cạnh Đậu Minh Đường, hắn dùng giọng cảm khái nói. Nếu so với Vương Tử Quân thì lúc này vẻ mặt của Đậu Minh Đường càng có vài phần hưng phấn và do dự. Đậu Minh Đường hưng phấn vì cái gì thì Vương Tử Quân biết rõ ràng, nhưng do dự là gì thì cũng dễ hiểu. Khi cùng đi với Vương Tử Quân ra bờ nước, Đậu Minh Đường chợt ngẩng đầu lên nói, trưởng phòng Tử Quân, tôi cảm thấy anh nên nắm chắc tiến lên, không bằng chuyện này do anh nắm bắt thì hay hơn. Vương Tử Quân khoát tay áo, hắn biết rõ đây là lời nói thật lòng của Đậu Minh Đường, nhưng sau khi xem xét lợi hại thì quyết định không tham dự vào cạnh tranh lần này, hắn cũng không thay đổi vì một câu nói của Đậu Minh Đường. Bí thư Đậu, anh là lão lãnh đạo ở Nam Giang, cũng công tác nhiều năm ở Nam Giang, có vài ưu thế mà không ai thay thế được. Hoàn toàn có thể thử một lần. Mặt khác tôi tin tưởng một câu, đó là anh em đồng tâm thì kết quả thành công, ngài nói xem có đúng không? Vương Tử Quân nhìn Đậu Minh Đường do dự một lúc, sau đó khẽ cười nói lời an ủi. Vương Tử Quân chia tay Đậu Minh Đường ở bên đập nước, tâm tình của hắn vẫn dừng lại ở tình thế hiện tại ở Nam Giang. Nếu như để cho Lý Thừa Uyên hay Hoắc Quang Lĩnh trở thành phó bí thư tỉnh ủy, như vậy sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Lý Thừa Uyên thì không cần phải nói, người này được Trử Vận Phong toàn lực giúp đỡ, sẽ tuyệt đối không cho mình nhiều quyền lực ở phương diện công tác tổ chức. Đến lúc đó mình không thể không vì đối kháng với Lý Thừa Uyên mà phải dựa vào lòng Diệp Thừa Dân. Còn Hoắc Quang Lĩnh, tuy Vương Tử Quân cảm thấy tình cảm của mình và đối phương không tệ, thế nhưng Hoắc Quang Lĩnh căn bản có quan hệ vững chắc với Diệp Thừa Dân còn hơn cả mình. Sau khi Hoắc Quang Lĩnh tiến lên, như vậy Hoắc Quang Lĩnh sẽ nhất trí một lòng với Diệp Thừa Dân, như vậy tính tự chủ của mình sẽ ngày càng nhỏ. Sau khi đi vào Nam Giang, sách lược của Vương Tử Quân vẫn là dựa vào Diệp Thừa Dân, cố gắng tranh thủ cho mình không gian lớn nhất. Nhưng khi mà Diêu Trung Tắc rời đi, cục diện trước đó bị uy hiếp rất mạnh. Diêu Trung Tắc tuy đi khá gần với Trử Vận Phong nhưng vẫn có sự khác biệt căn bản với Lý Thừa Uyên, đó chính là hai bên có đứng cùng một phái hay không. Diêu Trung Tắc không thể nào theo sát tiến độ của Trử Vận Phong như đám người Lý Thừa Uyên. Có người nói tình thế tốt đẹp nhất chính là một mối quan hệ hình tam giác, nếu có Diêu Trung Tắc thì hình tam giác tồn tại ở Nam Giang, chính Vương Tử Quân có thể lợi dụng quan hệ này để tiếp tục duy trì tình thế có lợi cho mình ở Nam Giang. Nếu Lý Thừa Uyên hoặc Hoắc Quang Lĩnh tiến lên, như vậy tam giác quan hệ mập mình vất vả lợi dụng đã không còn, chỉ còn là sự đối kháng giữa hai bên. Quan trường cực kỳ nguy hiểm. Ai cũng cực kỳ cẩn thận khi đứng thành hàng, nhưng nếu không đứng thành hàng thì sao? Di chứng của nó là gì thì không cần nói cũng biết. Vương Tử Quân áp dụng lý niệm này nên vị trí của mình thì sinh ra những ý nghĩ khác biệt, đó là sẽ có một lý niệm khác khi có người không đứng thành hàng, nhưng trong một ban ngành không cho phép có quá nhiều lý niệm cùng tồn tại.
Người trong nước chú trọng tập trung dân chủ, nhưng theo những gì Vương Tử Quân hiểu, chế độ tập trung dân chủ chính là ngàn người một mặt nhưng lãnh đạo chỉ cần nói một tiếng mà thôi. Nếu là một người cực kỳ siêng năng bò lên cao, nếu như có phe phái nào đó chiếm thượng phong, anh không thể không vứt bỏ lý niệm của mình để cùng bên kia tiến lên. Vì trước mặt đại cục thì anh căn bản không có lựa chọn nào khác hơn. Ví dụ như hiện tại, Vương Tử Quân cố gắng thúc đẩy cải cách nhân sự, tương lai một ngày nào đó nếu như Lý Thử Huyên hoặc Hoắc Quang Lĩnh tiến lên, thế cục chính trị của Nam Giang sẽ biến đổi. Mặc dù trong thời gian ngắn không ai chối bỏ hạng mục công tác này, thế nhưng có một điều cực kỳ xác định, đó là sẽ có nhiều ảnh hưởng đến ý nghĩ và quyết sách của Vương Tử Quân. Tút tút tút, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Vương Tử Quân nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, gương mặt có vài phần vui mừng. Chương 1392, đi về phía trước vượt qua quy tắc thông thường, phát triển vượt qua phương thức. Người gọi điện thoại đến là bố của Vương Tử Quân. Lúc này hai cha con người Nam kẻ Bắc, hơn nữa công tác lại rất bận rộn, thế cho nên cũng ít gọi điện thoại cho nhau. Bố, ngài đã ăn cơm chưa? Đã ăn rồi, còn ăn chưa? Giọng nói ôn hòa của Vương Quang Vinh truyền đến thông qua sóng điện thoại. Lúc này Vương Quang Vinh là phó chủ nhiệm văn phòng của Lâm Trạch Viễn, căn bản là một người cực kỳ cần kết giao trong mắt nhiều nhân vật quan trọng. Càng có nhiều tin đồn nói rằng sắp có một đợt chuyển giao, không bao lâu sau Vương Quang Vinh sẽ tiến lên một bước. Con cũng vừa ăn xong. Vậy thì tốt, Tiểu Bảo Nhi đang nghịch gì đấy? Đã vài ngày bố không được nghe cháu nói chuyện, mẹ của con cũng muốn được nói chuyện với cháu. Vương Quang Vinh nhắc đến cháu nội thì càng nở nụ cười vui sướng. Vương Tử Quân cười cười, lúc này Tiểu Bảo Nhi không ở bên cạnh mình, hắn cũng không thể biến Tiểu Bảo Nhi ra được. Thế là cười nói, bố, con còn tưởng rằng bố tìm con, thì ra là tìm Tiểu Bảo Nhi. Vậy thì ngài gọi điện thoại về số ở trong nhà, lúc này con đang ở bên ngoài. À, bố biết rồi, Tử Quân này, dù con có bận rộn công tác thì cũng nên chú trọng đến vợ con, công tác vĩnh viễn không bao giờ làm hết được, con có biết không? Vương Tử Quân nghe lời dặn dò của bố mà không khỏi dùng giọng đảm bảo nói, bố, ngài cứ yên tâm. Con đảm bảo sẽ không có sai lầm trong công tác và cuộc sống, sẽ không ngược đãi cháu nội Tiểu Bảo Nhi của ngài. Hai cha con nói về một vài chuyện trong nhà, sau đó Vương Quang Vinh lơ đãng nhắc đến Lâm Dĩnh Nhi, nói là cô bé kia rất đáng yêu, không khỏi làm cho Vương Tử Quân đổ mồ hôi hột. Con gái của hắn có đáng yêu hay không? Vương Tử Quân là người làm bố tất nhiên biết rất rõ. Vài ngày trước hắn còn đưa hai mẹ con Lâm Dĩnh Nhi đi dạo phố. Cô bé kia càng lớn càng xinh xắn, càng giống như mẹ. Bí thư Lâm đã biết chuyện của Diêu Trung Tắc, may mà Vương Quang Vinh cũng không nói thêm, nếu không mồ hôi trên trán Vương Tử Quân sẽ là một dòng suối nhỏ. Sau khi nghe thấy bố chủ động rời chủ đề, hắn không khỏi thở dài một hơi. Con có ý nghĩ gì khi mà Diêu Trung Tắc rời đi không? Vương Tử Quân trầm ngâm một chút, sau đó mới nói, bố, con từng có nghĩ qua về điều này. Thế nhưng con cảm thấy mình nên bỏ thêm chút thời gian ở vị trí trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Vương Tử Quân nói xong thì chợt nghe thấy bên kia truyền đến tiếng thở dốc, rõ ràng Vương Quang Vinh bên kia cũng đồng ý với ý nghĩ của hắn. Lão khẽ nói, Bí Thư Lâm cũng có ý nghĩ như con, vì con còn trẻ tuổi, có một số việc quá nhanh cũng không đạt, tiến lên quá nhanh thường làm cho căn cơ không ổn định. Dựa theo vị trí của con hiện tại, nên làm vững chắc căn cơ của mình. Như vậy sẽ có lợi ích rất lớn, nếu bây giờ tiến lên thì có hơi sớm. Con có thể nghĩ như vậy thì bố cũng vui mừng. Tuy Vương Tử Quân cảm thấy bố còn có chút chênh lệch với mình ở phương diện trí tuệ tham chính, thế nhưng lúc này nghe bố khen ngợi thì hắn không khỏi có chút đắc ý. Bố đúng là bố, mặc dù hắn đi xa như thế nào cũng vĩnh viễn không thể nào thay đổi được tất cả. Vương Tử Quân cúp điện thoại mà không khỏi cảm thấy tâm tư dễ dàng hơn. Tuy hắn đã quyết định ném cơ hội này cho Đậu Minh Đường, thế nhưng quyết định này vẫn làm cho hắn có chút không cam lòng và bàng hoàng. Bây giờ bố hắn đưa đến ý nghĩ của Lâm Trạch Viễn, hắn chợt cảm thấy có chút thoải mái. Khi Vương Tử Quân đi ô tô về nhà, lúc này Lý Thử Huyên cũng đang ngồi trong phòng làm việc của Trử Vận Phong, hắn vừa hút thuốc vừa nói chuyện với Trử Vận Phong. Sau khi báo cáo một hạng mục cho Trử Vận Phong, Lý Thử Huyên do dự một chút. Sau đó vẫn nói ra ý nghĩ của mình, Chủ tịch, tôi nghe nói không bao lâu nữa Bí Thư Diêu sẽ rời khỏi tỉnh Nam Giang, tỉnh chúng ta đã có định luận gì về nhân tuyển tiếp nhận vị trí của Bí Thư Diêu hay chưa?
Đã có định luận hay chưa thì Lý Thừa Uyên căn bản là biết rõ ràng, hắn sở dĩ hỏi như vậy thật ra cũng là vì muốn biểu đạt thái độ và cái nhìn của mình với chuyện này. Lý Thừa Uyên là lãnh đạo đứng hàng thứ tư ở tỉnh ủy, hắn căn bản cực kỳ hướng tới vị trí của Diêu Trung Tắc. Tuy đối với hắn chỉ là một bậc thang nhỏ, thế nhưng có thể tiến lên một bước thì càng gần với vị trí mà hắn mộng tưởng hơn một bước. Trử Vận Phong cũng không bất ngờ với vấn đề của Lý Thừa Uyên, không muốn làm tướng quân thì không là lính tốt. Nếu Lý Thừa Uyên không động tâm khi đối mặt với thế cục lúc này, như vậy cũng không phải là quy cách thông thường. Cho dù là Trử Vận Phong đối diện với tình huống này thì cũng tuyệt đối không lùi bước, thậm chí có thể nói là tâm tư còn mãnh liệt hơn cả Lý Thừa Uyên. Cho đến bây giờ Bí Thư Diệp vẫn chưa trao đổi ý kiến gì với tôi. Trử Vận Phong uống một hớp trà rồi khẽ nói. Trử Vận Phong cuối cùng là người ở trong quan trường lâu năm, nói như vậy căn bản cực kỳ có ý nghĩa. Lý Thừa Uyên căn bản cực kỳ tôn trọng thái độ của lãnh đạo, tuy là điều tra, cũng tỏ thái độ, thế nhưng nếu như lãnh đạo đã có nhân tuyển, như vậy lãnh đạo tỉnh ủy hoàn toàn có thể bỏ qua hắn. Trử Vận Phong tất nhiên là cao thủ quan trường, đối mặt với câu hỏi của Lý Thừa Uyên thì căn bản cực kỳ trầm ổn, vung tay đánh thái cực quyền, thế nhưng lại không liên quan đến bản chất sự việc. Phát huy ngôn ngữ và nghệ thuật lãnh đạo đến cực hạn. Cái gì gọi là không trao đổi ý kiến với bí thư? Bề ngoài thì tất nhiên là tôi giúp đỡ anh, nếu như tương lai anh tiến lên thì nhất định sẽ cực kỳ cảm kích Trử Vận Phong tôi. Nhưng nếu như người tiếp nhận vị trí có phải là anh hay không, cần phải chờ tôi trao đổi ý kiến với bí thư Diệp cái đã. Lý Thừa Uyên tất nhiên hiểu ý nghĩa của lời nói Trử Vận Phong, nhưng hắn vẫn nở nụ cười, hắn lấy thuốc ra cung kính đưa cho Trử Vận Phong. Sau đó dùng giọng thỉnh giáo nói, Chủ tịch Trử, ngài cảm thấy ai mới là nhân tuyển tốt nhất trong sự kiện này. Trử Vận Phong nhận lấy điếu thuốc cũng không châm lửa, lão vuốt điếu thuốc trong tay, sau đó khẽ hỏi, anh cảm thấy ai là người có khả năng nhất. Trử Vận Phong là lão lãnh đạo của Lý Thừa Uyên, bây giờ dùng giọng thẳng thắn như vậy để hỏi, Lý Thừa Uyên tất nhiên sẽ không khờ dại cho rằng lãnh đạo đang ném quyền cho mình. Vì vậy hắn trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói, cái này cần phải xem ý kiến của tuyến trên, nếu như tuyến trên cho phép, tôi cảm thấy mình có hy vọng lớn nhất. Tuyến trên cho phép chính là khi có vị trí trống thì bên dưới có quyền chọn người bổ sung, biện pháp này được rất nhiều người thích thú, cũng được sử dụng khá nhiều. Vì vậy mỗi khi bên dưới có vị trí trống, nếu lãnh đạo cho phép, bên dưới sẽ có không ít người có được lợi ích thực tế, căn bản là đều vui vẻ. Lý Thừa Uyên bây giờ là phó chủ tịch thường vụ tỉnh, hắn chỉ xếp sau Diêu Trung Tắc mà thôi. Bây giờ Diêu Trung Tắc rời đi, hắn hy vọng mình là người tiến lên tiếp nhận vị trí trống. Trử Vận Phong cũng không phủ nhận điều này. Lão và Lý Thừa Uyên căn bản công tác với nhau nhiều năm, lão biết rõ Lý Thừa Uyên là người có năng lực. Nói thật lòng thì lão cũng không bài xích để Lý Thừa Uyên tiến lên làm phó bí thư tỉnh ủy. Nhưng có một số việc mà anh nghĩ nhưng căn bản khó thực hiện được. Tuy mỗi khi điều động thì đều quan tâm đến lý lịch của nhân tuyển, thế nhưng đó là quy củ, cũng nhiều khi xuất hiện người chắn ngang đường, điều này là quá bình thường. Khi thấy Trử Vận Phong không nói lời nào thì Lý Thừa Uyên nói tiếp, nếu như tuyến trên không cho phép, như vậy thì khả năng là rất nhiều, tôi cho rằng người có khả năng nhất là Vương Tử Quân. Nói đến Vương Tử Quân thì vẻ mặt Lý Thừa Uyên cực kỳ ngưng trọng. Người kia tuy còn trẻ nhưng có thể nói là đối thủ chân chính trong mắt Lý Thừa Uyên. Nếu như nói hắn còn có chút nắm chắc khi cạnh tranh với Hoắc Quang Lĩnh, như vậy hắn lại cảm thấy mình không có nửa phần thắng khi đối diện với Vương Tử Quân. Mặc dù Vương Tử Quân còn rất trẻ nhưng hàng loạt biểu hiện ở Nam Giang làm cho người ta sinh ra cảm giác cực kỳ có kinh nghiệm. Giống như trước đó Lý Thừa Uyên rõ ràng cảm thấy Diêu Trung Tắc có thể ôm tất cả công lao cải cách nhân sự về mình. Kết quả là Diêu Trung Tắc bại trong gang tấc, hậu quả được không bù mất, rối tinh rối mù, rời khỏi Nam Giang chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Trử Vận Phong gật đầu nói, Vương Tử Quân là người có năng lực, nhưng anh ấy vừa mới tiến lên làm trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, tôi cảm thấy anh ấy không nên thích hợp đi quá nhanh. Trử Vận Phong nói có ý nghĩa là gì thì Lý Thừa Uyên hiểu rõ ràng, nếu như sự việc này phát sinh trên người khác, hắn căn bản không chút lo lắng. Nhưng sự việc này liên quan đến Vương Tử Quân, thế nên nguy hại là rất lớn, mặc kệ Trử Vận Phong có nói gì cũng được, hắn căn bản khó thể nào ném đi cảm giác lo lắng của mình. Chương 1393, một kế nhỏ đả thương người không tiếng động.
Vương Tử Quân tuy không đủ lý lịch nhưng trẻ tuổi mà có vị trí như hiện tại, điều này đủ cho thấy sự coi trọng đặc biệt của tuyến trên. Nếu Vương Tử Quân đứng ra tranh thủ, như vậy khả năng tiến lên là rất lớn. Vương Tử Quân một khi là trợ thủ của tỉnh ủy, như vậy người kia sẽ vượt qua thời điểm mấu chốt, căn bản công khai đứng trên đầu Lý Thừa Huyên. Chủ tịch, tôi cũng có ý nghĩ giống như lời nói của ngài, tôi cảm thấy chúng ta nên nhanh chóng nắm bắt vị trí vào trong tay, nếu như lọt vào tai của bí thư Diệp Thừa Dân, như vậy chúng ta càng thêm bị động. Lý Thừa Huyên trầm ngâm một chút, sau đó trầm giọng nói. Trử Vận Phong khẽ gật đầu, lão cũng luôn suy xét vấn đề này. Tuy lão thật lòng cũng không phải là người quá ham muốn vị trí, thế nhưng nếu lão muốn quán triệt được ý chỉ của mình trong Nam Giang, như vậy cần phải bảo trì được quyền lợi của mình. Quyền lợi tốt nhất chính là quyền nhân sự, vài năm qua Trử Vận Phong cảm nhận được áp lực lớn đến từ Diệp Thừa Dân. Nếu như tùy ý cho Diệp Thừa Dân nắm vị trí phó bí thư tỉnh ủy vào trong túi, như vậy sẽ là thất sách với Trử Vận Phong. Lúc đó thế cục chính trị Nam Giang sẽ là của Diệp Thừa Dân, như vậy dù xưa nay Trử Vận Phong là người mạnh mẽ, thế nhưng cũng khó thể chịu được xu thế Thái Sơn áp đỉnh của Diệp Thừa Dân. Hai người nói thêm vài câu, sau đó Lý Thừa Huyên mới đứng dậy cáo từ. Trử Vận Phong đi ra khỏi phòng làm việc của mình, tiễn chân Lý Thừa Huyên ra khỏi phòng khách. Cũng không phải là người nào cũng có được đãi ngộ như vậy trong nhà Trử Vận Phong. Lý Thừa Huyên được hưởng đãi ngộ như vậy cũng vì hắn là một trong những trợ thủ trọng yếu của Trử Vận Phong ở Nam Giang. Khi Lý Thừa Huyên chuẩn bị chào hỏi chị Lý để đi ra, cửa lớn đẩy ra, Trử Ngôn Huy đi vào với nụ cười trên môi. Khi thấy Lý Thừa Huyên đi vào, hắn chợt nở nụ cười trêu chọc nói, chú Lý, vì sao mỗi lần cháu về thì chú lại đi như vậy? Ngài không có ý kiến gì với cháu đấy chứ? Trử Ngôn Huy dù không phải là người trong quan trường thế nhưng lại có thân phận là con trai của chủ tịch tỉnh, trước nay Lý Thừa Huyên cũng không thể xem thường. Hắn nhìn nụ cười trên môi Trử Ngôn Huy, hắn cười ha hả nói, tiểu tử này dám trêu chọc chú sao, tôi chỉ đến trong chốc lát thôi, cũng không phải ở lì mãi được. Trử Vận Phong thấy Trử Ngôn Huy đi về thì khẽ gật đầu. Trử Ngôn Huy trầm ngâm giây lát, sau đó nói với Trử Vận Phong, bố, con tiễn chân chú Lý một chút. Trử Ngôn Huy đi cùng Lý Thừa Huyên ra bên ngoài khoảng sân nhỏ, lúc này hắn mới mở miệng nói, chú Lý, cháu nghe nói bí thư Diêu phải đi, như vậy cơ hội của ngài đến rồi. Lý Thừa Huyên dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn Trử Ngôn Huy, lúc này mới khẽ nói, tôi cũng hy vọng cơ hội đến, nhưng chuyện này cũng không dễ dàng. Trử Ngôn Huy khẽ gật đầu, hắn châm cho Lý Thừa Huyên một điếu thuốc, lúc này mới nói, việc do người làm ra, cháu nghe nói lần này đề cử của tỉnh ủy là rất quan trọng. Nếu như tỉnh ủy đề cử ngài, sau đó cha cháu đến thủ đô làm chút công tác, như vậy hy vọng là không nhỏ. Chỉ hy vọng là như thế, Lý Thừa Huyên nói, đúng lúc này có đèn xe từ xa chiếu đến. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, có thể thấy một chiếc Audi màu đen dừng bên ngoài biệt thự số 701 tiếng động. Lý Thừa Huyên nhìn chiếc xe kia mà không khỏi nhíu mày càng chặt, hắn hít vào một hơi thuốc thật sâu, một lúc lâu sau cũng không nói gì. Trử Ngôn Huy cũng rất mẫn cảm, hắn thấy tình hình của Lý Thừa Huyên, biết ngay Lý Thừa Huyên đang lo lắng cái gì. Hắn cũng không có biện pháp tốt đẹp, tuy hắn là người được xưng là hô phong hoán vũ ở Nam Giang, thế nhưng hắn cảm thấy mình bất lực đối với cấp bậc đối kháng hiện tại của Lý Thừa Huyên. Mỗi lần nghĩ đến điều này thì Trử Ngôn Huy cảm thấy trong lòng có chút đè nén, hình bóng đi ra từ trong chiếc xe phía bên kia càng làm cho hắn cảm thấy ghen ghét. Xem ra hắn đi lầm đường. Nếu như hắn đi chung đường với người ta, như vậy dựa theo tài trí của hắn, căn bản không thua kém nhiều người. Nhưng bây giờ người kia đã là một tồn tại căn bản không kém hơn bố mình quá nhiều, dù là trong tỉnh Nam Giang thì nhắc đến đối phương cũng làm cho gương mặt người ta chợt biến đổi. Chính Trử Ngôn Huy có thể lập ra đế quốc của mình, chính hắn cũng cảm thấy mình rất hy hoàng, thế nhưng nếu so sánh với người kia thì thật sự có chênh lệch không nhỏ. Khi Vương Tử Quân đi vào biệt thự thì bầu không khí đè nén vẫn còn tồn tại. Trử Ngôn Huy có thể cảm thấy cảm giác đè nén không chỉ xuất hiện trên người mình, bản thân Lý Thừa Huyên cũng có những áp lực tương tự. Chú Lý, chú cảm thấy người nào là đối thủ cạnh tranh của mình? Một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Trử Ngôn Huy, hắn không khỏi khẽ hỏi Lý Thừa Huyên. Lý Thừa Huyên cười cười nói, chẳng những là đối thủ, hơn nữa còn là một đối thủ cực mạnh. Người này căn bản làm cho người ta cảm thấy không có kế sách nào để đối phó cho tốt.
Vương Tử Quân thật sự rất khó đối phó. Chử Ngôn Huy nói đến đây thì cố ý nói, anh ấy là trưởng phòng tổ chức, nếu như tiến lên nắm giữ vị trí phó bí thư tỉnh ủy, rõ ràng là cực kỳ danh chính ngôn thuận. Bàn tay cầm thuốc của Lý Thừa Uyên có chút run rẩy, hắn dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Chử Ngôn Huy. Hắn hiểu khá rõ về Chử Ngôn Huy, hắn sao không biết lúc này Chử Ngôn Huy đang dội cho mình một gáo nước lạnh. Nhưng đây không phải là tính cách của đối phương. Lúc này thế sự khác thường, Chử Ngôn Huy sẽ tuyệt đối không nói những lời này với mình một cách vô duyên vô cớ. Hắn nghĩ đến những gì mà Chử Ngôn Huy làm trong nhiều năm qua, thế là vẻ mặt có thêm vài phần thỉnh giáo. Ngôn Huy, cậu cảm thấy bây giờ nên làm gì cho tốt đây? Cháu căn bản không có thủ đoạn gì tốt, nhưng cháu có vài thủ đoạn nhỏ. Ai mà không biết bí thư Diêu rời đi cũng là vì kết quả đối chiến với người kia, chúng ta không bằng ra tay ở phương diện này. Chử Ngôn Huy cũng không nói quá rõ ràng, thế nhưng có vài lời cũng không cần phải nói quá rõ ràng, người thông minh chỉ cần nghe thì nhanh chóng hiểu rõ ý nghĩa bên trong. Lý Thừa Uyên dùng ánh mắt có chút do dự nhìn Chử Ngôn Huy, lúc này hắn thật sự có chút động lòng. Tuy hắn cảm thấy thủ đoạn của Chử Ngôn Huy không quá tốt đẹp, thế nhưng dù sao cũng tốt hơn khi không có biện pháp nào khác. Lý Thừa Uyên trầm ngâm một lát rồi mới nói, như vậy thì phải làm phiền Ngôn Huy cậu rồi. Lý Thừa Uyên đi, Chử Ngôn Huy nhìn Lý Thừa Uyên biến mất trong màn đêm, thế là trong miệng không khỏi lẩm bẩm một câu. Chuyện này không lớn nhưng căn bản làm cho hắn sinh ra cảm giác vui sướng, tin chắc những tin đồn kia được cho ra ngoài sẽ làm cho người kia vò đầu bứt tai vài ngày. Tuy những tin đồn kia căn bản không thể nào đả thương người, thế nhưng Chử Ngôn Huy cảm thấy nó làm cho người ta khó chịu, đặc biệt là vào những lúc quan trọng như thế này thì càng có hiệu quả. Chương 1393, hai kế nhỏ đả thương người không tiếng động. Người kia không phải rất kiêu ngạo sao? Như vậy để cho đối phương trả giá nhiều vì sự kiêu ngạo của mình. Khi Chử Ngôn Huy chuẩn bị quay đầu về nhà, điện thoại trong người hắn chợt vang lên. Hắn lấy từ trong túi áo của mình ra một chiếc điện thoại chỉ có chức năng nghe và gọi ra, chợt thấy bên trên lóe lên một dãy số. Dãy số này đại biểu cho một người, Chử Ngôn Huy nghe máy. Chợt nghe thấy bên kia có người nói, ông chủ, người kia đã rời đi, trước khi tôi đi thì người kia cũng đã đi rồi. Một sự việc có kết quả không lý tưởng làm cho Chử Ngôn Huy cực kỳ bực bội, nhưng trong lòng chỉ có lý trí nói cho hắn biết bây giờ không phải là lúc phát giận. Việc cần làm nhất của hắn vào lúc này chính là không cho người ta thấy mình đang luống cuống. Nếu như người bên dưới cảm thấy hắn lo lắng luống cuống, như vậy sẽ sinh ra những ảnh hưởng rất lớn với hắn sau này. Người kia bỏ chạy trước cũng rất bình thường, vì hắn là một người lão luyện trong tổ chức của chúng ta, nếu như đơn giản tìm ra được thì căn bản mới là kỳ quái. Nhưng cậu đã làm rất tốt, nhanh hơn lần trước những 7 ngày, tôi tin tưởng cậu hoàn toàn có thể bắt được hắn. Cứ kiên trì thì tất cả không là vấn đề. Chử Ngôn Huy nói đến đây thì khẽ nói, ngày hôm qua tôi đã cho nhị tử gửi tiền cho cậu, khi cần xài tiền thì không nên tiếc của, cần phải biết hưởng thụ cuộc sống. Đây mới là lựa chọn của những người như chúng ta. Khi đầu dây bên kia liên tục cảm tạ thì Chử Ngôn Huy bên này nhanh chóng cúp điện thoại, nhưng một ý lạnh chợt lóe lên trong đầu hắn. Mỗi sáng sớm thì chuyện đầu tiên Đào Nhất Hành cần làm chính là thông báo những sắp xếp trong ngày về bí thư Diệp Thừa Dân với Khuất Chấn Hưng, sau đó hai người kết hợp với nhau để tiến hành điều chỉnh lịch trình trong ngày của lãnh đạo. Tuy nhiều người không muốn thừa nhận thế nhưng thực tế thì lãnh đạo làm gì cũng phải qua tay của thư ký, càng là lãnh đạo cấp cao thì phương diện này càng sinh ra trói buộc lớn hơn. Sau khi hai bên xem xét sắp xếp trong ngày, Khuất Chấn Hưng nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó khẽ nói với Đào Nhất Hành, thư ký trưởng, bây giờ bên ngoài có nhiều tin đồn về việc bí thư Diêu sẽ rời khỏi Nam Giang, ngài có tính toán gì không? Khuất Chấn Hưng có quan hệ rất thân cận với Đào Nhất Hành. Đôi khi có hai người thì trò chuyện càng có thêm chút tùy tiện. Đào Nhất Hành căn bản cũng không tức giận với câu hỏi này của Khuất Chấn Hưng, hắn hít vào một hơi thuốc, sau đó mới nói, dù tôi có ý nghĩ thì cũng không đến lượt mình, cậu cũng biết đấy, lúc này ý nghĩ của bí thư đang nằm trên người bí thư Hoắc Quang Lĩnh. Khuất Chấn Hưng gật đầu nói, bí thư Hoắc tiến lên làm phó bí thư tỉnh ủy, ngài có thể thay thế làm bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh ủy. Đào Nhất Hành cười cười mà không nói gì. Trong lòng hắn không cảm thấy câu nói của Khuất Chấn Hưng rất tốt, thế nhưng hắn cũng không muốn đả kích tính tích cực của một người đang dựa về phía mình như Khuất Chấn Hưng. Khuất Chấn Hưng nhìn đồng hồ,
hắn chợt phát hiện không còn bao nhiêu thời gian, thế là khẽ nói, thư ký trưởng, tôi nghe nói có nhiều người truyền miệng với nhau, nói là bí thư Diêu lần này bị điều động cũng là vì bị trưởng phòng Vương xa lánh. Trưởng phòng Vương sở dĩ xa lánh bí thư Diêu cũng là vì muốn tiến lên làm phó bí thư tỉnh ủy. Gương mặt vốn đầy nụ cười của Diêu Trung Tắc nhanh chóng trở nên ngưng trọng, hắn không nói gì, chỉ nhìn Khuất Trấn Hưng tỏ ý cho đối phương nói tiếp. Khuất Trấn Hưng hít vào một hơi rồi nói, còn có người nói Vương Tử Quân căn bản là hạng người không chịu ở bên dưới, dù là ai ở bên trên cũng bị nghĩ kế cho ngã xuống. Cậu nghe ai nói vậy? Ánh mắt của Đào Nhất Hành chợt trở nên có chút nghiêm khắc. Trong mắt Khuất Trấn Hưng thì Đào Nhất Hành luôn là một vị lãnh đạo thích nói hay cười, lúc này thấy vẻ mặt Đào Nhất Hành cực kỳ nghiêm túc, thế là không khỏi cảm thấy run lên. Lúc này hắn mới thật sự cảm nhận được sự uy nghiêm của một người là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy. Thư ký trưởng, lúc này những tin đồn kia đang lan tràn trong văn phòng, ngày hôm qua tôi có nghe thấy nhiều người bàn luận về vấn đề này. Khuất Trấn Hưng nói làm cho cảm giác trong lòng Đào Nhất Hành càng thêm xác định. Hắn có thể đi đến vị trí thường ủy tỉnh ủy, hắn căn bản ăn muối còn nhiều hơn Khuất Trấn Hưng ăn cơm, lúc này bên trong văn phòng tỉnh ủy lan tràn tin đồn như vậy, tuyệt đối là có người cố ý tung tin. Đối với kẻ trí thì những tin đồn kia chỉ là tài mọn, nhưng có đôi khi có nhiều người lên tiếng, như vậy sự việc sẽ sinh ra ảnh hưởng trong lòng người. Đặc biệt là đối với những vị lãnh đạo bên trên, bọn họ biết đây là có người cố ý tung tin, thế nhưng trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cây gai. Sẽ là ai tung tin đồn như vậy? Biện pháp này cực kỳ thấp kém, thế nhưng đôi khi lại có tác dụng, đặc biệt là vào những thời điểm mấu chốt. Người ngoài có thể nói những lời này, nhưng cậu là thư ký của Bí Thư Diệp, cậu tuyệt đối không nên nghe sao nói vậy, biết kho nóc Đào Nhất Hành thầm hạ quyết tâm, hắn không khỏi lên giọng phân phó Khuất Trấn Hưng. Khuất Trấn Hưng dùng giọng thành thật nói, thư ký trưởng, tôi biết rồi, thật ra nếu không phải là ngài thì tôi cũng không nói ra. Đào Nhất Hành cũng cảm thấy mình có hơi nghiêm khắc với Khuất Trấn Hưng ở chuyện này, thế nên hắn cười nói, vị trí của cậu rất đặc thù, không biết có nhiều ánh mắt đang nhìn cậu. Đôi khi lời nói của cậu không đại biểu cho chính mình, mà là đại biểu cho Bí Thư Diệp, nếu như có người cố gắng tạo ra sóng gió ở sự việc này, đến khi đó người gây họa chỉ có thể là cậu. Cảm ơn thư ký trưởng, tôi biết rõ ngài phê bình là quan tâm đến tôi, sau này tôi nhất định sẽ học tập ngài, sẽ tuyệt đối không để những chuyện như thế này tiếp tục xuất hiện. Khuất Trấn Hưng thành thật tiếp nhận lời phê bình làm cho Đào Nhất Hành rất hài lòng. Tuy lúc này Khuất Trấn Hưng vẫn cực kỳ cung kính với hắn, thế nhưng vì đảm bảo vị trí của mình trong mắt Bí Thư Diệp Thừa Dân, hắn vẫn phải gõ lên đầu Khuất Trấn Hưng. Hơn nữa Khuất Trấn Hưng cũng đáng bị gõ đầu ở sự kiện này. Đào Nhất Hành đi ra khỏi phòng làm việc của Khuất Trấn Hưng, tâm tư của hắn chủ yếu nằm trên sự kiện này, nghĩ xem ai là người tuyên truyền những tin đồn không hay kia. Là Hoắc Quang Lĩnh sao? Với quan hệ giữa Hoắc Quang Lĩnh và Vương Tử Quân, Hoắc Quang Lĩnh không nên dùng thủ đoạn như vậy. Nếu không phải là Hoắc Quang Lĩnh, như vậy có thể là Lý Thừa Uyên, thậm chí là... Một loạt hình bóng lóe lên trong đầu Đào Nhất Hành, nhưng lúc này mỗi người đều có thể là kẻ tung tin, mà mỗi người giống như cũng đều không phải. Chương 1394, một tôi đến để mọi người làm chuẩn. Cây hoa này nếu được chăm sóc tốt sẽ phải phân bồn, tôi nhìn trạng thái của nó vào lúc này, có lẽ không qua vài ngày nữa sẽ phải phân bồn mới cho nó rồi. Đào Nhất Hành gõ cửa đi vào phòng làm việc của Diệp Thừa Dân. Đào Nhất Hành nhìn Diệp Thừa Dân đang tưới cho chậu lan, thế là tươi cười nói. Diệp Thừa Dân đưa thùng ô doa trong tay lên. Lão vừa tưới nước vừa cười nói, trong lòng có chút phiền muộn nên tìm việc để làm. Chăm lan này cũng rất khó, nó không giống như những loại hoa khác, dù cho anh vài ngày không quan tâm thì nó cũng bừng bừng sức sống. Sau khi nghe nói Diệp Thừa Dân có thái độ khác thường thì Đào Nhất Hành thầm cảm khái, thế nhưng trong lòng cũng có chút vui sướng. Trong mắt hắn thì Diệp Thừa Dân xưa nay ít khi nào thể hiện cảm xúc với người khác. Biết đâu đến cấp bậc của Diệp Thừa Dân thì căn bản chú trọng vui buồn không biểu hiện ra bên ngoài. Cho dù tâm tình có không tốt thế nào thì cũng sẽ tươi cười đón chào. Một vị lãnh đạo như Diệp Thừa Dân, anh làm cấp dưới sao có thể dám nói những câu thoải mái cho được. Nhưng Đào Nhất Hành vẫn cảm thấy vui sướng, Diệp Thừa Dân có thể nói ra tâm tình với mình, ít nhất hắn cũng không phải là người ngoài, đây chính là thứ mà hắn mãi truy cầu. Nhưng Đào Nhất Hành lại giật mình vì Diệp Thừa Dân nói những lời này,
mình phải nói sao với lãnh đạo đây? Đào Nhất Hành suy xét ý nghĩ của lãnh đạo, hắn chợt cười nói, bí thư, có phải là chúng tôi không làm tốt công tác, thế cho nên làm cho ngài tức giận không? Ngài yên tâm, sau khi quay về thì tôi nhất định sẽ kiểm tra lại, tìm căn nguyên của vấn đề, phân tích khắc sâu, nhất định sẽ không tái phạm sai lầm. Nhất Hành, anh bảo tôi phải nói sao về anh đấy? Tôi nói một chuyện, anh lại tìm bệnh tật trên người mình, điều này nói rõ điều gì? Rõ ràng là công tác mà anh phụ trách vẫn còn phải xem xét lại cho tốt. Diệp Thừa Dân đặt thùng tưới nước xuống, sau đó chỉ vào Đào Nhất Hành rồi cười nói. Tuy nói lời phê bình thế nhưng Đào Nhất Hành vẫn rất vui vẻ, dù sao thì tảng đá trong lòng cũng đã rơi xuống, bí thư Diệp không phải mất vui vì mình, chỉ cần điều này được xác định thì những việc khác không còn là vấn đề. Khi Đào Nhất Hành đang thầm thở dài một hơi thoải mái, đúng lúc này Diệp Thừa Dân chợt nói, thời gian bí thư Trung Tắc đi đã được xác định, anh nên chuẩn bị một chút. Bí thư Trung Tắc cho ra nhiều cống hiến cho tỉnh Nam Giang, dù nhìn từ phương diện nào thì đều phải tiễn chân đồng chí Trung Tắc cho thật tốt. Đào Nhất Hành không ngờ Diêu Trung Tắc lại ra đi nhanh chóng như vậy, xem ra sự kiện này được lãnh đạo cao tầng quan sát. Hắn thầm nghĩ như vậy mà cảm thấy có chút tỉnh táo, cũng có chút đồng tình với Diêu Trung Tắc, cùng lúc này hắn cũng hiểu lãnh đạo của mình không thoải mái vì vấn đề gì. Mặc dù Diêu Trung Tắc sẽ phải đi, có một vị trí còn trống cho Diệp Thừa Dân, thế nhưng nhìn từ phương diện khác thì cũng là một cuộc chiến mà khó tránh khỏi mà Diệp Thừa Dân phải đối mặt. Từ khi Diệp Thừa Dân làm bí thư tỉnh ủy Nam Giang thì luôn chú ý yên ổn, muốn thời đẩy từng bước, muốn chậm rãi quán triệt ý chí của mình vào trong tỉnh Nam Giang. Nhìn từ tình huống trước mắt thì sách lược này của Diệp Thừa Dân đã có được những thành công không thể nghi ngờ, dù nói từ phương diện nào thì các mối quan hệ trong tỉnh Nam Giang rắc rối như mạng nhện nhưng Diệp Thừa Dân vẫn có thể làm cho nó trở nên đỡ rắc rối hơn, dù không nói mọi người đứng lại thành một chỗ, thế nhưng ít nhất cũng để cho mọi người vì đại cục của tỉnh, cùng nhau đi về một hướng. Tuy vẫn còn có vài vấn đề, thế nhưng đường lối phát triển vẫn tương đối hài hòa. Đúng lúc này lại có vấn đề. Diêu Trung Tắc xảy ra chuyện, việc này quá bất ngờ, Diệp Thừa Dân căn bản trở tay không kịp. Thậm chí có thể nói chuyện này làm rối loạn bố trí của Diệp Thừa Dân, mặc dù cho đến bây giờ Diêu Trung Tắc vẫn đứng bên cạnh Trử Vận Phong, nhưng Diêu Trung Tắc dù sao cũng là Diêu Trung Tắc, hắn cũng không phải người một lòng phục tùng Trử Vận Phong. Khi Diệp Thừa Dân dần tiến lên, hai người kia đã bị áp chế khá mạnh, chỉ cần qua một thời gian nữa thì lão tin tưởng cả Nam Giang sẽ vận chuyển theo ý chỉ của mình. Nhưng bây giờ Diêu Trung Tắc bị điều đi, căn bản sẽ có một cuộc chiến giữa Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong. Nếu như Diệp Thừa Dân có thể thuận lợi thi hành ý chỉ của mình, như vậy tất cả không còn là vấn đề, thậm chí cũng không cần thời gian ma sát, có thể đẩy mạnh quyền lực của mình. Nhưng Diệp Thừa Dân không nắm chắc phần thắng, một khi thất bại thì cục diện lão kinh doanh trước nay sẽ bị hủy, thế cục cũng càng trở nên khó khống chế. Với tính cách của Diệp Thừa Dân, nếu bị động trong tình huống như vậy là thứ khó thể nào chấp nhận được. Đào Nhất Hành mặc dù đoán ra được chút tâm tư của Diệp Thừa Dân, thế nhưng cũng không thể hoàn toàn đoán đúng. Hắn thấy Diệp Thừa Dân nói đến Diêu Trung Tắc thì dùng giọng chú ý nói, bí thư, tôi sẽ liên hệ với bí thư Diêu, sẽ làm tốt công tác tiến chân lãnh đạo. Ừ, Diệp Thừa Dân khẽ gật đầu, lão trầm ngâm giây lát rồi nói, anh hỏi thăm bí thư Diêu, để xem anh ấy khi nào rảnh, tôi sẽ cùng dùng cơm. Đào Nhất Hành căn bản thực hành theo sắp xếp của Diệp Thừa Dân, khi thấy bí thư cầm bình tưới nước lên, hắn nói rằng sẽ nói lại cho Khuất Chấn Hưng. Diệp Thừa Dân cũng không quay đầu, lão vẫn tiếp tục tưới hoa, nhưng ngay sau đó đã trầm giọng nói, tôi thấy có vài người chỉ sợ thiên hạ không loạn, Nhất Hành, anh cũng nên chỉnh đốn lại bầu không khí trong văn phòng được rồi. Vâng, tôi quay về nhất định sẽ xử lý nghiêm, Đào Nhất Hành trả lời cực kỳ kiên quyết. Bầu không khí trong phòng cực kỳ im ắng, vài phút sau Diệp Thừa Dân lại nói tiếp, anh cảm thấy nếu trưởng phòng Vương tiến lên làm phó bí thư tỉnh ủy thì thế nào? Với năng lực của Vương Tử Quân thì Đào Nhất Hành cảm thấy vị trí phó bí thư tỉnh ủy không có vấn đề, nhưng hắn biết Vương Tử Quân tiến lên ngoài phương diện được lãnh đạo tuyến trên sắp xếp, nếu không chỉ sợ sẽ khó qua được cửa ải của bí thư Diệp. Dù sao Vương Tử Quân dù thân cận với bí thư Diệp thế nhưng không phải là người thuộc dòng chính. Để đối phương trở thành trưởng phòng tổ chức là cực hạn của bí thư Diệp, nếu như mới đó mà tiếp tục tiến lên vị trí phó bí thư tỉnh ủy, chỉ sợ sẽ có không ít người không mong muốn như vậy. Ít nhất thì Đào Nhất Hành cũng cảm thấy mình có chút oán hận,
Đào Nhất Hành trầm ngâm giây lát rồi lên tiếng, bí thư, trưởng phòng Vương có năng lực công tác rất mạnh, thành tích cũng cực kỳ rõ ràng, thế nhưng nếu đẩy tiến lên quá nhanh thì tôi sợ các đồng chí khác khó tiếp nhận được. Đào Nhất Hành cũng không nói chính mình, cũng không bày tỏ thái độ, thế nhưng như vậy cũng xem như biểu hiện thái độ của mình. Diệp Thừa Dân khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Du Giang Vĩ đứng bên cạnh Vương Tử Quân, gương mặt có chút kích động, trưởng phòng Vương, tôi cảm thấy có nhiều người nói không ra gì, những tin đồn kia căn bản không có chứng cứ, nhưng lại làm cho người ta nghe và cảm thấy không thoải mái. Du Giang Vĩ là thư ký của Vương Tử Quân, sau khi nghe được những tin đồn chung quanh thì đầu tiên là tức tối, sau đó nhanh chóng đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, nhanh chóng báo cáo chuyện này cho lãnh đạo của mình. Chương 1394-2 tôi đến để mọi người làm chuẩn. Du Giang Vĩ biết rõ đây tuyệt đối là có người đang muốn bêu xấu trưởng phòng Vương, hắn là một thư ký ở bên cạnh lãnh đạo, hắn tuyệt đối phải bảo vệ quyền uy và thanh danh cho lãnh đạo của mình. Vương Tử Quân nhìn Du Giang Vĩ đang tỏ ra tức tối, thế là hắn cười nói, có câu càng che thì càng rõ ràng, miệng mọc trên mặt mỗi người, bọn họ thích nói sao cũng được, cũng không cần quan tâm. Những tin đồn kia cũng không thể cho lên mặt bàn, thế nên cũng không nên quản nhiều làm gì. Du Giang Vĩ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, hắn định mở miệng, cuối cùng cũng không nói gì thêm. À, cậu gọi trưởng phòng Long đến đây một chuyến, để xem tình huống của công tác thi công chức lần này như thế nào. Vương Tử Quân vung tay với Du Giang Vĩ, sau đó tiếp tục xem văn kiện trên bàn. Sau khi Du Giang Vĩ đi ra khỏi phòng thì gương mặt Vương Tử Quân nhanh chóng trở nên âm trầm. Hắn có biểu hiện cực kỳ tốt đẹp trước mặt Du Giang Vĩ, thế nhưng những lời nói bên ngoài vẫn làm cho hắn cảm thấy không chút thoải mái. Vương Tử Quân biết rõ lúc này có không ít người nghĩ hắn đang cạnh tranh vị trí phó bí thư tỉnh ủy, thế nên cố ý làm ảnh hưởng đến thanh danh của hắn. Nếu sự việc không được điều tra rõ ràng, chỉ sợ những lời nghị luận sẽ ngày càng nhiều. Mà chính mình không làm thì tin đồn cũng không biến mất. Mặc dù Vương Tử Quân cảm thấy những thứ này khó thể cho lên mặt bàn, thế nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận thủ đoạn như ruồi nhặng này làm cho người ta cảm thấy rất đáng ghét. Người cho ra những tin đồn như vậy căn bản phải có biết chút chuyện về mình và vị trí phó bí thư tỉnh ủy, còn người đó là ai, Vương Tử Quân cũng không nghĩ tiếp, dù có nghĩ thế nào cũng dễ đưa mình tiến vào một mạng lưới lằng nhằng khó chịu. Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm thì điện thoại trong phòng làm việc chợt vang lên, hắn cầm lấy điện thoại, bên trong truyền đến giọng nói của Lỗ Kính Tu, trưởng phòng Vương, trò chuyện một chút được không? Bí thư Lỗ, anh có gì cứ phân phó. Vương Tử Quân có quan hệ không tệ với Lộ Kiếm Long, thế cho nên nói chuyện cũng có chút tùy ý. Cũng không dám nói là phân phó, tôi hôm nay nghe được vài chuyện, anh có nghe nói không? Lỗ Kính Tu khẽ ho khan một tiếng. Sau đó chợt mở miệng nói. Lỗ Kính Tu không giống như Du Giang Vĩ, hắn là bí thư ủy ban tư pháp, mặc dù được nhiều người cho rằng là người cùng một phái với Vương Tử Quân, thế nhưng vị trí của hắn quyết định tính độc lập của riêng mình. Nhưng hai bên là minh hữu với nhau, khi hắn nhận được tin tức thì cũng nên truyền đạt cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh, hắn cười nói với Lỗ Kính Tu, cảm ơn bí thư Lỗ quan tâm. Nếu ngài không nói thì tôi thật sự không biết có người dùng thủ đoạn như vậy, mà việc này ngài cũng đừng ngó ngàng đến làm gì, chút thủ đoạn nhỏ cũng khó thể nào ném lên mặt bàn. Tử Quân, anh có thái độ như vậy là quá tốt, tôi gọi điện thoại cho anh chủ yếu nhắc nhở một câu, cũng không nên quá chú trọng sự việc. Lỗ Kính Tu bên kia cúp điện thoại được 2 phút thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Vương Tử Quân nhìn thoáng qua số gọi đến, đây là Đậu Minh Đường. Trưởng phòng Tử Quân. Có người dùng sự kiện nhảm nhí để nói này nọ, hôm nay tôi nghe thấy có vài người nghị luận, thế là phê bình cho một chặp, nhưng bọn họ nói rằng thứ này chủ yếu nghe được từ phía tỉnh ủy. Đậu Minh Đường cũng không khách sáo với Vương Tử Quân, thế nên trực tiếp nói thẳng. Nếu như với Lỗ Kính Tu thì nói vài phút, nhưng Vương Tử Quân chỉ nói với Đậu Minh Đường 2-3 câu thì cúp điện thoại. Mà điện thoại của Lỗ Kính Tu và Đậu Minh Đường giống như chỉ là bắt đầu. Chỉ một lát sau thì Vương Tử Quân nhận được điện thoại từ 7-8 vị thường ủy, ai cũng quan tâm đến những lời đồn từ bên ngoài. Đám người kia là thường ủy tỉnh ủy, mặc dù bọn họ gọi điện thoại đến an ủi, thế nhưng thực tế còn một phương diện quan trọng hơn, đó là nhờ điện thoại để tỏ thái độ với Vương Tử Quân, đó là những lời đồn này căn bản không liên quan đến tôi. Vương Tử Quân đều tỏ vẻ cảm tạ những người gọi điện thoại đến,
cũng tỏ vẻ chính mình không quan tâm đến những chuyện thế này. Những người kia an ủi Vương Tử Quân được vài câu thì cúp điện thoại. Thật ra đối mặt với những lời đồn đãi liên quan đến Vương Tử Quân thì đám thường ủy tỉnh ủy kia gọi điện thoại đến chủ yếu cũng có không ít lựa chọn. Trực tiếp trầm mặc không lên tiếng cũng không có vấn đề, nhưng bọn họ gọi điện thoại đến chủ yếu để nói rằng mình coi trọng Vương Tử Quân. Như vậy có nghĩa là không muốn Vương Tử Quân sinh ra nghi ngờ với mình, nhìn từ phương diện này cũng thấy rõ địa vị của Vương Tử Quân đang tăng tiến, đã đến mức chỉ cần một chuyện nhỏ xảy ra nhưng người ta căn bản khó thể nào không coi trọng. Sau khi buông điện thoại của Kim Hành Thuấn, Vương Tử Quân cảm thấy mọi thứ coi như đã xong, dù sao thì hắn cũng đã nhận được vài cuộc điện thoại từ thủ đô. Ngoài hai người Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong, những người nên gọi điện thoại đến thì đã đều gọi điện thoại cho hắn. Mặc dù đám người kia gọi điện thoại đến an ủi mình, thế nhưng Vương Tử Quân cũng không cho rằng những tin đồn kia không xuất phát từ một trong số những người bọn họ. Chỉ là hắn không phải là Sherlock Holmes, thế nên căn bản khó thể nào cho ra phán đoán chính xác được. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, trên mặt chợt lộ ra nụ cười. Hắn cầm văn kiện trên bàn, vừa định đứng lên thì có tiếng gõ cửa. Hắn ngồi xuống ghế salon nói một câu mời vào, chợt thấy Long Điền Hỉ đi vào bên trong. Long Điền Hỉ là phó phòng thường vụ phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn đã hoàn toàn dựa về phía Vương Tử Quân. Sau khi ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân, hắn bắt đầu báo cáo các hạng mục công tác, sau đó lại dùng giọng âm trầm nói, trưởng phòng Vương, bây giờ có nhiều người thích nói chuyện nhảm nhí, không quản được cái miệng của mình, nói ra những lời không có trách nhiệm. Tôi cảm thấy những hành vi như thế này căn bản là không tốt, chúng ta cần cho ra biện pháp cứng để xử lý, cũng không để tiếp tục phát sinh những tình huống tương tự làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Long Điền Hỉ mặc dù không nói rõ ràng thế nhưng ý nghĩa đã biểu hiện quá đủ. Vương Tử Quân nhìn gương mặt của Long Điền Hỉ, sau đó vỗ vỗ vai của đối phương rồi nói, trưởng phòng Long, bọn họ thích nói huyên thuyên thì cứ để mặc đi thôi, cũng không có tác dụng gì, chỉ là bọn họ tự tìm nguồn vui mà thôi. Không chờ Long Điền Hỉ nói xong thì Vương Tử Quân đã đứng lên nói, trưởng phòng Long, tôi còn có chuyện cần báo cáo với Bí Thư Diệp, nếu như bên trong đơn vị có chuyện gì thì anh cứ xử lý cho tốt. Trưởng phòng cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý cho tốt. Long Điền Hỉ nhìn vẻ mặt thản nhiên của Vương Tử Quân, hắn vội vàng lên tiếng. Vương Tử Quân đi đến bên ngoài phòng làm việc của Diệp Thừa Dân, lúc này Khuất Trấn Hưng đang bày ra bộ dạng xem xét văn kiện. Khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì hắn vội vàng đứng lên chào hỏi, chào trưởng phòng Vương. Chào Trấn Hưng, Bí Thư Diệp bây giờ có rảnh không? Vương Tử Quân đi xuống ngồi xuống đối diện với Khuất Trấn Hưng, sau đó hắn dùng giọng nhàn nhạt hỏi. Trưởng phòng Vương, bây giờ cũng không có ai trong phòng làm việc của Bí Thư, tôi sẽ đi qua báo cho Bí Thư một tiếng. Khuất Trấn Hưng vừa nhanh chóng châm trà cho Vương Tử Quân vừa dùng giọng nhiệt tình nói. Hôm nay tâm tình của Khuất Trấn Hưng mãi không thể bình tĩnh, hắn luôn nghĩ đến nội dung cuộc trò chuyện giữa mình và Đào Nhất Hành vào buổi sáng. Mặc dù Đào Nhất Hành cuối cùng vẫn xem hắn là người nhà, thế nhưng tình huống Đào Nhất Hành nổi giận không khỏi làm cho đầu óc hắn luôn chấn động. Chương 1395, một cho anh một bậc thang bỏ xuống. Khuất Trấn Hưng rất hối hận, hắn thầm hận mình thật sự có chút ngu ngốc, những chuyện như vậy nói ra lấy lòng thư ký trưởng, nhưng nhìn vào tổng quát thì thấy mình đã tính sai. Ánh mắt của thư ký trưởng linh hoạt hơn hắn, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn để lại chút ý nghĩ không hay. Vì làm thư ký hay lái xe đều phải quản cho tốt cái miệng của mình, nhiều khi không nên nhìn thì không nhìn, không nên nói thì đừng nói. Khuất Trấn Hưng đã hạ quyết tâm, sau này nhất định sẽ không phạm vào sai lầm như vậy. Lòng hiếu kỳ làm hắn phải quan tâm đến phản ứng của Vương Tử Quân, để xem sau khi Bí Thư Diêu Trung Tắc rời đi thì ai tiếp nhận vị trí còn trống. Nói thật thì hắn cảm thấy lực cạnh tranh của Vương Tử Quân lớn hơn hẳn Đào Nhất Hành. Khi Khuất Trấn Hưng đang suy nghĩ miên man thì Vương Tử Quân đi đến, điều này làm cho hắn lắp bắp kinh hãi. Nếu không phải kiếp sống thư ký đã tạo nên một phản ứng thói quen, chỉ sợ lúc này đối diện với Vương Tử Quân sẽ rất mất mặt. Khuất Trấn Hưng đi nhanh cũng về nhanh, chỉ sau một phút thì đi ra nói, trưởng phòng Vương, Bí Thư Diệp mời anh vào. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi bước về phía phòng làm việc của Diệp Thừa Dân, Khuất Trấn Hưng thì cầm theo ly nước đi sau lưng Vương Tử Quân. Khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng làm việc của Diệp Thừa Dân, lúc này Diệp Thừa Dân đã đi ra khỏi bàn làm việc của mình.
Sau khi bắt chuyện đơn giản thì Diệp Thừa Dân mời Vương Tử Quân ngồi xuống rồi nói, trưởng phòng Tử Quân, lãnh đạo thượng cấp rất xem trọng cải cách nhân sự, hai ngày trước tôi đã điện thoại với thủ trưởng, khi đó thủ trưởng yêu cầu chúng ta nhất định phải xâm nhập vào công tác cải cách nhân sự, không nên sợ khó khăn, phải làm tốt để tham khảo cho các vùng trong nước. Vương Tử Quân gật đầu nói, mong bí thư và thủ trưởng yên tâm, phòng tổ chức chúng tôi nhất định sẽ quán triệt tinh thần quyết định của tỉnh ủy, sẽ cố gắng thúc đẩy cải cách nhân sự. Tuy lúc này chúng ta lấy được những thành tích nhất định ở cải cách nhân sự, thế nhưng... Diệp Thừa Dân nhìn Vương Tử Quân báo cáo thao thao bất tuyệt, thế nhưng lại nghĩ đến phương diện Vương Tử Quân đi vào và báo cáo công tác, lão biết rõ đối phương đến tuyệt đối không chỉ là vì báo cáo công tác tổ chức nhân sự không thôi. Dù sao thì khi lãnh đạo số 2 Trung ương đến khảo sát thì đã cho ra những lời nói quá rõ ràng rồi. Nếu như không phải là vậy, Vương Tử Quân tại sao lại đến đây? Không phải đối phương đang chuẩn bị sẵn sàng với vị trí phó bí thư tỉnh ủy, đang muốn biểu đạt ý nghĩ với mình sao? Diệp Thừa Dân nghĩ đến cục diện hiện tại mà hai hàng chân mày không khỏi nhíu lại, nhưng ngay sau đó trên mặt lại lộ ra nụ cười. Lão nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại một chút, ngược lại cũng muốn xem Vương Tử Quân định nói gì. Diệp Thừa Dân quan sát Vương Tử Quân, mà Vương Tử Quân cũng quan sát Diệp Thừa Dân. Lúc này hắn đến phòng làm việc của Diệp Thừa Dân, chủ yếu là vì muốn ngửa bài với bí thư Diệp, vì hôm nay mà hắn đã tính toán vô số lần. Diệp Thừa Dân luôn biểu hiện giống như một trưởng giả ôn hòa ở Nam Giang, thế nhưng trong quá trình tiếp xúc thì Vương Tử Quân cũng nhanh chóng xếp người này vào trong hàng ngũ những nhân vật khó đối phó nhất. Diệp Thừa Dân là người có năng lực, có thủ đoạn, hơn nữa công tác cực kỳ có sách lược. Người này vừa đến Nam Giang được 2 năm nhưng vô tình đã dựng lên địa vị cực kỳ kiên cố của mình. Nếu so sánh với Diệp Thừa Dân thì thủ đoạn của Vương Tử Quân ở Nam Giang là khá kịch liệt, tuy hắn cũng đứng vững gót chân ở Nam Giang, thế nhưng hắn cảm thấy có nhiều phương diện mình cần phải học tập Diệp Thừa Dân. Bây giờ Diệp Thừa Dân rời đi, chưa nói đây là vị trí quan trọng nhất còn trống của tỉnh Nam Giang, hơn nữa vị trí này cũng cực kỳ quan trọng với Diệp Thừa Dân. Nếu như Diệp Thừa Dân có thể quán triệt ý chí của mình, đưa người của mình lên làm phó bí thư tỉnh ủy, rõ ràng càng làm vững chắc địa vị của bí thư Diệp ở Nam Giang. Nhưng lần này Vương Tử Quân đến chủ yếu để khuyên bảo Diệp Thừa Dân bỏ qua vị trí này, đây cũng không phải một chuyện dễ dàng. Người có thể đi đến vị trí của Diệp Thừa Dân ngoài vận may còn có tố chất và năng lực kinh người. Có thể nói những người đi đến bước này đều có ý chí kiên định và tâm tư rộng lượng. Nếu muốn đến khuyên bảo bọn họ thì căn bản không phải là một chuyện dễ dàng. Những sách lược liên tục lóe lên trong đầu Vương Tử Quân, khi hàng loạt ý nghĩ xuất hiện, hắn chợt thay đổi chủ đề, bí thư Diệp, ngoài phương diện công tác, tôi còn có vài ý nghĩ muốn báo cáo với ngài. Diệp Thừa Dân biết đây mới là thời điểm quan trọng, lão cười cười nói, trưởng phòng Tử Quân, cậu hiểu rõ tính tình của tôi rồi đấy, có gì cậu cứ nói. Bí thư Diệp. Hai ngày trước bí thư Diêu mời tôi đi uống trà, anh ấy cho rằng phương thức công tác của tôi cực kỳ tiếp cận anh ấy trong Nam Giang, vì vậy anh ấy chuẩn bị đề cử tôi đảm nhiệm vị trí phó bí thư tỉnh ủy khi có sự trưng cầu của phòng tổ chức thượng cấp. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Diệp Thừa Dân, sau đó dùng giọng giống như tùy ý nói. Hai mắt Diệp Thừa Dân chợt lóe lên những luồng sáng quái dị khi mà Vương Tử Quân đi thẳng vào vấn đề, trong lòng lão nghĩ rằng Vương Tử Quân là một lựa chọn trợ thủ tốt nhất. Tuy lão không tin lời đồn, thế nhưng những lời nói của Đào Nhất Hành vẫn không tự chủ được phải lóe lên trong đầu lão. Nhưng lúc này Diệp Thừa Dân không thể nói ra ý nghĩ cứng của mình, dù sao thì vị trí hiện tại của lão vẫn là lãnh đạo của Vương Tử Quân, bây giờ cấp dưới muốn cầu tiến, lão là lãnh đạo cũng không thể nói ra những lời đả kích được. Bí thư Diêu muốn đề cử cậu, đây là khẳng định với công tác của cậu, tuy cậu đến Nam Giang chưa lâu. Thế nhưng công tác lại làm cho người ta phải lau mắt mà nhìn. Lời nói của Diệp Thừa Dân làm cho Vương Tử Quân cười lạnh trong lòng, tuy Diệp Thừa Dân không có nói một chữ tốt về hắn, thế nhưng chỉ cần căn cứ vào lời nói này, hắn cảm thấy bí thư Diệp chưa chắc sẽ giúp đỡ mình. Tuy lúc bắt đầu thì Vương Tử Quân cũng không có ý với vị trí phó bí thư tỉnh ủy, thế nhưng lúc này nghe lời nói của Diệp Thừa Dân vẫn làm hắn sinh ra cảm giác không thoải mái. Vương Tử Quân hít vào một hơi thật sâu. Hắn cố gắng ép cho tâm tình của mình bình tĩnh lại. Dù sao thì hắn cũng chưa đi vào trong vòng quan hệ của Diệp Thừa Dân, thế nên lúc này Diệp Thừa Dân không đề cử hắn cũng là bình thường. Nhưng tâm lý phản nghịch lại làm cho Vương Tử Quân phải lên tiếng, bí thư Diệp,
ngài nói như vậy không phải cho rằng tôi là nhân tuyển tốt để tiếp nhận vị trí phó bí thư tỉnh ủy của anh Diêu đấy chứ? Chương 1395, 2 cho anh một bậc thang bỏ xuống. Diệp Thừa Dân dù thế nào cũng không ngờ Vương Tử Quân mở miệng lại hỏi như vậy. Lão vốn cho rằng mình là một cao thủ đánh thái cực quyền, Vương Tử Quân cũng là một người nhìn rõ tình thế, nhưng không ngờ đối phương thậm chí có cảm giác tốt như vậy, căn bản cho ra một câu hỏi như thế. Với sự lão luyện của Diệp Thừa Dân, lúc này lão cũng cảm thấy rất khó trả lời. Nếu như lão hợp ý với Vương Tử Quân, như vậy trả lời không là vấn đề, nhưng bây giờ vấn đề mấu chốt là lão không tình nguyện cho Vương Tử Quân tiến lên làm phó bí thư tỉnh ủy, nếu cho ra câu trả lời đông cứng thì tình huống quá xấu hổ rồi. Diệp Thừa Dân nhìn ánh mắt giống như tràn đầy hy vọng nhìn Vương Tử Quân, Diệp Thừa Dân nghĩ mình nên dùng giọng lạnh băng nói, trưởng phòng Tử Quân, tôi không nhìn chúng cậu. Diệp Thừa Dân gần đây cảm thấy phản ứng của mình rất linh mẫn, hắn luôn cảm thấy mình không phải là một người không giỏi ăn nói, nhưng lúc này đối diện với Vương Tử Quân thì lão cảm thấy mình với phản ứng linh mẫn căn bản vẫn còn nhiều chênh lệch. Thế nhưng câu nói kia thật sự khó thể nào cho ra khỏi miệng. Bí thư Diệp, cảm ơn anh đã coi trọng, ngài tín nhiệm làm cho tôi thêm tin tưởng vào công tác của mình. Vương Tử Quân tuy cực kỳ buồn cười thế nhưng lại vẫn áp chế trong lòng. Hắn dùng giọng nghiêm trang nói với Diệp Thừa Dân. Hắn nói như vậy cũng không có ý nghĩa gì khác, chẳng qua giống như câu nói, không tranh bánh bao thì cũng phải tranh nhau vài câu nói. Diệp Thừa Dân lúc này có chút ngạc nhiên, hắn không ngờ mình còn chưa tỏ thái độ thì trưởng phòng Vương kia đã nói lời cảm ơn sự ủng hộ của mình. Tuy lão tuyệt đối không phải những người ăn ở hai lòng, nói năng lung tung, thế nhưng lại cảm thấy tình cảnh này khá xấu hổ. Khi Diệp Thừa Dân chuẩn bị hắng giọng nói cậu con trẻ, tương lai còn dài, lúc này trọng điểm của cậu là nên cúi người làm tốt công tác, tích lũy cơ sở tốt về sau. Đúng lúc này chợt nghe Vương Tử Quân nói, bí thư Diệp, tôi biết ngài coi trọng tôi, chính tôi cũng muốn dùng cố gắng của mình để không phụ lòng tín nhiệm của lãnh đạo, thế nhưng tôi biết rõ tình hình của mình, tôi còn trẻ, còn phải ở lại Nam Giang một thời gian nữa. Tuy lãnh đạo muốn nhận lấy áp lực đẩy tôi tiến lên, thế nhưng với góc độ của tôi cảm thấy không nên làm phiền lãnh đạo. Tôi nên tiếp tục công tác ở phòng tổ chức thêm một thời gian nữa, làm tốt công tác cải cách nhân sự rồi nói sau. Diệp Thừa Dân nhìn Vương Tử Quân ném cho mình một bậc thang, lão nào không hiểu tâm tư của đối phương. Lúc này lão có chút tức giận, đồng thời cũng có chút buồn cười. Người này đúng là không chỉ có ý nghĩ tầm thường, ngay lúc này vẫn có thể nói ra những lời trêu chọc mình. Diệp Thừa Dân không thoải mái thì không thoải mái, thế nhưng cũng tuyệt đối không lên tiếng. Nếu lão lên tiếng sẽ coi như tiến vào trong tình huống bị đùa giỡn, chỉ sợ sẽ càng thêm phiền toái. Tử Quân, thành tích công tác của cậu là cực kỳ rõ ràng ở Nam Giang, tôi cũng tán thành với năng lực công tác của cậu. Nhưng đúng như những gì cậu vừa nói, thời gian cậu đến Nam Giang quá ngắn, cũng cần nên có thời gian lắng đọng, hơn nữa công tác cải cách nhân sự cũng không thể nào rời khỏi tay cậu được. Khi đề bạt thì lãnh đạo không suy xét cậu, cũng không phải là vì công tác của cậu tốt hay xấu, nhưng khi cho ra lời nói an ủi, chắc chắn sẽ không bao giờ ly khai khỏi cậu. Diệp Thừa Dân nói bằng giọng điệu khống chế thế cục quen thuộc, hắn cảm thấy mình đã khống chế được lời nói của mình, đã tìm được sự tin của mình. Cảm ơn bí thư Diệp đã có lời khẳng định với tôi, sau này tôi sẽ càng có thêm có thái độ chăm chú, hoàn thành các nhiệm vụ công tác mà tỉnh ủy giao phó. Vương Tử Quân dùng giọng đầy chính nghĩa đảm bảo với Diệp Thừa Dân, sau đó nâng bình trà lên châm đầy ly cho Diệp Thừa Dân, lại nói tiếp, bí thư Diệp, tuy tôi cảm thấy mình không thích hợp làm phó bí thư tỉnh ủy, thế nhưng tôi cảm thấy đồng chí Đậu Minh Đường có đầy đủ lý lịch, có năng lực công tác rất mạnh, hơn nữa người này công bình công chính. Nếu như anh ấy có thể được đề cử lên cho thượng cấp, lại được thượng cấp tán thành, nhất định sẽ có lợi cho đoàn kết ban ngành ở tỉnh Nam Giang chúng ta. Vương Tử Quân nói hai từ đoàn kết cực kỳ trịnh trọng, hắn tin tưởng Diệp Thừa Dân là người thông minh, nhất định sẽ hiểu hai từ này có ý nghĩa gì. Tuy trong tất cả các ban ngành thì lãnh đạo đứng đầu và thứ hai căn bản luôn có ma sát, hơn nữa ma sát như vậy cũng được lãnh đạo tuyến trên tình nguyện nhìn vào. Dù sao thì hai vị lãnh đạo đứng đầu có ma sát cũng có lợi cho sự lãnh đạo của các vị bên trên, nhưng dù là lãnh đạo nào cũng không muốn mâu thuẫn ở tuyến dưới được công khai hóa. Thế cho nên khi đối diện với sự kiện điều động thủ hạ ở địa phương, dù là vị lãnh đạo nào cũng chú trọng chỉ tiêu đoàn kết ban ngành.
Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy Nam Giang, lão tất nhiên càng hiểu rõ tình huống tồn tại trong ban ngành tỉnh Nam Giang. Nhưng đối với đối kháng giữa mình và Trử Vận Phong, bên trong ban ngành có nhiều ý kiến khác nhau, lão tuyệt đối không bao giờ muốn để lộ sự đối kháng này ra bên ngoài. Dù sao thì tuyến trên căn bản luôn mong muốn lãnh đạo đứng đầu địa phương phải chú trọng đoàn kết. Dù bên dưới có người kiêu ngạo không tuân theo, thế nhưng anh cũng phải là người biết dẫn dắt ban ngành của mình tiến lên. Tuy Diệp Thừa Dân đã định ra nhân tuyển của mình ở vị trí phó bí thư tỉnh ủy Nam Giang là Hoắc Quang Lĩnh, thế nhưng lão không 10 phần tin tưởng vào điều này. Dù sao thì Trử Vận Phong cũng quyết không lùi bước, hơn nữa nếu dựa theo sắp xếp ở thường ủy tỉnh ủy, Lý Thừa Uyên còn vượt mặt cả Hoắc Quang Lĩnh. Thế sự căn bản khó thể nào lưỡng toàn, Diệp Thừa Dân đang cho ra chuẩn bị chơi trò cao tay với Trử Vận Phong. Dù sao thì lão không thể lui ở sự kiện này, mà Trử Vận Phong chỉ sợ cũng không thể lùi được. Khi hai bên căn bản không thể nhường nhịn nhau, như vậy chỉ có thể áp dụng phương pháp tự ai người ấy lo, tranh chấp cho phía mình. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân lại cho ra một phương án mới, để đẩy Minh Đường tiến lên. Diệp Thừa Dân nhai nuốt hai chữ đoàn kết của Vương Tử Quân, trong lòng thầm nghĩ đến việc nếu Đậu Minh Đường tiến lên thì bên phía Trử Vận Phong sẽ thế nào, sau đó không khỏi động lòng. Diệp Thừa Dân trầm ngâm một lát rồi dùng giọng giống như lơ đãng nói, ngoài bí thư Minh Đường thì trưởng phòng Tử Quân còn có nhân tuyển gì khác nữa không? Tôi cảm thấy đồng chí Lý Thừa Uyên là không tồi, anh ấy công tác nhiều năm ở Nam Giang, căn bản hiểu rõ tình huống của tỉnh Nam Giang như lòng bàn tay. Nếu như để cho đồng chí Chủ tịch Lý Thừa Uyên tiến lên làm phó bí thư tỉnh ủy, như vậy sẽ là một xúc tiến cực kỳ tốt cho tình hình phát triển hiện tại của Nam Giang. Vương Tử Quân không chút do dự mà dùng giọng trầm bổng nói, ý nghĩa lời nói của hắn là quá rõ ràng. Chương 1396, mục tiêu như kim chỉ nam. Vẻ mặt Diệp Thừa Dân chợt trầm xuống, lão đã nghe và hiểu rõ vấn đề, Vương Tử Quân đang ngã bài với mình. Dừng thấy Diệp Thừa Dân bây giờ cười ha hả và biểu hiện gương mặt hòa ái dễ gần mà lầm, khi còn trẻ thì lão căn bản là người có tính tình rất mạnh, căn bản đối với việc của mình thì không chịu cúi người. Bây giờ Vương Tử Quân uy hiếp lão, nếu như là 10 năm trước thì lão nhất định sẽ tiễn khách ra khỏi phòng, nhưng bây giờ tính tình của lão đã khác xưa rất nhiều. Chẳng qua cảm giác tức giận vẫn bừng bừng trong lòng Diệp Thừa Dân. Lão là lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy Nam Giang. Lão căn bản không dễ dàng tha thứ cho bất kỳ người nào khiêu chiến quyền uy của mình. Nhưng tình hình hiện tại căn bản làm cho lão khó thể nào nổi nóng được. Diệp Thừa Dân biết rất rõ nếu như nhóm người Vương Tử Quân ngã về phía Lý Thừa Uyên, như vậy người được đề cử lên tuyến trên sẽ là Lý Thừa Uyên. Tuy một đề cử cửa địa phương như vậy cũng không phải chắc chắn 100%, thế nhưng lão không muốn nhìn qua những ảnh hưởng của nó ở sự kiện này. Hơn nữa đối thủ của Diệp Thừa Dân đến bây giờ cũng không phải là Vương Tử Quân, nếu như đẩy Vương Tử Quân về phía bên kia, chỉ có thể nói làm cho kẻ địch thêm sảng khoái mà thôi. Diệp Thừa Dân thầm xác định ý nghĩ của mình, lão hít vào một hơi thật sâu, sau đó đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi nói, trưởng phòng Tử Quân, đồng chí Minh Đường và đồng chí Thừa Uyên đều rất vĩ đại, làm cho tôi cảm thấy khó thể chọn lựa được. Vương Tử Quân dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Diệp Thừa Dân. Thế nhưng trong lòng hắn cũng không bình tĩnh. Hắn có quan hệ khá tốt với Diệp Thừa Dân, nếu như lần này không liên quan đến tương lai phát triển kế tiếp, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra những lời như vậy với đối phương. Lúc này cải cách nhân sự đang được đẩy mạnh, làm cho Vương Tử Quân chỉ có thể tiến mà không lùi. Nếu hắn muốn làm tốt hạng mục công tác này, như vậy cần không có người nào đứng bên cạnh cản tay. Trước kia Diêu Trung Tắc đã cho ra một bài học không nhỏ với hắn ở phương diện này. Diêu Trung Tắc không có được sự giúp đỡ của Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong đã làm cho Vương Tử Quân cực kỳ khốn khổ, nếu bây giờ dù là Lý Thừa Uyên hay Hoắc Quang Lĩnh đi lên, bọn họ cũng không bao giờ cho Vương Tử Quân nắm vị thế chủ đạo ở phương diện cải cách nhân sự. Vương Tử Quân không cho rằng mình là người khống chế hơn người, nhưng bây giờ sự việc đã được tiến hành hơn một nửa, nếu như giao cho người khác, hắn căn bản không yên lòng. So với bảo trì công tác hiện tại và bỏ thêm vào vài nhân tố không ổn định, không bằng trực tiếp ra tay bóp chết những nhân tố không ổn định từ trong trứng nước. Sở dĩ đến bây giờ Vương Tử Quân mới tiến hành trao đổi với Diệp Thừa Dân, nguyên nhân cũng là vì hắn mãi không thể cho ra quyết định. Lúc này những lời đồn đãi vang lên khắp chung quanh làm cho hắn nhanh chóng cho ra quyết đoán. Làm một người tốt cũng không dễ dàng gì,
Vương Tử Quân vững tin những lời thế này. Thế cục bây giờ một là hắn bị người ta cho ra rìa, hai là phải tự phát ra âm thanh của mình. Nếu muốn làm cho Diệp Thừa Dân thỏa hiệp thì cũng không dễ dàng gì, làm cho Trử Vận Phong thỏa hiệp càng khó khăn hơn, nhưng bây giờ hắn có thể lợi dụng vào mâu thuẫn giữa hai người này để tìm vị trí đứng vững cho mình. Bí thư Diệp thật sự nói ra tiếng lòng của tôi, dù là chủ tịch Lý hay bí thư Đậu đều là tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng tôi vẫn phải chọn ra một giữa hai người này, thế cho nên cảm thấy khó thể nào quyết đoán được. Vương Tử Quân nở nụ cười nói. Diệp Thừa Dân cũng nở nụ cười, hai người đưa mắt nhìn nhau, Vương Tử Quân chợt nói, nếu như có thể điều động bí thư Đậu, như vậy sau đó cũng có thể điều động người cho vị trí bí thư thị ủy Đông Hồng. Ánh mắt Diệp Thừa Dân nhanh chóng trở nên sắc nhọn, lão nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ gật đầu. Chủ tịch Lý, đây là tài liệu về tòa nhà đế hành của thành phố Lâm Hồ, mời ngài nhìn qua một chút. Phó thư ký trưởng Lục Trình Siêu của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Giang cầm một tài liệu trong tay đưa đến cho Lý Thự Uyên, hắn khẽ cúi người dùng giọng cực kỳ tôn trọng nói. Lý Thự Uyên tiếp nhận tài liệu nhìn qua, sau đó trầm giọng hỏi Lục Trình Siêu, thư ký trưởng Lục, những ngày tới anh nên tự mình đến thành phố Lâm Hồ, anh thay tôi nói một câu, đó là rốt cuộc tòa nhà đế hành này có vấn đề gì không? Vẻ mặt Lục Trình Siêu có chút căng thẳng. Tuy hắn không phải là phó thư ký trưởng chuyên phục vụ công tác cho Lý Thự Uyên, thế nhưng khi công tác thì Lý Thự Uyên căn bản là lãnh đạo trực tiếp của hắn. Hắn có càng ngày càng cầu tiến trên vị trí hiện tại hay không thì được quyết định bằng thái độ của chủ tịch Lý Thự Uyên. Nếu như Lý Thự Uyên nói dùm Lục Trình Siêu một câu có ích, như vậy biết đâu hắn sẽ tiến lên như diều gặp gió. Nhưng nếu Lý Thự Uyên tỏ ra bất mãn với hắn, như vậy hắn sẽ rơi xuống vực sâu ngàn trượng. Lục Trình Siêu biết rõ tòa nhà đế hành, đây là một công tác do chính tay bí thư Thích Phúc Lai của thành phố Lâm Hồ nắm trong tay, người liên quan đến nó căn bản đều là cán bộ dòng chính của Thích Phúc Lai. Nếu như mình trả lời thật lòng, căn bản sẽ đắc tội với Thích Phúc Lai. Lục Trình Siêu không sợ Thích Phúc Lai, nhưng hắn sợ đắc tội đến Lý Thử Uyên. Trong Ủy ban Nhân dân tỉnh ai mà không biết chủ tịch Lý được đề bạt lên từ thành phố Lâm Hồ. Thích Phúc Lai chính là một vị lãnh đạo từng chung gánh công tác với chủ tịch Lý năm xưa, đắc tội với Thích Phúc Lai chính là động vào Lý Thử Uyên. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Lục Trình Siêu khẽ nói, chủ tịch Lý, theo như những gì tôi biết, thành phố Lâm Hồ căn bản cực kỳ giúp đỡ cho một kiến trúc mang tính tiêu chí như đế hành. Lục Trình Siêu trả lời như vậy và nhìn về phía Lý Thử Uyên. Câu trả lời của hắn rất mơ hồ, bản thân hắn cũng đã cho ra chuẩn bị. Nhưng còn phải xem thái độ của Lý Thự Uyên lúc này là thế nào. Nhưng Lục Trình Siêu thật sự vui mừng thì Lý Thự Uyên cũng không hỏi thêm điều gì. Lý Thự Uyên khẽ gật đầu, buông văn kiện trong tay ra, sau đó khẽ hỏi Lục Trình Siêu, gần đây có chuyện gì làm cho người ta chú ý hay không? Lục Trình Siêu thở dài một hơi, sau đó lại thầm cảm thấy câu hỏi của Chủ tịch Lý Thự Uyên có chút mơ hồ, điều này làm hắn khó thể nào đoán được Chủ tịch Lý đang muốn tìm hiểu tin tức gì. Trong đầu Lục Trình Siêu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn nhanh chóng cho ra kết luận, sau đó nói với Lý Thử Uyên, chủ tịch Lý, trong đơn vị chúng ta thì không có chuyện gì. Lục Trình Siêu nói đến đây thì nhìn thoáng qua gương mặt của Lý Thử Uyên, muốn xem chủ tịch Lý tỏ thái độ thế nào. Nhưng đáng tiếc là gương mặt chủ tịch Lý vẫn lạnh lùng, căn bản nhìn không rõ là mừng hay lo. Lục Trình Siêu không nhìn ra được nguyên nhân. Hắn nhanh chóng trầm giọng nói, chỉ là hôm nay tôi đi qua khu văn phòng, nghe được vài lời nghị luận của đám người bên kia. Nói nguyên nhân bí thư Diêu rời khỏi Nam Giang có một nửa đến từ trưởng phòng Vương, vì trưởng phòng Vương muốn tiến lên làm phó bí thư tỉnh ủy, thế cho nên mới nghĩ ra đủ mọi phương pháp để đẩy bí thư Diêu đi. Lý Thự Uyên không mở miệng, vẻ mặt vẫn cực kỳ nghiêm túc, điều này làm cho Lục Trình Siêu có chút lo lắng. Nhưng bắn cung không thể quay đầu. Hắn đã nói như vậy thì khó thể nào thu lại, thế nên kiên trì nói tiếp, còn nói loại người như trưởng phòng Vương sẽ là một vận rủi cho bất kỳ vị lãnh đạo nào ở bên trên. Nói bậy bạ, giọng nói của Lý Thự Uyên cực kỳ nghiêm túc, hắn nhìn Lục Trình Siêu rồi trầm giọng nói, tôi thấy nên xem lại bầu không khí trong văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, đây là những câu nói gì, dám mở miệng nghị luận lung tung về lãnh đạo của mình, đây là quá mê tín, căn bản còn là một đơn vị chính quyền sao. Lục Trình Siêu nghe những giọng nói như sấm sét của Lý Thự Uyên mà không khỏi co đầu rụt cổ.
Khi hắn định lên tiếng nhận sai lầm thì Lý Thừa Uyên đã nói, tất nhiên vấn đề này cũng không liên quan đến anh, tôi cũng không thể nổi giận với anh. Thư ký trưởng Lục, anh đã vất vả khi đến thành phố Lâm Hồ, anh nên đi nghỉ ngơi thôi. Lục Trình Siêu thở dài một hơi, sau đó nói lời cáo từ với Lý Thừa Uyên, cũng nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Lý Thừa Uyên. Trong đầu hắn liên tục lóe lên thái độ của Lý Thừa Uyên, trái tim đang đập mạnh đã nhanh chóng bình tĩnh lại, thầm cảm thấy may mắn vì mình đoán không sai. Lục Trình Siêu rời đi, Lý Thừa Uyên ngồi trong phòng làm việc của mình, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này hắn rất sảng khoái, hắn hỏi Lý Thừa Uyên thì đã là người thứ năm. Những người kia nói về chuyện của Vương Tử Quân, mặc dù hắn đều phê bình từng người, thế nhưng lại thầm vui mừng. Có một số việc mà nhìn qua cực kỳ khó khăn, căn bản thúc thủ vô sách, cũng là vì người ta không tìm ra được đối sách. Thế nhưng chỉ cần có phương án tốt, như vậy vấn đề khó khăn sẽ được giải quyết nhanh chóng. Chương 1397, một người mù đốt đèn phí công, nằm mơ cũng không với tới. Lý Thừa Uyên từng nghe qua một câu chuyện cười, nói là có một nhà xưởng thường sản xuất ra những thùng hàng trống không, hơn nữa lại khó phân biệt, cực kỳ khó chịu đối với khách hàng. Vì giải quyết vấn đề này mà giám đốc công ty nổi giận quyết định thành lập một tổ nghiên cứu do một thạc sĩ công nghệ cao đứng đầu, nghiên cứu ra một thiết bị kiểm hàng chất lượng. Khi thiết bị kiểm hàng kia chuẩn bị được đưa vào sử dụng thì một công nhân cho ra một sản phẩm kiểm hàng đơn giản khác đến, chiếc quạt bên trong máy sẽ thổi đi những thùng hàng giống, sản phẩm thật sự được giữ lại. Vì có chiếc máy này mà thiết bị được đầu tư tiền triệu kia căn bản không còn đất dụng võ. Trong mắt Lý Thừa Uyên thì Vương Tử Quân cũng khó thể phá được vấn đề khó khăn kia, bây giờ sự việc lại phát triển theo chiều hướng xấu, Vương Tử Quân càng khó thể nào ứng phó được. Sở dĩ trước nay không thu phục được Vương Tử Quân, chủ yếu là nhóm người của mình chưa tìm được phương hướng mà thôi. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng, Lý Thừa Uyên nhìn thoáng qua dãy số điện thoại, sau đó khẽ cầm lấy điện thoại nói, tôi là Lý Thừa Uyên. Chủ tịch Lý, cảm tạ ngài đã giúp đỡ thành phố Lâm Hồ chúng tôi. Tối hôm nay ngài có thời gian không? Có vài người bạn già ở thành phố Lâm Hồ muốn tìm ngài uống vài ly. Điện thoại vừa nối thông thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói của bí thư thị ủy Lâm Hồ là Thích Phúc Lai, giọng điệu của hắn cực kỳ nhiệt tình. Lý Thừa Uyên căn bản rất tùy ý với Thích Phúc Lai, dù sao thì hai người cũng làm việc với nhau nhiều năm. Hắn cười ha hả trong điện thoại rồi trầm giọng nói, bí thư Phúc Lai, chúng ta đều là người một nhà, nào phải khách sáo như vậy. Chuyện uống rượu thì chúng ta để sau hãng nói, nhưng chuyện tòa nhà Đế Hanh, các anh nhất định phải xử lý cho tốt, tuyệt đối không để nó nằm ngoài tầm kiểm soát. Chủ tịch Lý, mong anh yên tâm, Thích Phúc Lai tôi đảm bảo với anh, cho dù tôi có nát đầu cũng phải giải quyết chuyện này cho thỏa đáng. Tôi cũng không làm ra đường dễ để ngài mất mặt được. Thích Phúc Lai cố gắng tỏ thái độ, sau đó cười híp mắt nói, nếu hôm nay chủ tịch Lý không rảnh, như vậy tôi sẽ chờ tin tức tốt từ ngài, đến khi đó rất mong được uống với ngài vài ly. Thích Phúc Lai nói ra ba chữ tin tức tốt rất nặng, ý nghĩa của nó là gì thì ai cũng biết. Lý Thừa Uyên làm phó chủ tịch thường vụ tỉnh nên công tác hàng ngày rất bận rộn, nhưng dù bận rộn thế nào thì hắn cũng vài năm như một ngày, vẫn kiên trì một nguyên tắc của mình. Đó chính là nếu như có chuyện cần liên hệ với chủ tịch Trử Vận Phong, hắn nhất định phải đến gặp mặt chủ tịch Trử Vận Phong. Tuy nói hai bên gặp mặt chưa chắc bàn công tác, có đôi khi chỉ là nói những chuyện lung tung nhỏ nhặt trong nhà nhưng hắn vẫn cố gắng thực hiện cho tốt. Lý Thừa Uyên tin tưởng năm rộng tháng dài chỉ cần mình tích lũy tốt và liên tục gặp mặt chủ tịch Trử Vận Phong, tóm lại sẽ có hiệu quả khó tưởng. Cảm tình của con người cần bồi dưỡng mới tăng tiến, Lý Thừa Uyên là một người thủ hạ cấp dưới. Hắn cần phải được lãnh đạo tán thưởng. Có đôi khi hắn hao tâm tổn trí mà không tìm được đường đi, thực tế cũng không phải không có đường đi, chủ yếu là do anh không tìm được phương hướng mà thôi. Lý Thừa Uyên cũng là một vị lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hắn nắm trong tay rất nhiều hạng mục công tác. Nếu muốn lãnh đạo hiểu rõ mình, như vậy không phải đang làm khó lãnh đạo sao? Đối với một người có động cơ chính trị, phải chủ động tiếp cận lãnh đạo, phải tiến vào trong tầm mắt của lãnh đạo mới được. Khi làm người hầu cho lãnh đạo, một động tác vô thức của lãnh đạo là gì? Nhất định khi đó sẽ chọn một người thuận tay và thích hợp nhất. Như thế nào anh mới là người được nhắc đến đầu tiên trong phản ứng vô thức của lãnh đạo?
Biện pháp tốt nhất là anh phải thường xuyên xuất hiện trong mắt lãnh đạo, biểu hiện nhiều một chút trước mặt lãnh đạo. Lúc này Trử Vận Phong tuy đã không còn là người có tác dụng chủ yếu với tương lai của Lý Thự Huyên, thế nhưng Lý Thự Huyên vẫn tin tưởng mình kiên trì thói quen như vậy, chắc chắn sẽ có lợi mà vô hại. Khi đi qua phòng thư ký của Chủ tịch Trử Vận Phong, Lý Thự Huyên nhìn vào phòng của Xà Tiểu Cường theo bản năng. Hắn trước nay vẫn bỏ rất nhiều tâm tư với Xà Tiểu Cường. Mặc dù Xà Tiểu Cường không có nhiều chuyện liên quan đến hắn, thế nhưng người này có một ưu thế mà người thường khó có được, đó là mỗi ngày đi theo bên cạnh Chủ tịch Trử Vận Phong, căn bản hiểu rõ lúc này Chủ tịch đang vui hay buồn. Lý Thự Huyên là một người uyên bác thích đọc sách, đặc biệt là sách sử, điều này làm cho Lý Phu Nhân không khỏi cảm thấy bức bối. Nhưng khi vợ nói này nọ thì hắn thường nở nụ cười khinh thường, vì đọc sử có thể hiểu ra nhiều vấn đề, cô thì hiểu cái gì. Hắn chú trọng kết giao với Xà Tiểu Cường chủ yếu cũng là vì nhờ đọc từ sách sử, có một nguyên nhân không thể nào bày ra trên mặt bàn, đó là Lý Thự Huyên căn bản nghiên cứu rất kỹ về đám thái giám bên cạnh hoàng đế, chỉ một câu có thể khái quát cái nghề này, đó là cực kỳ đáng sợ. Nhưng đáng tiếc là lúc này Xà Tiểu Cường cũng không có trong phòng làm việc, trong phòng trống rỗng, có chút vắng vẻ. Tuy Lý Thự Huyên cảm thấy có chút không trùng hợp nhưng vẫn cất bước đi về phía phòng làm việc của Trử Vận Phong. Với địa vị của hắn hiện tại, căn bản không cần thông báo với thư ký, có thể tự do đi vào phòng của Chủ tịch Trử Vận Phong. Khi Lý Thự Huyên định gõ cửa, đúng lúc cửa mở ra, khi gương mặt người bên trong đi ra xuất hiện thì vẻ mặt hắn chợt có vài phần cứng nhắc. Lý Thự Huyên là thường ủy tỉnh ủy, hắn căn bản cực kỳ kiêu ngạo về khả năng khống chế của mình. Thậm chí hắn cảm thấy cho dù có quỷ sứ thình lình xuất hiện, làm cho hắn sợ đến mức khủng hoảng tinh thần, thế nhưng hắn cũng sẽ không nhíu mày. Nhưng bây giờ người kia xuất hiện lại làm cho Lý Thự Huyên sinh ra cảm giác như gặp quỷ sứ, cũng không phải là người kia căn bản là quá xấu xí, thế nhưng người này xuất hiện quá bất ngờ. Chào Chủ tịch Lý, khi người kia nhìn thấy Lý Thự Huyên thì khẽ lên tiếng chào hỏi. Lý Thự Huyên thấy đối phương chủ động chào hỏi, mặc dù không muốn phản ứng, thế nhưng ngại địa vị của đối phương, hắn cũng không dám ra vẻ. Hắn trầm ngâm giây lát rồi đáp lại, chào trưởng phòng Vương. Vương Tử Quân cũng không ngờ gặp mặt Lý Thự Huyên ở chỗ này, nhưng Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh đến báo cáo với Chủ tịch tỉnh là một chuyện thường tình, mình gặp mặt Lý Thự Huyên ở chỗ này cũng không có gì là bất ngờ. Hai người chào hỏi lẫn nhau, đúng lúc Trử Vận Phong từ trong phòng đi ra. Trử Vận Phong có chút bất ngờ vì hai người Lý Thự Huyên và Vương Tử Quân đụng mặt nhau, nhưng lão vẫn lên tiếng bắt chuyện với vẻ mặt bình tĩnh ung dung, sau đó đi cùng Lý Thự Huyên vào trong phòng. Lý Thự Huyên cho ra hàng ngàn suy đoán với lý do vì sao Vương Tử Quân lại xuất hiện ở chỗ này, thế nhưng hắn vẫn cố gắng áp chế những nghi hoặc của mình xuống tận đáy lòng. Hắn nói vài chuyện không liên quan với Trử Vận Phong, sau đó không nhịn được mà cười nói, Chủ tịch Trử, vừa rồi trưởng phòng Vương đến có phải có chuyện gì không? À, anh ấy có chút chuyện. Trử Vận Phong nhìn thoáng qua Lý Thự Huyên rồi dùng giọng không quan tâm nói. Đáp án lúc này của Trử Vận Phong căn bản là kết quả mà Lý Thự Huyên không muốn nghe nhất. Khi hắn cảm thấy cực kỳ không cam lòng, chuẩn bị bắt tay vào phương diện khác để thám thính tình huống thì chợt nghe Trử Vận Phong nói tiếp, Chủ tịch Lý, anh đến rất đúng lúc, tôi có chuyện cần nói với anh. Chương 1397, 2, người mù đốt đèn phí công, nằm mơ cũng không với tới. Có chuyện cần nói, Lý Thự Huyên cảm thấy rất vui vẻ. Dựa theo tình hình lúc này thì bàn chuyện với Trử Vận Phong là thứ mà hắn rất quan tâm. Hắn cực kỳ chú trọng điều này, vì nó có thể làm tăng tiến mối quan hệ giữa hai bên. Thự Huyên, chúng ta làm việc với nhau bao nhiêu năm rồi? Khi trái tim Lý Thự Huyên đang đập lên rất mạnh thì Trử Vận Phong chợt thay đổi chủ đề. Lý Thự Huyên nghe những lời này mà cảm thấy rất sốt ruột, hắn thầm nghĩ, Chủ tịch Trử ơi là Chủ tịch Trử, anh không phải đang làm chuyện thừa sao? Có gì anh cứ nói thẳng ra là được, cần gì phải vòng vo. Ôi, điều này đúng thật là quá khó khăn. Tuy có chút sốt ruột nhưng Lý Thự Huyên vẫn dùng giọng tràn đầy cảm tình đáp lại, Chủ tịch, tôi đã làm việc với ngài từ những năm 90, trong khoảng thời gian đó tôi có được điều động đi thành phố khác một thời gian, nhưng nói tóm lại thì tôi và ngài đã công tác với nhau được 20 năm rồi. À, 20 năm, cả đời người có bao nhiêu cái 20 năm? Trử Vận Phong cảm khái một tiếng, sau đó khẽ nói, Thự Huyên,
vừa rồi Vương Tử Quân vừa nói chuyện với tôi về chuyện liên quan đến chức vụ phó bí thư tỉnh ủy. Vương Tử Quân đến nói với Trử Vận Phong về chuyện này. Chẳng lẽ thật sự muốn tìm được sự giúp đỡ từ Trử Vận Phong? Muốn thu vị trí kia vào trong túi sao? Lúc này Trử Vận Phong dùng giọng trịnh trọng nói với mình như vậy, điều này có ý nghĩa gì không? Sự kiện này Chủ tịch Trử Vận Phong đã có hứa hẹn gì với Vương Tử Quân hay chưa? Hay là Vương Tử Quân bây giờ đã có chuẩn bị sẵn, đã nắm chắc thắng lợi trong tay rồi? Lý Thừa Uyên cảm thấy lòng mình như bị người ta xé toạc ra một mảnh, khá đau. Nhưng hắn vẫn biểu hiện cực kỳ chăm chú, chỉ là hai chân đang thoải mái bắt chéo nhau chợt có hơi run rẩy. Sau đó Trử Vận Phong cũng không nói nhiều thế nhưng rất rõ ràng. Những lời này Lý Thừa Uyên đều nghe lọt vào trong lòng, hắn không ngờ lại xuất hiện kết quả như vậy, Vương Tử Quân rõ ràng đẩy Đậu Minh Đường tiến lên, hơn nữa trên cơ bản đã thuyết phục được Diệp Thừa Dân. Tuy Vương Tử Quân giống như loáng thoáng tự thành lập một phái cho mình ở Nam Giang, thế nhưng Lý Thừa Uyên chưa từng nghĩ rằng một tên cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi bồng bột kia lại có một ngày tiến đến cái đích như vậy. Khi Vương Tử Quân đẩy Đậu Minh Đường tiến lên thì Lý Thừa Uyên mới nhận thức được phe phái nhỏ này, thực tế nó đã sớm hình thành rồi, hơn nữa nó đang biến từ lượng sang chất, bây giờ đã liên tục nhảy nhót chung quanh. Trử Vận Phong không nói rõ ràng lựa chọn của mình, thế nhưng thái độ là gì thì hai bên ngầm hiểu lẫn nhau. Lý Thừa Uyên cực kỳ không cam lòng, nhưng hắn biết rõ mình lên tiếng không phải dùng trứng chọi đá sao. Làm như vậy không phải là việc của kẻ trí, Lý Thừa Uyên hắn tuy không tự xưng là kẻ trí, thế nhưng cũng không phải hạng người lỗ mãng không thức thời. Lý Thừa Uyên hít vào một hơi thật sâu, sau đó trầm giọng tỏ thái độ với Trử Vận Phong, Chủ tịch, tôi cảm thấy chuyện này chúng ta có thể đồng ý. Đồng chí Minh Đường có năng lực công tác rất mạnh, có trình độ cao, tôi hoàn toàn đồng ý cho anh ấy tiến lên một bước. Trử Vận Phong cũng không nói gì, Lý Thừa Uyên tỏ thái độ rất tốt, nhưng hắn là người làm thủ hạ nhiều năm, Trử Vận Phong căn bản hiểu rõ tính cách của người này, lão biết rõ Lý Thừa Uyên căn bản đã cho ra rất nhiều cố gắng. Lão cũng không muốn làm cho bộ hạ cũ của mình thất vọng, thế nhưng mọi chuyện phát triển ngoài ý muốn, tình huống hiện tại không cho phép lão cho ra lựa chọn nào khác. Nếu cứ cứng đối cứng rồi nhận lấy kết quả thảm hại, không bằng cố gắng hết khả năng để hai bên thăng bằng với nhau. Diệp Thừa Dân bên kia đã lùi bước, nếu như mình tiếp tục kiên trì, như vậy cũng không là gì tốt đẹp. Trử Vận Phong là một vị lãnh đạo đứng đầu một phương, lão cần làm là phải cân nhắc giữa lợi và hại. Phải cố gắng làm cho nhóm người của mình có một phương hướng phát triển có lợi nhất. Lý Thừa Uyên nói xong thì cũng không rời đi ngay, còn ở lại nói thêm vài chuyện, thế nhưng cũng không tiến vào vấn đề chính. Lý Thừa Uyên nói chuyện an nhàn như vậy căn bản giống như đang rất bình tĩnh ung dung, cố gắng làm cho Chủ tịch Trử Vận Phong cảm thấy mình đang cực kỳ bình thường. Hơn 20 phút sau thì Lý Thừa Uyên rời khỏi phòng làm việc của Trử Vận Phong, khi hắn ra khỏi cửa, chợt nghe thấy Trử Vận Phong trầm giọng nói, anh không cần nghĩ quá nhiều. Khoảnh khắc này Lý Thừa Uyên muốn ra khỏi cửa chợt ngây cả người. Hắn đứng lại xoay người gật đầu với Chủ tịch Trử, sau đó mới ngơ ngác đi ra. Nói thật câu nói này Lý Thừa Uyên cũng dùng để an ủi người khác, thế nên cũng không phải là không rõ ràng. Khi Lý Thừa Uyên đi xuống lầu thì chợt nghe thấy có vài người nghị luận với nhau, hắn nghe xong mà vẻ mặt chợt khẽ động. Những lời này tất nhiên có nội dung là Vương Tử Quân cố gắng ép bí thư Diệp phải đi, nhưng nội dung của nó lại càng thêm phong phú. Nếu như nói khi hắn vừa mới đến phòng của Chủ tịch Trử Vận Phong, hắn căn bản rất thích những lời đồn như vậy, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy những lời kia quá chói tai. Lý Thừa Uyên hao tổn nhiều tâm cơ, cuối cùng lại thành công dã tràng, thật sự là khóc không ra nước mắt. Vương Tử Quân đẩy Đậu Minh Đường tiến lên, căn bản là thắng lợi toàn diện. Tuy Đậu Minh Đường không thể cái gì cũng nghe lời Vương Tử Quân, thế nhưng một người vận dụng lực lượng đẩy anh lên vị trí cao, anh không mang ơn người ta sao? Vương Tử Quân căn bản đã làm cho mình có được một nhân tình rất tốt, thế cho nên địa vị của Vương Tử Quân ở ban ngành sẽ nhanh chóng tăng tiến. Lý Thừa Uyên căn bản hao tâm tổn trí làm nhiều công tác, cuối cùng chỉ là kẻ vô tích sự, cái gì cũng không có được. Mặc dù vị trí Phó Chủ tịch Thường vụ chỉ cách Phó Bí thư tỉnh ủy một bước ngắn, thế nhưng hắn biết rõ khác biệt giữa hai bên là cực kỳ lớn. Biết đâu là do mình tính toán quá nhiều. Lý Thừa Uyên lắc đầu, đang định đi xuống lầu thì trong lòng chợt lóe lên lời nói của Chủ tịch Trử Vận Phong. Không cần suy nghĩ quá nhiều, đây là có ý gì?
Lý Thừa Uyên chợt run lên, chẳng lẽ Trử Vận Phong biết mình đứng sau lưng giở trò quỷ? Hoặc là nghĩ rằng hắn có liên quan đến những tin đồn nhảm về Vương Tử Quân đang được truyền bá trắng trợn trong các đơn vị chính quyền sao? Một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Lý Thừa Uyên, hắn chợt cảm thấy da đầu có hơi run lên. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này rất có thể xảy ra. Hắn là người đi theo Trử Vận Phong nhiều năm, biết rõ Trử Vận Phong cũng như Chủ tịch Trử biết về hắn, mà hắn làm những gì thì có lẽ Trử Vận Phong cũng hiểu rõ ràng. Lý Thừa Uyên làm như vậy đến bây giờ vẫn chưa cảm thấy áy náy và hổ thẹn, nhưng nó lại bị Trử Vận Phong vạch trần, điều này làm cho hắn cảm thấy khá xấu hổ. Hắn lấy thuốc ra đốt một điếu, hít vào một hơi thật mạnh, vẻ mặt mới khôi phục lại như thường. Nửa phút sau hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đi xuống bên dưới. Lý Thừa Uyên còn chưa đi đến phòng làm việc của mình thì thấy Vương Tử Quân đi đến. Hắn có chút do dự, sau đó khẽ bắt chuyện với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng tươi cười với hắn, giống như không biết hắn là người đang chơi trò xấu xa sau lưng. Cảm ơn trời đất! Lý Thừa Uyên cảm thấy Vương Tử Quân cũng không biết mình đang làm bộ như vậy, hắn cảm thấy rất thoải mái. Nhưng khi hắn nhìn bóng dáng Vương Tử Quân xuống lầu, hắn chợt sinh ra cảm giác không chút thú vị. Chính mình trăm phương ngàn kế bày trò như vậy, cuối cùng lại bị người khác chiếm hết tiện nghi, chính mình không phải là phí công người mù đốt đèn sao? Chương 1398 một hỏi kẻ lắm mồm nơi phố phường không bằng hỏi người trốn thôn quê. Tháng 7, Nam Giang bắt đầu bùng lên những mạch nước ngầm, gió thổi mây phun. Siêu Trung Tắc là phó bí thư tỉnh ủy được điều động đến mặt trận tổ quốc tỉnh, thế là được mọi người không ngừng nhắc tên. Nếu so sánh với chuyện này thì càng nhiều người quan tâm đến sự kiện bí thư thị ủy Đông Hồng là Đậu Minh Đường được tỉnh ủy coi là nhân tuyển cho vị trí phó bí thư tỉnh ủy và đề cử lên trên. Tuy lời đề cử này còn chưa được tuyến trên cho ra định luận, thế nhưng vẫn hấp dẫn ánh mắt của nhiều người. Khi Đậu Minh Đường trổ hết tài năng thì ánh mắt những người chú ý lên Vương Tử Quân căn bản giảm đi. Sáng thứ bảy Vương Tử Quân lái xe rất nhàn nhã, lần này hắn đi đến thành phố Lâm Hồ, ngồi phía sau còn có Mạc Tiểu Bắc và Tiểu Bảo Nhi. Vương Tử Quân đến thành phố Lâm Hồ cũng không phải vì hứng thú nhất thời mà cải trang vi hành. Sở dĩ hắn đến Lâm Hồ là bởi vì hai ngày trước Lão Gia Tử gọi điện thoại đến, để cho Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc đến quận Hồ Đông thành phố Lâm Hồ thăm hỏi một người bạn gì của mình. Người kia kết bạn với Mạc Lão Gia Tử trong thời chiến tranh cách mạng, nói đơn giản thì năm xưa Mạc Lão Gia Tử bị thương, được người chiến hữu đưa về nhà dưỡng thương, thế cho nên tình cảm giữa hai nhà bắt đầu khăng khít. Khi người ta có tuổi thì thường hoài cựu, lúc này sức khỏe của Mạc Lão Gia Tử lại không được như trước kia. Thế cho nên tâm lý nhớ bạn cũ càng bành trướng. Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc căn bản có thái độ 100% chấp hành yêu cầu của Mạc Lão Gia Tử. Lần này bọn họ đi đến thành phố Lâm Hồ bằng xe của Mạc Tiểu Bắc, vì vậy một nhà nhìn giống như đang đi du lịch. Tiểu Bắc, em có từng đến nhà ông cụ bạn của ông hay không? Vương Tử Quân vừa lái xe vừa hỏi Mạc Tiểu Bắc. Mạc Tiểu Bắc đã quen với phương thức nói chuyện của Vương Tử Quân. Nàng ôm Tiểu Bảo Nhi vào lòng rồi nói khẽ, em đã từng đến một lần, nhưng đã hơn 10 năm rồi. 10 năm đã qua, bây giờ muốn tìm đến chỗ cũ căn bản cũng không phải chuyện dễ dàng, căn bản đã thay đổi khá nhiều rồi. Tiểu Bắc, bạn của ông đang làm gì? Lần trước em đến thì nhà bọn họ làm nông. Làm nông, Vương Tử Quân chợt có chút sững sốt, sau đó hắn dùng giọng nghi ngờ hỏi, anh cũng hiểu tính cách của ông, đáng lý ông phải. Vương Tử Quân muốn nói gì thì Mạc Tiểu Bắc hiểu rõ ràng, nàng cau mày một lúc, sau đó mới khẽ nói, em có nghe bố nói về việc này, năm đó ông định sắp xếp cho con thứ hai của ông Lý đến bên cạnh mình, thế nhưng ông Lý từ chối. Nghe bố nói thì ông Lý là một người chú trọng thi thơ. Mạc Đông Tường là một người kiêu ngạo, có thể làm cho lão đánh giá như vậy, ông cụ kia trong mắt lão cũng không phải tệ. Vương Tử Quân chạy xe mất 2 giờ từ thành phố Đông Hồng đến Lâm Hồ. Khi bọn họ đến nơi thì mặt trời đã ngã về Tây, nhưng ánh nắng nóng bỏng đang bao phủ mặt đất. Có lẽ rẽ sang bên kia là đến. Mạc Tiểu Bắc giống như đã từng đi qua nơi này, nàng lên tiếng chỉ huy Vương Tử Quân. Vương Tử Quân từng đến thành phố Lâm Hồ, nhưng hắn chủ yếu đến là nghiên cứu công tác, đừng nói là biết được đường, dù đi đến nơi nào cũng không cần hắn quan tâm. Lúc này hắn đến thành phố Lâm Hồ tất nhiên là không biết được gì nhiều. Lâm Hồ là một thành phố xếp hạng thứ 3 trong tỉnh Nam Giang,
dù cấp bậc hành chính chưa tăng lên thế nhưng lại phát triển cực nhanh ở phương diện kinh tế. Đường lớn trong thành phố bừng bừng sức sống, nhìn qua cực kỳ vui sướng và thoải mái. Hèn gì thành phố Lâm Hồ có thể cho ra nhiều cán bộ cấp tỉnh như vậy, dựa vào tình huống hiện tại của thành phố Lâm Hồ, ai có thể nghĩ trước đây 10 năm đây chỉ là một thành phố cấp 3 của tỉnh Nam Giang. Ôi, hình như đi nhầm rồi. Khi đi đến tận cùng thì căn bản mới phát hiện đây là ngõ cụt, Mạc Tiểu Bắc chợt vươn đầu lưỡi rồi dùng giọng thẹn thùng nói. Mặc dù trên xe có hệ thống định vị toàn cầu, thế nhưng dù sao thì bọn họ cũng đang đi tìm người, không có tiêu chí nào rõ ràng. Vì vậy ngoài chuyện xuống xe hỏi một câu thì cũng chỉ căn cứ vào trí nhớ của người từng đến một lần là Mạc Tiểu Bắc, cố gắng để ý xem người kia đang ở nơi nào. Lại gặp một con hẻm cụt, Vương Tử Quân đã chạy đi khá lâu, bây giờ cũng mất kiên nhẫn. Hắn dừng xe ở ven đường rồi dùng giọng chứng thực nói, Tiểu Bắc, em xác định nơi này thật sao? Mạc Tiểu Bắc chợt nhíu mày, nàng dùng giọng khó hiểu nói, em nhớ rõ là chỗ này, vì sao lại không đi được nữa chứ? Vương Tử Quân nghe những lời như vậy thì đành thôi, hắn nở nụ cười trêu chọc nói, xem ra cũng không trông cậy vào vợ được nữa rồi, chỉ có thể để anh tự đi hỏi mà thôi. Sau khi hỏi thăm một lúc, Vương Tử Quân cuối cùng đã hỏi ra một con đường khác, xe lại tiếp tục chạy đi. Một khu dân cư cũ kỹ hiện ra trước mặt, Vương Tử Quân thở dài một hơi, cuối cùng cũng xem như đến đúng mục đích. Khi hắn chuẩn bị lái xe đi vào, chợt nghe thấy Tiểu Bảo Nhi nói, bố, bố xem đó là cái gì kìa. Vương Tử Quân nhìn về phía con trai đang chỉ, chợt thấy nơi đó có một chậu hoa nhỏ. Hắn đang cảm thấy phấn chấn tinh thần, đang định nói hai câu với con trai, nhưng lúc này kinh nghiệm lái xe nhiều năm đã buộc hắn phải thắng gấp lại. Két, tiếng thắng chói tai vang lên bên tai Vương Tử Quân, khi âm thanh này vang lên, xe nhanh chóng dừng lại trước một miệng cống dài hơn nửa mét. Nếu như không phải thắng kịp thời, chỉ sợ xe đã lao vào trong miệng cống kia rồi. Tuy cái cống kia căn bản không làm tổn hại cho người ngồi trên xe, thế nhưng Vương Tử Quân cũng không dám chậm trễ, như vậy sẽ không phải sinh ra va chậm mạnh. Ai mà đào một cái cống như vậy ở chỗ này? Đúng là thiếu đạo đức. Vương Tử Quân nhìn miệng cống mà không khỏi hoảng sợ. Khi ở trên xe thì không những hắn mà vợ và con cũng bị chúi về phía trước. Nếu hai vợ con đập đầu vào kính thì hắn cũng rất đau lòng. Mạc Tiểu Bắc nhíu mày ôm Tiểu Bảo Nhi xuống xe. Khi bọn họ xuống xe mới phát hiện cũng không phải chỉ có một đoạn nhỏ mà thôi, có người đào một cái hố rộng hơn một mét bằng chiều rộng của mặt đường, căn bản ngăn trở những người đi ra đi vào trong tòa nhà kia. Vương Tử Quân nhìn mặt cống mà không khỏi lóe lên một ý nghĩ, nhưng bây giờ hắn không phải đến xử lý công tác, thế cho nên cũng không có tâm tư dò xét. Thế là nhanh chóng đi về phía tấm ván gỗ nhỏ bắc ngang qua mặt cống. Vương Tử Quân đi qua tấm ván, vợ con cũng nhanh chóng theo sau, cả ba người đi vào trong khu dân cư, leo lên lầu. Khi Mạc Tiểu Bắc gõ một cánh cửa phòng ở lầu 2, chợt nghe bên trong có người nói, các người không cần đến lãng phí thời gian, nhà của chúng tôi chỉ có một ý kiến, đó là không đồng ý với điều kiện của các anh. Chương 1398-2, hỏi kẻ lắm mồm nơi phố phường không bằng hỏi người trốn thôn quê. Những lời này càng làm cho Vương Tử Quân hiểu chuyện vừa rồi là có gì xảy ra. Khi hắn chuẩn bị mở miệng thì Mạc Tiểu Bắc đã dùng giọng trong trẻo nói, ông Lý có ở nhà không, cháu là Mạc Tiểu Bắc. Ba chữ Mạc Tiểu Bắc thật sự có tác dụng, cánh cửa đang đóng chặt chợt mở ra, bên trong đi ra một người đàn ông hơn 30 tuổi. Người đàn ông kia nhìn Mạc Tiểu Bắc và Vương Tử Quân, sau đó mới giống như nghĩ ra điều gì đó, cô là Mạc Tiểu Bắc sao? Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của người đàn ông kia thì thấy giống như biết Mạc Tiểu Bắc, nhưng bộ dạng hiện tại của Mạc Tiểu Bắc làm cho đối phương căn bản không nhận ra. Mạc Tiểu Bắc nhìn người đàn ông kia, sau đó nàng khẽ chần chờ rồi hỏi, em là Mạc Tiểu Bắc, anh là Nhị Kiếm có phải không? Người kia nghe thấy Mạc Tiểu Bắc gọi được tên mình thì vẻ mặt có chút hưng phấn, hắn nhanh chóng hô vào trong nhà, ông ơi, bố ơi, là người nhà của ông Mạc. Khi người đàn ông này lớn tiếng kêu lên, một người đàn ông hơn 50 tuổi đi ra, lão nhìn rồi cười cười với Mạc Tiểu Bắc đấy à, vào nhà đi cháu. Căn hộ không lớn, khi Vương Tử Quân đi vào thì bên trong có 7-8 người, thế nên một nhà Vương Tử Quân đi vào càng làm cho căn hộ thêm chật chội. Căn hộ này có hình thức không tồi, ba gian đều có ánh sáng mặt trời, chỉ là diện tích hơi nhỏ mà thôi. Nhìn vào phong cách lắp đặt thiết bị,
rõ ràng là những thứ đã cách đây hơn chục năm, cho thấy chủ nhân của căn hộ cũng không phải là người có tiền. Tiểu Bắc, cháu từ thủ đô đến sao? Người mở miệng là một ông cụ tóc bạc, tuy đã lớn tuổi nhưng giọng nói vẫn khá lớn, lão nói chuyện với Mạc Tiểu Bắc bằng giọng điệu có vài phần thân thiết. Vương Tử Quân nhìn ông lão, hắn cảm thấy người này căn bản khá đẹp lão. Tuy tuổi tác có hơi cao thế nhưng tinh thần của ông lão lại cực kỳ tốt. Không phải, ông Lý, bây giờ cháu và Tử Quân đang công tác ở Nam Giang. Mạc Tiểu Bắc nói rồi chỉ tay vào Vương Tử Quân rồi nói, ông Lý, đây là chồng cháu. Mạc Tiểu Bắc giới thiệu, Vương Tử Quân đưa mắt nhìn khắp bốn phía. Hắn phát hiện người đàn ông mở cửa cho nhà mình vừa rồi nghe Mạc Tiểu Bắc giới thiệu mà vẻ mặt có chút ảm đạm, nhưng ngay sau đó lại lộ ra nụ cười. Vương Tử Quân biết rõ tình huống kia có ý nghĩa là gì, mà thế sự thường là như vậy, hắn bây giờ cũng không còn là một người quá đơn giản khi quan sát tình huống chung quanh. Ha ha, mới đó đã hơn 20 năm rồi, nhà đầu này bây giờ đã lớn, tính thời gian thì cũng nên kết hôn là vừa. Mạc lão vẫn khỏe đấy chứ. Ông lão được Mạc Tiểu Bắc gọi là ông Lý nở nụ cười cực kỳ từ ái, thậm chí Vương Tử Quân cảm thấy ông lão kia còn chuyển rời nụ cười sang người mình. Vương Tử Quân cảm thấy rất có lòng tin với mình, thế nhưng hắn biết rõ đây là ông cụ yêu ai yêu cả đường đi lối về. Sở dĩ mình nhận được đãi ngộ như vậy, cũng là vì ông cụ nể mặt Mạc Tiểu Bắc mà thôi. Sau khi cả nhà Vương Tử Quân ngồi xuống, người nhà ông Lý đến rót trà, Vương Tử Quân uống trà rồi nghe người nhà ông Lý trò chuyện với Mạc Tiểu Bắc. Đừng thấy Mạc Tiểu Bắc bình thường ít nói mà lầm, nhưng lúc này nàng đến nhà ông Lý lại tỏ thái độ khác thường làm cho Vương Tử Quân giật mình không thôi. Ông Lý nghe nói đến Mạc lão gia tử thì thổn thức một lúc lâu, tỏ vẻ hoài niệm. Sau đó ông cụ nói với Mạc Tiểu Bắc, cháu đã đến Nam Giang, sau này dễ gặp lại hơn, khi có thời gian rảnh thì đến chỗ ông một chút, nhìn thấy cháu thì ông cũng không quá nhớ nhung Mạc lão. Mạc Tiểu Bắc cũng không lưỡng lự mà đồng ý lời mời của ông Lý. Lúc này ông Lý cũng rất thích Tiểu Bảo Nhi, liên tục sờ đầu cậu bé, sau đó phân phó con tìm một quán cơm để cả nhà đi dùng cơm. Nói thật thì Mạc Tiểu Bắc căn bản không giỏi ăn nói. Ngược lại tính cách của nàng có vẻ hơi lạnh nhạt. Phải nói là sau khi kết hôn thì nàng có chuyển biến nhiều hơn. Chưa nói đến phương diện khéo hiểu lòng người, hơn nữa còn có thể nói vài lời nghênh đón, cũng càng biết phát triển câu chuyện. Vì vậy cho đến bây giờ thì nàng căn bản đã có thể cung kính trò chuyện vui vẻ với ông Lý, thế cho nên làm cho ông Lý rất vui. Nhưng một lúc sau thì Mạc Tiểu Bắc đã lộ nguyên hình, bắt đầu trầm mặc không nói thêm nhiều điều. Ông Lý cũng nói nhiều và có chút mệt mỏi, còn Mạc Tiểu Bắc thì bắt đầu thu người vào trong hồ lô của mình. Dù nói từ phương diện nào thì cũng đến nhà người ta làm khách, Vương Tử Quân là chồng của Mạc Tiểu Bắc, lúc này phải lên tiếng thay cho vợ, thế cho nên hắn nhanh chóng mở miệng tiếp nhận đề tài câu chuyện. Vương Tử Quân căn bản là người giỏi ăn nói, hắn dùng 10 phút để trở thành trung tâm câu chuyện trong nhà ông Lý. Từ ông Lý đến tình địch của mình 20 năm trước là người đàn ông ra mở cửa, Vương Tử Quân căn bản đều trò chuyện vui vẻ. Cũng vì nói chuyện với nhau mà Vương Tử Quân biết được anh nhị kiếm trong miệng của Mạc Tiểu Bắc có tên là Lý Kiếm Tú. Mạc Tiểu Bắc sở dĩ gọi Lý Kiếm Tú là nhị kiếm, cũng là vì người này đứng thứ hai trong nhà. Tuy Lý Kiếm Tú cảm thấy không thoải mái vì Vương Tử Quân lấy Mạc Tiểu Bắc, thế nhưng hắn vẫn có thể mở miệng nói chuyện vui vẻ với Vương Tử Quân. Sau khi nói vài câu, Vương Tử Quân nói đến câu chuyện vừa rồi của mình, nói rằng Mạc Tiểu Bắc đi tìm đường rất lâu, kết quả dừng lại ở con cống trước khu dân cư. Những chuyện nhỏ nhặt này vốn có chút hài hước, nhưng lúc này cả nhà ông Lý lại trầm mặc. Lý Kiếm Tú thấy không có ai lên tiếng, hắn mới mở miệng giải vây cho Vương Tử Quân, thực tế Tiểu Bắc không nhớ lầm, chỗ đó xưa kia là đường, nhưng bây giờ đã bị người ta chặn lại. Lý Kiếm Tú còn muốn nói tiếp. Thế nhưng lúc này bên ngoài có người gõ cửa. Ông Lý nhíu mày, Lý Kiếm Tú nhanh chóng đi mở cửa, khi cửa mở ra thì có 4-5 người từ bên ngoài đi vào. Đi đầu là một người đàn ông to béo, người này đeo một chiếc kính mát giống như đang muốn nói mình không phải là người tốt. Khi hắn vào nhà thì dùng ánh mắt không chút kiêng kỵ quét qua gương mặt từng người. Khi đến người Vương Tử Quân thì ánh mắt đối phương có hơi chứng lại, nhưng khi đến Mạc Tiểu Bắc thì ánh mắt có vài phần giật mình. Mặc dù Mạc Tiểu Bắc lúc này đã hơn 30, thế nhưng nhìn qua vẫn cực kỳ quyến rũ xinh đẹp. Ông Lý, người thân đến nhà chơi sao? Tên đàn ông to béo cười cười với ông Lý,
sau đó dùng giọng ngoài cười trong không nói. Ông Lý tuy không muốn phản ứng với tên đàn ông béo kia, thế nhưng lão vẫn trầm giọng nói, Lưu Nhị, có người thân đến nhà tôi chơi, anh có chuyện gì không? Nếu như không có gì, tôi cũng không có thời gian tiếp đãi anh. Hi hi, ông Lý không có thời gian tiếp đãi tôi, nhưng công tác của tôi lại có chuyện cần tìm ngài. Ngài cần gì phải nói những lời như vậy, chỉ cần ngài đồng ý, hôm nay tôi xin mời rượu cả nhà. Lưu Nhị nói rồi nhìn sang Mạc Tiểu Bắc, xem như hôm nay mở tiệc tẩy trần cho em gái kia. Lưu Nhị, không có việc gì của anh ở chỗ này, anh cũng đừng nói lung tung. Lý Kiếm Tú chợt đứng lên nói với Lưu Nhị bên kia. Chương 1399, thất bại và thành công. Lưu Nhị căn bản còn có chút tôn kính khi đối diện với ông Lý, thế nhưng lại căn bản không thèm quan tâm đến Lý Kiếm Tú. Hắn nhìn qua Lý Kiếm Tú rồi cười cười nói, Tú Tài, muốn đánh nhau với tôi sao? Tôi nói cho cậu biết, khi còn nhỏ thì tôi chấp cậu hai người, bây giờ thì cậu lại càng không chịu được. Lưu Nhị nói đến đây cũng không chờ Lý Kiếm Tú mở miệng, hắn nhanh chóng nói tiếp, ông Lý, lúc này mọi người đang rất bận rộn, cháu cũng không muốn đến đây nói chuyện vòng quanh. Tòa nhà Đế Hành chính là hạng mục do đích thân bí thư thị ủy nắm quyền thống soái. Cảm thấy chỉ bằng vài người các ông có thể chống đỡ được sao? Tôi nói cho các người biết, cánh tay không lay được đùi, ông thành thật ký cho tôi, sau đó nhận tiền bồi thường rồi đi làm gì thì làm. Chút tiền bồi thường của các người có thể làm cho người ta sống được sao? Lý Kiếm Tú vừa rồi bị Lưu Nhị nói móc, bây giờ mặt căn bản là đỏ bừng. Lúc này nghe thấy Lưu Nhị nói như vậy thì cũng cố gắng phản bác. Lưu Nhị cười cười nói, Tú Tài. Tiêu chuẩn đề bù là do tuyến trên quy định, anh không đồng ý cũng phải tiếp nhận, mà không đồng ý cũng không làm ra trò trống gì. Không phải Lưu Lão Nhị tôi không nể mặt anh, nhưng căn bản là người bên trên không nể mặt anh. Đồng thời tôi nói cho anh biết, nên thành thật dọn nhà đi là vừa. Tuyến trên vừa cho ra quyết định khởi công, dù anh có như thế nào thì cũng chỉ toi công mà thôi. Tôi cũng không tin không có chỗ nào nói lý. Chúng tôi bán căn hộ này cũng có thể được 700-800 ngàn, các người chỉ ném ra vài chục ngàn là xong sao. Nào có chuyện như vậy, hôm nay tôi nói thẳng thừng, nhà của tôi ở đây, tôi không chuyển đi đâu cả. Lý Kiếm Tú càng nói càng nóng nảy, nhưng Lưu Nhị cũng không thèm quan tâm. Lúc này ánh mắt của hắn chủ yếu rơi lên người của Mạc Tiểu Bắc, giống như đang nhìn vào một mâm cơm cực kỳ thịnh soạn, chảy cả nước miếng. Vương Tử Quân căn bản nổi giận với ánh mắt không thèm kiêng nể gì của Lưu Nhị, hắn cũng không nhịn được. Hắn nhìn thoáng qua Lưu Nhị, sau đó thản nhiên nói, sự việc đã xong rồi, mời anh về thôi. Lưu Nhị nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó cười hì hì dùng giọng tà ác nói, tôi tưởng là đại thần nơi nào, thì ra cũng chỉ là một cậu em mà thôi. Tôi nói cho cậu biết, chỗ này không có chuyện của cậu, tốt nhất là cậu đừng trộn lẫn vào. Nếu không tôi sẽ cho người đưa cậu đi 2-3 ngày, cho cậu một bài học nhớ đời. Mặc dù nói những lời khá cứng nhưng Lưu Nhị cũng biết mình không nên ở lâu nơi này, hắn nói thêm vài câu khá mạnh mẽ rồi rời đi. Khi đám người kia rời đi thì bầu không khí trong phòng rơi vào trầm mặc, ông Lý nhìn thoáng qua Mạc Tiểu Bắc rồi nói, thị ủy muốn dùng quỹ đất nơi này để xây dựng tòa nhà Đế Hành, không phải là chúng tôi không muốn dọn nhà. Nhưng đối với bọn tôi thì nhà cũ tuy khó bỏ nhưng thị ủy đã cho ra quyết định, thế nên vẫn cố gắng giúp đỡ. Khốn nổi đám người kia cho ra điều kiện đền bù quá kém, đây không phải là muốn cắt đứt đường sống của dân sao. Mạc Tiểu Bắc không tỏ thái độ mà nhìn về phía Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân cũng không nói lời nào, tòa nhà Đế Hành là hạng mục lớn của thành phố Lâm Hồ, Thích Phúc Lai phải cho ra chuẩn bị đầy đủ mới phải. Trước đó thành phố Lâm Hồ căn bản có báo cáo cực kỳ tỉ mỉ và xác thực về hạng mục này, cũng rất có sức thuyết phục, vì vậy tỉnh Nam Giang chọn thái độ giúp đỡ, miễn thuế và đầu tư khá mạnh, hơn nữa còn bật đèn xanh ở phương diện kiểm duyệt dự án. Hạng mục này một khi được hoàn thành sẽ có tác dụng lớn với tình hình phát triển kinh tế của Lâm Hồ. Tuy Vương Tử Quân rất bất mãn với công tác ở thành phố Lâm Hồ, thế nhưng dù sao hắn cũng không phải là lãnh đạo được phân công quản lý ở phương diện này. Nếu bây giờ tỏ thái độ thì không quá tốt. May mà tâm tình của mọi người cũng không chịu ảnh hưởng quá nặng, sau khi nói thêm vài câu thì ông Lý đề nghị ra ngoài dùng cơm. Người nhà Lý gia đều đồng ý, dù sao thì cả nhà Vương Tử Quân cũng là khách từ xa đến, là đối tượng được cả nhà bọn họ hoan nghênh.
Lý Kiếm Tú vừa mở cửa phòng thì hô lên một tiếng kinh hoàng, Vương Tử Quân nhìn theo ánh mắt của Lý Kiếm Tú, chợt thấy một con rắn xanh như chiếc đũa đang ngẩng đầu ở cửa ra vào. Con rắn kia dù không tấn công người thế nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác sợ hãi. Không cần hỏi cũng biết con rắn kia nhất định là do đám người Lưu Nhị để lại, ý nghĩa của nó rất rõ ràng, đó là đánh núi dọa hổ. Khi không ít người nhà Lý gia cảm thấy bó tay, Mạc Tiểu Bắc đã lấy ra một cây lau nhà, nàng cũng không chờ con hắn kia chuyển động, nhanh chóng dùng thân cây lau nhà đập vào đầu rắn. Chỉ sau chốc lát thì con rắn xanh giang diễu võ dương oai đã chết cứng trên mặt đất. Tuy động tác của Mạc Tiểu Bắc rất đơn giản, thế nhưng nếu không có ánh mắt và hai tay nhuần nhuyễn, căn bản khó là được như vậy. Người nhà Lý ra vào khách sạn và tỏ ra cực kỳ nhiệt tình, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn có thể thấy được trong vẻ nhiệt tình của bọn họ còn có vài phần bất an không yên, đặc biệt là Lý Kiếm Tú càng ít lên tiếng. Tuy người Lý ra không muốn nhắc đến đề tài này, nhưng Vương Tử Quân vẫn dùng giọng bóng gió hỏi vài câu. Vương Tử Quân từ trong miệng người nhà Lý gia mà biết tòa nhà Đế Hanh là hạng mục mới được khởi động gần đây, là hạng mục được Bí thư Thị ủy Thích Phúc Lai cực kỳ coi trọng, Bí thư Thích cho ra yêu cầu các ban ngành phải bật đèn xanh với hạng mục này. Hạng mục này sở dĩ làm cho người nhà Lý gia cảm thấy khó chịu cũng là vì căn hộ của gia đình nằm trong phạm vi di rời, nhà bọn họ đồng ý phối hợp công tác với chính quyền. Thế nhưng bọn họ khó thể tiếp nhận vì điều kiện đền bù quá kém. Chưa nói đến phương diện cầm số tiền đền bù khó mua được một căn hộ, mà dù bọn họ có đi thêu nhà cũng không chống đỡ được vài năm. Không riêng gì Lý gia mà trong khu dân cư kia có rất nhiều hộ không chịu di rời, lúc mới bắt đầu thì công ty xây dựng có đến đàm phán, nhưng chỉ sau vài ngày thì lại biến thành đám người Lưu Nhị. Hai bên tiếp xúc với nhau một thời gian, đàm phán cực kỳ khó khăn, chênh lệch là rất lớn. Vì đám người Lưu Nhị kia quá thông minh, lại ra vẻ hùng hồn, thật ra rất keo kiệt, thế nên đàm phán giữa hai bên rơi vào bế tắc. Vì đối phó với đám người Lưu Nhị, bọn họ đã nghĩ ra không ít biện pháp, thậm chí còn phản ánh vấn đề với tỉnh ủy, thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn không giải quyết được gì. Lý Kiếm Tú nghĩ đến tình huống mình phản ánh vấn đề lên tỉnh, hắn chợt vỗ bàn nói, những người này căn bản là cùng một ruột với nhau, bọn họ muốn đuổi chúng tôi ra ngoài để kiếm tiền về tay mình. Bữa cơm vì chuyện di rời mà có bầu không khí rất đè nén, sau khi dùng cơm xong thì Lý gia mời Vương Tử Quân về nhà, thế nhưng Vương Tử Quân lại lấy lý do đặt phòng ở khách sạn để từ chối. Chương 1401 nghe Ngô Tử chuyên quyền độc đoán. Hồ Thủy Nhân gia là một trong những khách sạn 4 sao ở thành phố Lâm Hồ, tuy không phải là khách sạn 5 sao cao cấp nhưng dựa vào bên mặt hồ làm cho người ta sinh ra những cảm giác khác biệt. Những khi Vương Tử Quân đến công tác ở thành phố Lâm Hồ cũng được sắp xếp phòng ở nơi này. Tử Quân, chuyện này anh có thể giúp ông Lý một chút được không? Mạc Tiểu Bắc đặt Tiểu Bảo Nhi vừa tắm xong lên giường, sau đó khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn Mạc Tiểu Bắc và Tiểu Bảo Nhi, trong lòng sinh ra cảm giác ấm áp. Mạc Tiểu Bắc hơn 30 tuổi nhưng nhìn qua làn da trắng sáng, thậm chí còn dịu mát hơn cả khi hai người gặp mặt nhau lần đầu tiên. Nếu như không phải nàng đang dần trưởng thành, lại ăn mặc có hơi hớm khi làm việc, nếu đặt ở trong một lớp học, có thể được người ta bầu làm hoa hậu giảng đường cũng không chừng. Giúp ông Lý thì không có vấn đề là phải giúp như thế nào. Nếu như anh lên tiếng với thành phố Lâm Hồ, tăng thêm điều kiện cho ông Lý cũng không là vấn đề. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp, đồng thời chúng ta cũng có thể giúp cho ông Lý mua một căn nhà ở nơi khác. Mạc Tiểu Bắc buông Tiểu Bảo Nhi trong lòng ra, nàng không nói lời nào nhìn Vương Tử Quân, hai hàng chân mày có hơi nhíu lại. Vương Tử Quân căn bản thấy rõ tất cả. Vương Tử Quân đã sống với Mạc Tiểu Bắc nhiều năm, hai bên đã sớm tâm ý tương thông. Hắn nhìn bộ dạng của nàng, biết nàng không vừa ý với sắp xếp của mình. Vương Tử Quân đi đến bên cạnh ôm lấy bờ vai thon của Mạc Tiểu Bắc, sau đó hắn khẽ nói, anh biết em không hài lòng, nhưng bây giờ có rất nhiều chuyện. Cũng không phải là vì anh không giúp, nhưng phải làm sao để làm cho tốt mới được. Mạc Tiểu Bắc nghe chồng nói lời cảm khái mà tâm tình đã thoải mái hơn một chút. Nàng không muốn trộn lẫn vào công tác của Vương Tử Quân, nhưng nàng lại hiểu rất rõ tình thế chính trị ở Nam Giang vào lúc hiện tại. Đừng nhìn chồng nàng đang phát triển như cá gặp nước ở đây mà lầm, nhìn qua thì có vẻ cực kỳ có cảnh tượng, thế nhưng chỉ những người đứng bên cạnh mới biết mỗi bước đi của hắn đều cực kỳ cẩn thận và có chút lo sợ.
Lúc này có không biết bao nhiêu người đang nhìn Vương Tử Quân, không biết có bao nhiêu kẻ đang nói hắn vươn tay quá dài. Nếu như chồng Mạc Tiểu Bắc căn bản chủ động ra tay, như vậy sẽ bị người ta coi đó là đề tài câu chuyện, lấy đó làm cái cớ để công kích. Chúng ta nên nghĩ biện pháp khác giúp ông Lý. Vương Tử Quân cầm bàn tay của Mạc Tiểu Bắc mà giống như cảm nhận được sự dịu dàng của nàng. Hắn không nói gì, chỉ lặng lặng hưởng thụ cảm giác ấm áp hiện tại. Mặc dù hắn thật lòng muốn làm ra lẽ chuyện này, thế nhưng vị trí hiện tại lại làm cho hắn cảm thấy có chút trói buộc. Quyền càng lớn thì đại biểu cho trách nhiệm càng cao, Vương Tử Quân là thường ủy tỉnh ủy, trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn mặc dù có quyền lên tiếng ở sự kiện này, thế nhưng bản thân hắn lại không thể chạy đến ngăn cản, không thể lấn sang phần đất của người khác để vung tay múa chân. Thế cục Nam Giang hiện tại đang dần phát triển theo đúng tình thế dưới sự thúc đẩy của Vương Tử Quân. Lúc này Đậu Minh Đường đã là phó bí thư tỉnh ủy, thế nên hắn với Lỗ Kính Tu và Đậu Minh Đường đã là một bến tàu trong mắt nhiều người trong Nam Giang. Mặc dù bến tàu này của ba người Vương Tử Quân đối với người ngoài thì có hơi yếu, thế nhưng dù sao nó cũng là một bến. Vương Tử Quân biết dù là đối với Diệp Thừa Dân hay Trử Vận Phong thì mình vẫn không thể nào so sánh được. Căn cứ vào điều này mà Vương Tử Quân yêu cầu mình làm việc càng nên ổn thỏa hơn. Cần phải thúc đẩy từng hạng mục công tác được áp dụng tốt đẹp. Rất nhiều chuyện nhìn qua chỉ là việc nhỏ, thế nhưng động vào lại giống như một ngọn lửa mồi vào kho thuốc nổ lớn. Vương Tử Quân căn cứ vào một vài nguồn phát thông tin mà nghe nói có vài người lên tiếng chỉ trích cách thức công tác của mình quá chuyên quyền độc đoán, quá ngang ngược, căn bản không chịu nghe ý kiến của người khác. Màn đêm buông xuống, thành phố Lâm Hồ trở nên khá im ắng. Tiểu Bảo Nhi có một thói quen xấu. Đó là mỗi khi ngủ đều thích gác chân lên chân bố mẹ. Vương Tử Quân không chỉ một lần dạy bảo, con không nên gác chân như vậy, sau này lớn lên chân sẽ không được thẳng, như vậy sẽ không trở thành một chú cảnh sát được. Thế là Tiểu Bảo Nhi nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó dùng giọng kiên định nói, con không trở thành cảnh sát không phải ngủ với bố mẹ, con muốn nói với hai chân của mình rằng, bố mẹ đều đang ôm con. Mạc Tiểu Bắc nghe những lời như vậy thì rất cảm động. Thế là nàng ôm con trai vào lòng, kể 10 câu chuyện cổ tích, dễ dàng làm cho con trai ngủ say sưa. Vương Tử Quân khẽ dịch đầu của con trai, sau đó ôm vợ, cùng nhau thực hiện vài công tác, sau đó ngủ say sưa. Nhưng khi cả nhà Vương Tử Quân đang ngủ say thì bên ngoài nghe thấy vang lên tiếng la hét. Vương Tử Quân chợt bừng tỉnh, hắn nhanh chóng mở cửa ra, chợt nghe thấy có người hét lớn, cháy, cháy rồi. Cháy sao? Vương Tử Quân chợt kinh hoàng. Hắn tưởng khách sạn bốc hỏa, thế là định chạy vào đánh thức Mạc Tiểu Bắc và con trai của mình. Nhưng hắn cũng không quên nhìn ra bên ngoài, chợt thấy phía bên kia có lửa bốc lên ngút trời. Ngọn lửa quá lớn làm cho bầu trời đêm bừng sáng, vì khách sạn không phải nơi xảy ra hỏa hoạn nên Vương Tử Quân không khỏi thở phào một hơi. Nhưng khi hắn nhìn về phía xảy ra hỏa hoạn, lại phát hiện vị trí kia rất quen thuộc. Là nơi hôm nay Vương Tử Quân vừa đi qua. Đó là khu dân cư của Lý Gia. Khi Vương Tử Quân cảm thấy khiếp sợ thì Mạc Tiểu Bắc đã thức dậy, nàng nóng lòng chạy đến nhìn về phía nơi hỏa hoạn, sau đó không khỏi lo lắng hỏi, không biết bây giờ Lý Gia như thế nào rồi. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng sốt ruột của Mạc Tiểu Bắc, hắn trầm ngâm một lát rồi nói, em ở lại trông Tiểu Bảo Nhi, anh đi ra ngoài xem thế nào. Mạc Tiểu Bắc tuy muốn biết chuyện gì xảy ra nhưng nhìn Tiểu Bảo Nhi đang ngủ say trên giường. Nàng vẫn bỏ đi ý nghĩ của mình. Vương Tử Quân đi ra khỏi khách sạn, hắn trực tiếp leo lên một chiếc taxi ven đường. Tuy bọn họ có lái xe đến, thế nhưng khu vực cháy bên kia quá hỗn loạn, hắn cũng không quen thuộc thành phố Lâm Hồ, thế nên ngồi taxi là đơn giản nhất. Bác Tài, anh chạy về phía hỏa hoạn dùm tôi. Vương Tử Quân ngồi lên hàng ghế phía sau xe rồi nói với tài xế. Lái xe thấy Vương Tử Quân lên xe thì chuẩn bị khởi động xe. Nhưng khi thấy Vương Tử Quân nói ra mục đích của mình thì hắn không khỏi ngây cả người, sau đó dùng giọng kỳ quái hỏi anh bạn, anh không lầm đấy chứ? Chỗ đó đang cháy mà. Bác Tài, người nhà của tôi ở nơi đó, tôi đến xem bọn họ thế nào. Vương Tử Quân nói rồi lấy ra một điếu thuốc đưa cho lái xe. Viên lái xe nhận thuốc, hắn vừa châm lửa vừa thở dài, anh bạn, tôi khuyên anh nên chờ đến sáng hãy đi sang bên kia, nơi đó bây giờ cực kỳ không an toàn. Chương 1402, nghe ngu tử chuyên quyền độc đoán. Tên lái xe nói đến đây thì có chút chần chờ,
sau đó dùng giọng thần bí nói, người thân của anh ở bên kia sao? Tôi cảm thấy anh nên khuyên nhủ mọi người, cánh tay không lay được đùi, cũng đừng nên cứng rắn như vậy nữa. Vương Tử Quân biết rõ lời nói của viên lái xe có ý nghĩa gì, nhưng hắn cũng không có tâm tư đáp lại. Hắn nhanh chóng nói, cảm ơn lòng tốt của anh, sau này tôi nhất định sẽ khuyên nhủ người thân, nhưng bây giờ đang rất gấp, tôi rất quan tâm đến phương diện an toàn của bọn họ. Tên tài xế cũng là một người đàn ông hơn 30 tuổi, hắn hút hai hơi rồi dụi điếu thuốc, sau đó nói, anh bạn, tôi nể tình anh nên đưa đi một đoạn đường, nhưng tôi đã nói rồi, tôi chỉ đưa anh đến bên đại lộ, anh phải tự mình đi vào trong. Vương Tử Quân gật đầu nói, vậy làm phiền anh. Tên tài xế chạy rất nhanh, đoạn đường mà bình thường xe cộ đông đúc phải mất hơn nửa tiếng nhưng bây giờ là nửa đêm không có xe qua lại nên chỉ mất vài phút mà thôi. Khi xuống xe thì viên tài xế dùng giọng thiện ý nhắc nhở một câu, anh bạn, chỉ nhanh chóng cứu giúp người thân mà thôi, cũng đừng nên làm chuyện gì khác. Vương Tử Quân xuống xe, hắn nhanh chóng đi đến khu dân cư bên kia. Lúc này bên kia vẫn bốc lửa lớn, trước cổng khu dân cư có một đám người đang tụ tập với nhau rất rối loạn, có vài người đang hô hào lấy nước dập lửa, thế nhưng hành vi của bọn họ căn bản như muối bỏ biển, không có chút hiệu quả nào. Đồ đạc của tôi, sổ tiết kiệm của tôi vẫn còn ở trong nhà. Một người phụ nữ hơn 50 tuổi liều mạng vùng vẫy muốn xông vào bên trong, thế nhưng một người đàn ông ở bên cạnh liều mạng giữ lấy người nàng, con bà nó, bỏ đi, không có tiền thì làm ra tiền, cũng không nên bất cứ giá nào, bên trong quá nguy hiểm. Tiểu Minh đâu rồi, đến đây nhanh lên. Chỗ chúng tôi đang cháy. Cái gì, tôi đã gọi điện thoại từ nãy giờ rồi, bọn họ còn chưa đến nữa sao? Những âm thanh hỗn loạn liên tục vang lên bên tai Vương Tử Quân, nhưng hắn còn chưa thấy hình bóng của người nào trong nhà ông Lý. Khi hắn chuẩn bị hỏi một câu, chợt thấy một người phóng ra như hổ báo. Lưu Nhị, tao đánh chết thằng chó mày. Ồ ột giọng nói phẫn hận vang lên, một đấm bay đến người đối diện. Giọng nói này khá quen thuộc với Vương Tử Quân, hắn tiến lên hai bước, chợt thấy Lưu Nhị đã bị người kia đánh ngã xuống đất. Nhưng lúc này người kia cũng không bỏ qua, hắn đứng lên cầm lấy cục gạch đập lên đầu của Lưu Nhị. Tuy Lưu Nhị có đề phòng nhưng cục gạch vẫn đập lên đầu, chẳng qua hắn cũng không ngã xuống, hắn vừa bụng lấy đầu vừa lớn tiếng nói, con bà mày, Lý Kiếm Tú, mày điên rồi sao? Hôm nay ông không cho mày biết tay, sau này sẽ cùng họ với mày. Lưu Nhị nói rồi phất tay, có vài người phía sau phóng về phía Lý Kiếm Tú. Lúc này có một người phụ nữ hơn 30 tuổi chạy ra khỏi đám người, nàng đi đến bên cạnh Lý Kiếm Tú. Sau đó lớn tiếng thét gào như gà mẹ che chở cho con, Lưu Nhị, anh trả con tôi lại đây. Trả con tôi lại đây. Gương mặt vốn hung ác của Lưu Nhị có chút biến đổi, nhưng hắn nhanh chóng trở nên dữ tợn, con của cô ở đâu cô còn không biết, tôi sao biết con cô ở nơi nào. Đúng là nói bậy bạ, không ra thể thống gì. Tiểu Hoa, lúc này Tiểu Hoa còn chưa chạy ra, Lưu Nhị, anh đúng là hạng khốn kiếp, anh nói xem có phải chính mình phóng hỏa hay không. Anh đúng là không phải con người. Người phụ nữ vừa mắng vừa điên cuồng phóng về phía Lưu Nhị. Vương Tử Quân lúc này đã nhìn rõ bộ dạng của người phụ nữ kia. Hắn nhớ rõ lúc dùng cơm thì người kia cũng ngồi bên phía nhà Lý gia, cũng không nói nhiều, nhìn qua cực kỳ có bộ dạng của một nàng vợ hiền lành gương mẫu. Không ngờ người phụ nữ ít nói kia lúc này lại giống như sư tử bị chọc giận, căn bản không ngưng la hét tìm con. Vương Tử Quân căn bản không có thời gian tiếp xúc với cháu trai nhà Lý gia, thế nhưng nhìn tình cảnh của người phụ nữ, hắn chợt sinh ra cảm giác xấu. Ngọn lửa trước mặt vẫn bốc lên cao giống như trêu chọc đám người bên dưới, ánh lửa chiếu lên mặt người làm hằn lên những sợi tơ máu. Con gái của chị lên lầu thì nào liên quan gì đến tôi? Này chị dâu nhà Lý gia, cơm có thể ăn bậy nhưng không được nói lung tung. Chị đừng ngậm máu phun người, tôi có thể tố cáo chị phỉ báng người khác. Giọng nói của Lưu Nhị là rất lớn, nhưng Vương Tử Quân nhìn vào ánh mắt của Lưu Nhị, cảm thấy có chút bàng hoàng. Với ánh mắt của Vương Tử Quân nào không nhìn rõ đối phương đang nói dối. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Thích Phúc Lai. Chút lo lắng vừa rồi của hắn bị gác lại trong lòng, tuy hắn là người chìm nổi quan trường nhiều năm, thế nhưng hắn không phải là người mất hết cảm xúc, không phải biến thành người lạnh lùng. Mẹ, mẹ, mẹ ơi! Tiếng nói trẻ thơ vang lên, Vương Tử Quân nhìn qua ánh lửa thấy trên cửa nhà Lý gia có một hình bóng mảnh mai,
hình bóng cực kỳ yếu ớt trong ngọn lửa, giống như sắp bị ngọn lửa kia thôn phệ. Âm thanh la hét chung quanh chợt ngừng lại, tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cô bé bên kia. Tiểu Hoa, Lý Kiếm Tú buồn bã kêu lên một tiếng, hắn muốn phóng lên, thế nhưng người chung quanh nhanh chóng tiến lên giữ lại. Kiếm Tú, lửa quá lớn, anh định làm gì? Anh không thể vào được. Một người đàn ông có độ tuổi tương đương giữ chặt lấy tay Lý Kiếm Tú, gương mặt có chút run rẩy. Lý Kiếm Tú không nói gì, hắn chỉ dùng hành động để biểu hiện cảm giác của mình. Hắn liều mạng muốn tránh đi những bàn tay của người chung quanh, thế nhưng rất đáng tiếc, những cánh tay kia vẫn giữ chặt lấy người hắn như vòng kim cô. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng liều mạng của Lý Kiếm Tú, hắn thật sự rất đồng tình. Nhưng lúc này ngọn lửa đã bùng lên ở cầu thang, người ta xông lên sẽ không có khả năng đi ra. Trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ, nhưng lúc này hắn cũng nhanh chóng phát hiện mình không phải là thần. Ngọn lửa càng lớn, tiếng la hét của cô bé trên kia càng khản giọng, lúc này không biết ai nói một câu nhảy xuống, thế là mọi người chợt bừng tỉnh. Có ga giường không? Mau tìm lấy vài cái lót bên dưới. Vương Tử Quân nhìn đám người đang lộn xộn chung quanh, hắn hét lên. Vài tên đàn ông nhanh chóng cầm lấy nệm trong tay vợ chạy ra. Vương Tử Quân nhìn thấy có 5 tầng ga giường được chập lại với nhau, hắn cũng tiến lên giữ lấy một góc. Hắn cố gắng tính toán xem cô bé sẽ rơi xuống vị trí nào, thế nhưng hắn căn bản không tìm được đáp án chính xác. Tính mạng con người là cực kỳ quan trọng, lại quan trọng hơn vào lúc này Vương Tử Quân cảm thấy mình căn bản không thể nào làm gì tốt hơn. Người phụ nữ kia đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Nàng nhìn con gái đang leo lên lan can, lúc này ngọn lửa càng lớn hơn. Tiểu Hoa, dũng cảm lên, mai mẹ đưa con đi ăn KFC. Người phụ nữ vừa khóc vừa lớn tiếng dặn dò con gái. Cô bé đứng bên cạnh ngọn lửa cũng không nói lời nào, khi mọi người đang cực kỳ không yên lòng thì cô bé đã nhảy xuống bên dưới như một chiếc lá khô. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 125.